Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Tông Phúc nhìn thấy một màn này cũng coi là điều đại hoan hỉ. Trừ ba vị lão tổ, giờ phút này còn có người chú cố cùng quỷ ẩn. Nhân Hoàng đi ra lỗ sâu bị phong, bỗng nhiên có người trước đến đưa tin nguyên lai trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt đan điện truyền tống lỗ sâu đã toàn bộ sụp đổ trần tông phúc nghe vậy có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu bất quá cái này cũng không thể coi là khó khăn gì cùng lắm thì chữa trị là được chữa trị cần cần bao nhiêu thời gian đan đại thành dò hỏi ước chừng thời gian nửa ngày liền có thể người kia đáp tốt nhanh chóng đem chữa trị trần tông phúc nói người kia đáp một tiếng liền thối lui mấy vạn người một bộ phận người đầu nhập vào chữa trị lỗ sâu bên trong nếu là bình thường cái này chữa trị lỗ sâu làm việc cũng là cực kỳ lượng lớn đáng tiếc nguyên vốn còn muốn đan điện có không ít đồ tốt hiện tại xem ra đồ tốt đều bị đốt thành cho chân tông phúc nhìn xem một vùng phế tích đan điện trong lòng vẫn là không khỏi có chút đáng tiếc đan điện chân tàng chỉ sợ không ít đủ đan dược càng là chỗ nào cũng có độc mật phương thuốc đoán chừng cũng không ít dựa theo đan điện tích lũy hẳn là cực kỳ phong phú chỉ bất quá hiện tại xem ra toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi Đích thật là đáng tiếc, nếu như những kiến trúc này không có bị hủy diệt, ngược lại là có thể trở thành lợi dụng tài nguyên. Tiêu viêm nhìn xem một vùng phế tích đan điện, cũng là đáng tiếc nói. Bất quá, mặc dù kiến trúc đều không có, mảnh không gian này cũng không tệ, tọa lạc vị trí tới gần cự hy thành, kiến trúc không có thể một lần nữa tù lại. Tiêu viêm chậm rãi nói, trước đó Tam Hoàng hội tụ thời điểm, liền sớm đã thương thảo qua việc này. Nếu như đan điện diệt đi về sau, liền sẽ một lần nữa xây dựng một cái luyện dược công hội mới tiêu viêm huynh đệ ý tứ rất thích nơi này đã tiêu viêm huynh đệ thích liền trở về tiêu viêm huynh đệ sở hữu trần tông phúc vừa cười vừa nói chỉ sợ đan điện liền trừ mảnh không gian này còn có chút giá trị nhân hoàng đa lễ ta cho rằng cự hy thành vẫn là phải có một cái địa phương cho luyện dược sư tồn tại nơi này một lần nữa xây một cái luyện dược sư công hội mới đi tiêu viêm đối với trần tông phúc mỉm cười chậm rãi nói trần tông phúc nghe vậy cũng là cười gật gật đầu ha ha lần này tiêu viêm huynh đệ công lao lớn nhất an bài như thế nào cũng tất cả đều nghe tiêu viêm huynh đệ chiến huyễn huynh ý của ngươi như nào chân tông phúc cười ha ha một tiếng trong nội tâm ngược lại là rất may mắn không có đối địch với tiêu viêm quả thực quá quái vật như vậy trưởng thành tốc độ cái này thời gian ngắn ngủi liền chạy tới đại lục đỉnh phong giống như tồn tại hiện tại đến nói đã không phải là ba vị lão tổ mạnh nhất bây giờ đấu đế đại lục sẽ một lần nữa quật khởi một cái thế lực mới sẽ không thua bất kỳ một thế lực nào đó chính là tiêu phủ ta người thô kịch một cái, hai người nói cái gì chính là cái gì, ta không có ý kiến gì, bất quá luyện dược sư công hội mới xây thành tiêu viêm huynh đệ nhất định muốn mời chúng ta đến uống chén trà, về sau cũng tốt đến đi dạo một vòng, chiến huyễn tiêu sái nói, tiêu viêm đáp lại nói, nhất định, trà ngon nhất định cho chư vị chuẩn bị tốt, hắn từ lâu nghĩ ký việc này, thành lập luyện dược sư công hội mới tiêu viêm trong lòng sớm đã có nhân tuyển, đó chính là dược tộc, vị đan điện chèn ép nhiều năm như vậy, cũng đổi là dược tộc thời điểm quật khởi bất quá nhân hoàng ta ngược lại là có một việc không hiểu giờ phút này sự tình cũng lắng lại tiêu viêm trong lòng còn ngược lại là có một chuyện một mực bối rối tiêu viêm huynh đệ cứ nói đừng ngại chân tông phúc cười cười ta muốn biết trước đó tại tuyết đỉnh phía trên đến tột cùng là ai đã giết đan diễm đồng thời ngụy trang là bút tích của ta chuyện này mặc dù hiện tại đã lật thiên nhưng là một lần kia mới là khiêu khích tiêu phủ cùng đan điện chân chính dây dẫn nổ mà tiêu viêm chính là cố kỵ sợ hãi cùng đan điện chiến đấu quá sớm phát sinh cũng không có đối với đan diễm thống hạ sát thủ tiêu viêm lời này một chỗ trần tông phúc sắc mặt lập tức nhất biến hắn coi là tiêu viêm căn bản không có chú ý tới chuyện này hay là nói chuyện này tiêu viêm sẽ cho rằng là quỷ ẩn làm ra có thể hiện tại tiêu viêm vấn đề chỉ mặt gọi tên hỏi chính là hắn vậy đã nói rõ tiêu viêm đem chuyện này đã hoài nghi đến trên đầu của hắn trần tông phúc sắc mặt âm tình bất định tiêu viêm con mắt nhìn chòng chọc vào chân tông phúc Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, phải biết lần này nếu không phải Tiêu Viêm có thể đột phá đến Cửu Tinh, một trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng 80% xác định là chân tông phúc sở trò quỷ, sở dĩ khoản nợ này còn phải tính toán rõ ràng. Tiêu Viêm huynh đệ, việc này đích thật là ta làm không đúng, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi ngươi, mong rằng huynh đệ rộng lòng tha thứ, là ta nóng vội cân nhắc, không chu toàn. Chân Tông Phúc nhìn thực sự không gạt được hắn hiển nhiên là đánh giá thấp tiêu viêm đã giấu không được liền thản nhiên nói ra trần tông phúc cũng không dám tại giấu giếm đi hiện tại tiêu viêm mặc dù biểu hiện rất tôn trọng hắn nhưng dù sao chuyện này kém chút hại bọn hắn tiêu phủ chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhân hoàng cũng là hảo thủ đoạn lần này thật là kém chút hãm chúng ta toàn bộ người cùng trong nước lửa nếu như nói tiêu viêm một điểm không so đo tự nhiên là không thể nào một trận chiến này mặc dù là hữu kinh vô hiểm thật là quá mạo hiểm làm không tốt tất cả mọi người kém chút chết tại nơi này cho dù là hiện tại nhớ tới trước đó chiến đấu cũng là phía sau lạnh buốt tiêu viêm huynh đệ việc này đích thật là ta không đúng người muốn như thế nào trừng phạt chúng ta hoàng đô tiếp nhận trần tông phúc đối với tiêu viêm liền ôm quyền chuyện này hắn thật xác thực là hắn không đúng lần này kém chút hãm hại mấy vạn tính mạng thậm chí bao gồm chính hắn cũng ở trong đó trừng phạt tiêu viêm mục lục suy tư trần tông phúc dọa đến thở mạnh cũng không dám hiện tại như tiêu viêm muốn giết hắn trần tông phúc cũng hoàn toàn không địch lại tiêu viêm như vậy đi ta nhìn đan điện cũng hủy xây luyện dược sư công hội sự tình liền giao cho nhân hoàng đi xem như cho ngươi một cái trừng phạt đi tiêu viêm suy tư một chút mới đưa lấy trần tông phúc nói nghe được điều kiện này về sau trần tông phúc như chút được gánh nặng thở phào một cái vội vàng đưa lên ý cười cái này dễ nói dễ nói cam đoan so trước đó đan điện càng thêm phồn hoa tiêu viêm huynh đệ chịu trách nhiệm yên tâm là được có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đối với có được thương minh nhân tộc đến nói tu kiến một cái luyện dược sư công hội cái kia lại tính là cái gì đa tạ tiêu viêm huynh đệ rộng lòng tha thứ chờ sau khi rời khỏi đây ta định hảo hào chiêu đãi huynh đệ tiêu phủ coi như có gì cần nhân tộc ta thương minh cũng tuyệt không từ chối trần tông phúc tiếp tục nói lần này tiêu viêm thật là công thần cứ bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người trần tông phúc nói câu nói này thời điểm chân chính là ra ngoài thực tình ha ha vậy ta trước hết đa tại nhân hoàng tiêu viêm đối với chân tông phúc liền ôm quyền chân tông phúc hãm hại tiêu viêm chuyện này cũng coi là triệt để lật thiên việc này lại có mấy người đè ép mấy chục người đi tới tiêu viêm mọi người trước mặt phủ chủ đan điện còn có một số còn sót lại cần muốn xử trí như thế nào mặc tiêu phủ phục sức mấy tên thủ hạ đi vào tiêu viêm trước mặt bầm báo nói tiêu viêm nghe vậy ánh mắt nhìn về phía bị áp lấy dương nhiệt đan điện lít nhìn một vòng lúc sau tiêu viêm đem ánh mắt ngừng lưu tại một người trên thân mà người này chính là đan điện đại trưởng lão tiêu viêm nhìn xem đan điện đại trưởng lão chậm rãi bay đi đi tới đại trưởng lão trước mặt đại trưởng lão giờ phút này hai mắt huyết hồng chật vật không chịu nổi hiển nhiên cũng là đã bị trọng thương toàn giết đi tiêu viêm chỉ là nhìn đại trưởng lão một chút liền mở miệng nói ra không thể nghi ngờ đan điện việc ác tiêu viêm sẽ không bỏ qua đan điện bất kỳ người nào bất quá đối với đại trưởng lão tiêu viêm vẫn còn do dự mà do dự thì là bởi vì hòa ly đại trưởng lão thanh âm khàn khàn nói hắn ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm tiêu viêm cũng là nhìn về phía hắn người nhận biết hỏa ly đại trưởng lão mở miệng hỏi tiêu viêm nhìn xem đan điện đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu ta đan điện tin tức không phải là con kỹ nữ kia tiết lộ sao đại trưởng lão hung hãn nói bởi vì đan điện bên trong hỏa ly sớm đã không thấy tăm hơi tiêu viêm nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt hận ác chi sắc một cước đá vào đại trưởng lão trên mặt trực tiếp đá đại trưởng lão mũi máu bắn tung tóe răng đều bị đá rơi mấy viên. Nếu là hỏa ly bán đan điện các ngươi, chúng ta còn sẽ có như thế tổn thương, chỉ sợ, đan điện làm sao diệt ngươi cũng không biết, sẽ cho tới bây giờ làm to chuyện. Tiêu viêm có chút tức giận, hỏa ly nói qua nàng cũng không hận đại trưởng lão, nhưng là cũng không yêu hắn, tiêu viêm vẫn chưa dự định bỏ qua đại trưởng lão, nếu như đại trưởng lão tiếp tục tồn tại, chỉ sợ đối với hỏa ly đến nói cũng là một cái ám ảnh trong lòng. Nàng bây giờ ở đâu, đại trưởng lão ngẩn người, nghe nói tiêu viêm lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu có thể đối với ánh mắt như vậy tiêu viêm nhìn càng làm ác hơn tâm tiêu viêm đưa tay đầu ngón tay vạch một cái lạnh lùng nhìn xem đại trưởng lão hàn mang lóe lên nàng hiện tại rất tốt tiêu viêm nói xong câu đó đại trưởng lão trong mắt thoải mái mà trên cổ hắn xuất hiện một vệt tơ máu lập tức đầu một nơi thân một nẻo trực tiếp bị tiêu viêm xóa sạch mọi người nhìn thấy một màn này tất cả đều lạnh tê tiêu viêm xóa bỏ đại trưởng lão tất nhiên có nguyên nhân chỗ hắn Tiêu viêm cũng không phải là thiện nhân, nhưng là cũng là giảng đạo lý người, đối với sinh mạng tiêu viêm đều là tương đối tôn trọng, nhưng là, người đan điện, hán một cái cũng không muốn buông tha. Chỉ bằng một điểm, đan điện đủ để chết trăm ngàn lần, đem hồn phách luyện chế thành sát ma khôi, xóa bỏ linh hồn tội lỗi liền đáng chém giết mười lần. Toàn bộ đều giết, tiêu viêm không lưu bất luận cái gì tình nghĩa, thản nhiên nói. Là, phủ chủ, sau khi nói xong, tiêu phủ mấy người liền cầm trong tay lưỡi dao, đan điện cuối cùng sống sót hơn 10 người, toàn bộ tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, toàn bộ bị chém giết. Kể từ đó, đan điện bây giờ tính toán ra, còn sống, đó chính là đại âm kim ô viêm cùng đan đại thành, bất quá đối với tiêu viêm đến nói. Hai người này chỉ là tạm thời đào thoát, đan đại thành hẳn phải chết, đến mức đại âm kim ô viêm, ngược lại là có thể lợi dụng trở thành hắn trưởng thành một phần lực lượng, bất quá tiêu viêm, nếu như đem đại âm kim ô viêm bắt đến về sau. Tất nhiên sẽ xóa bỏ rời nó tất cả linh trí, lưu nó tại cũng là một mối họa lớn. Tiêu Viêm huynh đệ, không bằng đi xem một chút ba vị lão tổ cùng Quỷ Ẩn thương thế đi, đặc biệt là Quỷ Ẩn, ta sợ hắn. Không chịu nổi. Thấy Tiêu Viêm xử lý xong đan điện dương nhiệt về sau, Trần Tông Phúc liền tới đến Tiêu Viêm bên người nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù cùng Quỷ Ẩn trước đó có rất nhiều khúc mắc, nhưng là Tiêu Viêm chẳng biết tại sao, cũng không ghét hắn, mà lại một trận chiến này quy ẩn đến cuối cùng cũng bỏ ra không ít. Tốt, chúng ta vậy thì đi xem một chút. Sau khi nói xong, mọi người cũng toàn bộ đi theo tiêu viêm cùng chân tông phúc đi tới phía dưới, ba vị lão tổ cùng quỷ ẩn, đều nằm thẳng dưới đất. Ba vị lão tổ cũng không có bất kỳ cái gì muốn thức tỉnh, bất quá cũng là có khí tức tồn tại, mặc dù bị xích sát động đâm thủng thân thể, dù sao chính là cường giả cửu tinh. Ba vị lão tổ khí tức đều bình ổn lại, dùng một chút khôi phục đan dược liền có thể tiêu viêm từ trong nạp giới xuất ra một chút khôi phục đan dược phân biệt đưa vào trong miệng ba vị lão tổ theo dược lực cấp tốc khoách tán ba vị lão tổ sắc mặt đều dần dần trở nên chuyển biến tốt đẹp xem hết ba vị lão tổ về sau tiêu viêm mới đem ánh mắt rời về phiếu quỷ ẩn trên thân nhìn xem quỷ ẩn tiêu viêm cao mày quỷ ẩn nhìn mới thật sự là thảm liệt không có hai tay phần bụng một cái lỗ máu trong thân thể khí quan nội tạng câu hồ không có một chỗ là tốt tiêu viêm cảm thụ một chút khí tức quỷ ẩn giờ phút này quỷ ẩn nơi nào còn có nửa điểm khí tức không có bất kỳ cái khí tức sinh mệnh gì sợ là tiêu viêm dò xét một chút quỷ ẩn về sau lắc đầu liên tục đối với quỷ ẩn loại này đặc thù tồn tại sinh linh tiêu viêm cũng không dám nói chỉ là không có cảm giác được khí tức tiêu viêm cho rằng quỷ ẩn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít hắn chết rồi sao trần tông phúc ánh mắt có chút cô đơn một trận chiến này quỷ ẩn thật giúp rất rất nhiều một tay nếu không phải là hắn chỉ sợ các tộc hy sinh sẽ càng lớn người chết càng nhiều đối với quy ẩn đến nói chân tông phúc hổ thẹn mà lại quy ẩn cũng chính bởi vì chân tông phúc đã đáp ứng hắn giúp hắn tái tạo nhục thân hắn mới thành bây giờ bộ dáng này tiêu viêm huynh đệ có thể hay không mau cứu hắn hắn còn có nguyện ý hiện tại còn không thể chết mà lại một trận chiến này tiêu viêm huynh đệ cũng hẳn là thấy được hắn chỗ nỗ lực không so với chúng ta bất cứ người nào ít Chân tông phúc nói với tiêu viêm chỉ sợ bây giờ có được cải từ hồi sinh chỉ có tiêu viêm tiêu viêm cũng là gật gật đầu con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ ẩn cuối cùng thở dài một hơi người cũng coi là đáng thương vậy ta liền giúp một chút ngươi đi bất quá chẳng biết có thể thành công hay không tiêu viêm chậm rãi nói linh hồn chi lực lập tức tuôn ra bao khỏa quỷ ẩn toàn thân sau một hồi lâu tiêu viêm trong mắt tán qua một vệt tinh mang khoát tay bỗng nhiên khẽ hấp chỉ thấy đầu quỷ ẩn chuẩn xác mà nói là chân thân hắn ký anh trên thân một vầng sáng sâu kín bay ra chỉ còn sợi tàn hồn tiêu viêm thì thào nói cũng là có chút tổn thương tiêu viêm huynh đệ có thể hay không vì hắn tái tạo nhục thân đây trần tông phúc tiếp tục dò hỏi tiêu viêm nhìn xem quỷ ẩn tàn hồn hồi lâu đối với trần tông phúc lắc đầu chỉ sợ rất khó hồn hắn rất kỳ lạ cùng chúng ta người bình thường hồn không tầm thường vốn là có một loại chết nhưng chi khí có lẽ hắn đã sớm chết đi đây là chuyện nghịch thiên bây giờ cũng coi như lần thứ hai chết đi lại lần nữa phục sinh cơ hội không lớn Tiêu viêm cũng là lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu quỷ ẩn, mà là quỷ ẩn tình huống, so với Nam Nhĩ Minh, còn muốn khó khăn. Tiêu viêm huynh đệ, ta ngược lại là biết một tin tức, bất quá, cái này phải cần đấu tiên thực lực mới vừa khả năng. Trần Tông Phúc lại lần nữa nói, tiêu viêm bây giờ cửu tinh, mặc dù cùng đấu tiên còn rất dài một khoảng cách, nhưng là trung quy có hy vọng. Nhân Hoàng nói nghe một chút, tiêu viêm hỏi, tiêu viêm huynh đệ hẳn là biết được, đấu đế đại lục bên ngoài chính là một mảnh hải dương màu vàng óng nghe nói tại hải dương màu vàng óng bên trong mọc ra một loại cừu chuyển niết bàn quả chỉ cần có hồn liền có thể tái tạo nhục thân chân tông phúc nói tiêu viêm nghe vậy ngần người cái này hắn ngược lại là chưa nghe nói qua cái đồ chơi này tại ta thời đại ngược lại là giấu thấy nhiều đến tại hiện tại ta nhìn đoán chừng không có ngay tại chân tông phúc nói chuyện với tiêu viêm lúc bỗng nhiên hậu phương nam nhĩ minh đột nhiên đứng ra nói nam nhĩ minh tóc lại từ màu đen biến thành màu đỏ nam nhĩ minh đột nhiên đứng ra nói chuyện để chân tông phúc một mặt mộng bức tiêu viêm cũng là ở một bên tức sạm mặt lại không biết long lân vương có biết hiện tại đấu đế đại lục địa phương nào có đồ chơi tiêu viêm tự nhiên nhìn ra được bây giờ nói chuyện chính là long lân vương mà không phải nam nhĩ minh long lân vương thanh mộc nhi bọn người ở tại một bên toàn bộ một mặt ngốc trệ cùng nhau nhìn xem trở nên mái tóc màu đỏ nam nhĩ minh tiêu thiếu đây không phải Nam Nhĩ Minh sao? Long Lân vương lại là cái gì? Khiếu Chiến Nghi hoặc không thôi, liền hỏi thăm đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Khiếu Chiến cười cười. Việc này nói rất dài dòng, trở về Tiêu phủ, tại cho các người chậm rãi giải thích. Tiêu Viêm đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không thôi mọi người nói. Cái đồ chơi này bản thân liền không nhiều, bất quá, sinh hoạt hiện tại Long tộc tất nhiên biết, bởi vì một chút Long tộc quá trình trưởng thành rất gian nan, mỗi một lần đều rất khó thành công độ kiếp sở dĩ long tộc đối với cái đồ chơi này đều có cất giữ nam nhĩ minh thanh tuyến thô mỏ tang thương hoàn toàn không giống nam nhĩ minh khiếu chiến đám người thì là càng nghe càng là một mặt kinh ngạc long tộc nói lên long tộc ta còn chưa bao giờ thấy qua đấu đế đại lục chân chính có long tộc bình thường nhìn thấy cũng bất quá là một chút long tộc bàng môn chi mạch chân chính long tộc ngược lại cũng là chưa bao giờ từng thấy tiêu viêm nói đến đấu đế đại lục thời gian lâu như vậy long tộc tựa hồ vẫn luôn rất bí ẩn tiêu viêm cũng chưa từng nhìn thấy qua nếu không phải long lân vương ở đây nói lên tiêu viêm chỉ sợ còn cho rằng đấu đế đại lục bên trên căn bản không có long tộc tồn tại bất quá bọn chúng sinh hoạt rất bí ẩn nghe nói bọn chúng đều sinh hoạt tại hải dương màu vàng ống sâu nhất trong vùng biển trần tông phúc cũng thừa nhận long lân vương nói tới hắn cũng là có hiểu biết bất quá cũng chỉ là truyền ngôn là thật là giả hắn cũng không rõ lắm tiêu viêm nghe vậy trong lòng ngược lại là có chút hưng phấn nếu như nói đấu đế đại lục bên trên thật sự có long tộc tồn tại. Như vậy, không biết tưởng nhiên cùng chúc khôn có thể hay không cũng đi tới đấu đế đại lục, chỉ là tiêu viêm, không biết. Bất quá, bằng vào ta hiện tại thực lực cửu tinh, chỉ sợ còn không cách nào xuống biển đi, muốn tới đáy biển này, chắc hẳn cần tiên nguyên khí hộ thể mới có thể. Nếu như trong biển thật có long tộc, tiêu viêm ngược lại là muốn đi xem, trong đầu bóng người sinh xắn kia, ngược lại là khiêu khích tiêu viêm không ít hồi ức. Vân vận. Tiểu Y Tiên chẳng biết các người có thể mạnh khỏe. Còn có các con ta, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, chẳng biết ta đột phá đầu tiên về sau, phải chăng liền có thể trở lại Đấu Khí Đại Lục nữa đây? Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, Đấu Khí Đại Lục là nhà của hắn, cùng tràn đầy hồi ức. Nếu như có thể trở về, Tiêu Viêm cũng là thời điểm muốn về nhà đi xem một chút. Tiêu Viêm biết, tình cảm của mình quá mức phức tạp, tính đến hiện tại, Tiêu Viêm đã có năm cái lão bà, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Kỳ cùng còn vì qua cửa Thanh Lân cùng thanh mộc nhi đối với vân vận cùng tiểu y tiên tiêu viêm trong lòng tình cảm cũng khó có thể che giấu nhưng tiêu viêm cảm thấy dạng này không công bằng đối với các nàng thật quá không công bằng không bằng làm hồng nhan tri kỷ kể từ đó đối với tất cả mọi người tốt cũng không biết vân vận cùng tiểu y tiên bây giờ tìm tới nơi trở về của mình có không nói đến vẫn là thật là có chút hoài niệm đây tiêu viêm trong lòng thì thào ánh mắt lộ ra hồi ức hy vọng chính mình rời đi về sau vân vận cùng tiểu y tiên đều có thể đủ quên mất hắn có thể có khởi đầu mới nghĩ đến nơi đây tiêu viêm lại lần nữa đối với đột phá đầu tiên tràn đầy hướng tới quỷ ẩn tàn hồn ta trước đem bảo hộ đợi tìm được cử chuyển niết bản quả liền giúp hắn tái tạo nhục thân đi tiêu viêm nhìn trong tay tàn hồn quỷ ẩn chậm rãi nói chân tông phúc cũng là gật gật đầu hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có biện pháp này quỷ ẩn mới có cơ hội một lần nữa phục sinh sau khi nói xong tiêu viêm linh hồn chi lực không ngừng hướng phía quỷ ẩn tàn hồn chuyển đi vào Lơ lửng không cố định, muốn tán đi, theo tiêu viêm linh hồn chi lực không ngừng chuyển vận, quỷ ẩn tàn hồn cũng là từ từ ổn định lại. Tiêu viêm xuất ra một cái bình ngọc đem tàn hồn hào hào cất đặt về sau, chứa vào trong nạp giới. Mà bây giờ, quỷ ẩn trước đó một bộ thân thể cũng biến thành thể xác, đã biến thành tử vật, quỷ ẩn tấm thân thể thương thế cực nặng, cũng không dùng được. Nhân hoàng, lỗ sâu đã chữa trị, chúng ta đã có thể rút khỏi nơi này, trong khoảng thời gian này lỗ sâu so dự tính chữa trị tốc độ còn phải nhanh hơn, liền có người trước đến đưa tin. đi thôi, tiêu viêm huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. một trận chiến này kéo dài thời gian cũng có chút lâu, cũng không biết bên ngoài phát sinh biến hóa gì. trần tống phúc nói, đối với mọi người cũng là ra hiệu một chút. yêu tộc, theo ta ra ngoài đi. chiến huyễn đối với chung quanh mấy vạn người giống lên một tiếng. mấy vạn người trùng trùng điệp điệp liền hướng phía đi ra lỗ sâu phương hướng dũng mãnh lao tới. tiêu viêm bay lên, quay đầu nhìn thoáng qua thải lân chỉ thấy thải lân trong mắt, có chút lạnh nhạt cùng lạnh lùng, Tiêu Viêm lúc này mới ý thức được, lại đem thải lân cho lạnh lùng, trên mặt hiện lên ý cười, một tay lấy thải lân ôm vào trong ngực. Nếu Vương Điện Hạ, làm sao vậy, không vui sao? Người lang quân đã là cửu tinh, tại đầu đế đại lục đây chính là quát tháo phong vân lớn đại nhân vật. Tiêu Viêm cười hắc hắc, tự nhiên đoán được thải lân khẳng định là ăn giấm, nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, thải lân tức giận trong lòng cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói người thật đúng là có tân hoan quên cựu ái đúng không thải lân khoanh tay không muốn để ý tới tiêu viêm chuyện này thải lân vẫn luôn là nữ vương của ta chỉ cần nữ vương phân phó ta nghe lời răm rắp lên núi đao xuống biển lửa tiêu viêm nói thải lân một thanh bóp ở trên lưng tiêu viêm tiêu viêm đau trên mặt một trận vạn vẹo bất quá chợt vẫn là tràn đầy ý cười tiêu viêm làm sao không biết chính mình tại tu luyện đột phá trên đường thải lân một mực đang bên cạnh hắn thủ hộ không rời không bỏ cho dù thải lân biết được mình thực lực cũng không mạnh nhưng vì tiêu viêm nàng không từng có bất luận cái gì lùi bước đã từng nàng bảo vệ hắn một thế chu toàn hiện tại nàng vẫn là nàng mãi mãi cũng là câu nói kia mạng của hắn là của ta vẫn là cùng cái chưa trưởng thành tiểu hài từ đồng dạng miệng lưỡi trơn tru hử thải lân lúc nói lời này nhìn xem tiêu viêm mặc dù ngữ khí rất hung nhưng là ánh mắt chứng minh hết thảy đối với tiêu viêm nàng yêu là bá đạo tiêu viêm cũng sớm thành thói quen hắn biết rõ bên cạnh mình nữ nhân này đối với mình yêu không thể nghi ngờ chẳng biết ta nữ nhi tiêu tiêu đến cái cấp độ gì lần này có cơ hội nhất định muốn về đi xe một chút tiêu viêm ôm thải lân cười nói thật sao có thể trở về sao thải lân trong mắt lóe lên vẻ kích động làm vì mẫu thân trong lòng mỗi giờ mỗi khắc quải niệm lấy nữ nhi của bọn hắn tiêu tiêu ừm um, nếu như ta có thể đột phá đến đấu tiên hẳn là liền có thể đi trở về tiêu viêm nghiêm túc gật đầu đấu khí đại lục thật sự có thể lại phải đi xem một chút sao tiêu tiêu luôn luôn lạnh lùng bá đạo thải lân giờ phút này trong mắt cũng là lộ ra từ ái thần sắc hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau tại vô số người chen trúc dưới từ đan điện lỗ sâu bên trong đi ra ngoài vừa đi ra khỏi lỗ sâu cả tai nhức óc tiếng hoan hô phảng phất vang vọng đến cự hy thành các ngõ ngách bọn hắn bọn hắn ra đến rồi một mực lại bên ngoài lo nghĩ thanh lân nghe vậy bỗng nhiên ngừng đầu đến con mắt thật chặt nhìn chăm chú lên kết nối lấy đan điện lỗ sâu chỉ thấy vô số thân ảnh từ trong đó nhanh chóng tuôn ra thanh lân nháy mắt một cái cũng không nháy mắt cho đến nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia thanh lân một trái tim cuối cùng buông xuống chỉ cần thấy được tiêu viêm ca ca không có việc gì nàng liền đủ hài lòng thắng rốt cục thắng sao tiếng hoan hô cơ hồ đinh tai nhức óc đan điện như vậy thế lực dựa vào đan dược này nghiêm trọng khống chế cự hy thành kinh tế và đan dược giá cả lũng đoạn đan dược đan điện cơ hồ đem đan dược giá cả lật ra vài phiên sớm đã khiêu khích vô số người bất mãn. Đan điện bây giờ bị diệt, cái này bản liền không có bao nhiêu hảo cảm thế lực, tất cả mọi người đang hoan hô. Trận thắng lợi này, tham dự trong đó, nhân tộc, yêu tộc, tiêu phủ, huyết ma bộ tộc thậm chí đằng sau tới ma thú bộ tộc, cơ hồ hội tụ đấu đế đại lục đứng đầu nhất mấy cái thế lực. Tại đan điện bên ngoài, hội tụ đại bộ phận đều là đến từ những thế lực đám người này, bọn hán có lẽ đều là thực lực không mạnh, không cách nào gia nhập chiến đấu. Nhưng là đối với tại thế lực của mình đều cho kỳ vọng cao cùng chúc phúc, tin tức thắng lợi truyền ra, bọn hắn làm sao không cao hứng. Các tộc cũng là nhao nhao phun lên đi, trước đem thương binh cấp cứu. Một trận chiến này, tất cả mọi người tổn thất không nhỏ, như vậy, mọi người liền lần nữa phân biệt đi, trước làm điều chỉnh, chờ thêm chút thời gian ta liền lại đến tìm người Hoàng thương thảo cái luyện dược sư công hội một chuyện. Tiêu Viêm đứng lặng tại phía trước. Vất vả mọi người, đến mức thành lập mới luyện dược sư công hội công việc, đợi mọi người đều điều dưỡng hảo, lại nói cũng không muộn tiêu viêm đối với mọi người nhao nhao ôm quyền mọi người cũng đều cười ôm quyền đáp lễ vậy liền phân biệt đi các vị bảo trọng chiến huyện ôm quyền yêu tộc lão tổ cũng là tổn thương không nhẹ nhu cầu cấp bách điều trị cũng không cần lần nữa chỉ hoãn nhiều thời gian hơn được qua chút thời gian chờ tiêu viêm huynh đệ đến đây định hảo hảo chiêu đãi vậy ta cũng cáo từ trước mọi người bảo trọng trần tông phúc cũng là ôm quyền thanh hạo nhiên đám người nhao nhao đáp lễ lập tức chiến nguyễn mang người trùng trùng điệp điệp rời đi trần tông phúc cùng Trần bố phàm cũng thế mang theo nhân tộc người lần lượt rời đi ồn ào đám người cũng chậm chậm an tĩnh lại thải lân vậy ngươi dự định đây tiêu viêm quay đầu nhìn về phía bên người thải lân thải lân nhìn xem tiêu viêm trong mắt có chút niệm không bỏ bất quá lần này theo thải lân ra còn có ma thú gia tộc mấy ngàn người không có khả năng mang theo ma thú gia tộc mấy ngàn người cùng đi tiêu phủ ta vẫn là đi về trước đi ngươi tăng lên nhanh như vậy ta cũng được chăm chỉ tu luyện mới được thải lân chợt chợt miệng tiêu viêm trưởng thành tốc độ quá nhanh nàng cũng không cam lòng lạc hậu có được ma thú gia tộc bí pháp thải lân tốc độ tu luyện đã coi như là thần tốc chỉ là so với tiêu viêm đến nói tự nhiên là không đáng chú ý hiện tại cũng đột phá đến ngũ tinh tốc độ vẫn là rất nhanh tiêu viêm cười nói với thải lân thải lân tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý không thể không bội phục ma thú gia tộc bí pháp này không phải tầm thường mặc dù tiêu viêm tốc độ tăng lên xác thực rất nhanh nhưng là trong đó nỗ lực là không ngừng hấp thu ba kỳ vật mà thải lân lại không có hấp thu ba kỳ vật đều đạt đến như vậy tốc độ kinh người liền cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch quả thật không phải chỉ là hư danh bớt ở chỗ này tiện sát ta người cũng cửu tinh ta mới ngụ tinh tính cái gì nhanh thải lân tức giận nói tiêu viêm lúng túng cười khổ gãi đầu một cái tốt không cùng ngươi ba hoa hỗn độn bất diệt Chúng ta đi trước đi." Thải Lân đối với một bên Hỗn Độn Bất Diệt vẫy vẫy tay, Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu. "Tiêu Viêm huynh chúc mừng đột phá cửu tinh, vậy ta liền đi trước." Hỗn Độn Bất Diệt cũng là tới, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, "Tiêu Viêm." Cũng đối Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu. Đáp lễ về sau, Thải Lân cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng mang theo ma thú gia tộc đám người rời đi. Mà theo, các thế lực lớn đám người dần dần đến rời đi, nguyên bản chen tràn đầy mọi người cũng biến thành thưa thớt bây giờ ở bên ngoài còn lại liền đại bộ phận đều là tiêu phủ cùng huyết ma bộ tộc đám người tiêu viêm ca ca một đạo thanh ảnh xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt uốn lên một đôi vành trăng khuyết theo dần dần trưởng thành thanh lân trên thân ngây thơ đã chậm rãi tiêu tán bây giờ xem ra tràn đầy linh khí hai con người thấu triệt như nước xanh mở to con mắt nhìn xem tiêu viêm người cô gái nhỏ này làm sao cũng tới tiêu viêm nhìn xem thanh lân cũng là cười vui vẻ nói dùng tay vuốt một cái mũi ngọc thanh lân thanh lân quệt mồm sờ lấy chính mình cái mũi nhỏ người ta lo lắng tiêu viêm ca ca huống hồ lần này trong tộc phần lớn cường giả đều xuất động yêu hoàng cùng lão tổ đều không cho ta tới vậy ta cũng chỉ phải ở bên ngoài chờ rồi thanh lân nói xong có chút ít biệt khuất tiêu viêm nhìn xem thanh lân nhu thuận bộ dáng vuốt vuốt cái đầu nhỏ thanh lân thanh lân nhu thuận mà cười cười tại tiêu viêm bên người yêu tộc người đều đi người không đi sao tiêu viêm nhìn xem yêu tộc người đều rời đi thanh lân lại còn ở nơi này không khỏi có chút bận tâm nàng một người. Tiêu Viêm ca ca không thích Thanh Lân sao, đuổi Thanh Lân đi sao? Thanh Lân nghe vậy, coi là Tiêu Viêm là đang đuổi nàng đi, hai mắt lập tức hồng nhuận, thần sắc xa sút. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không yên lòng một mình ngươi mà thôi." Tiêu Viêm thấy Thanh Lân điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vội vàng nói. Thanh Lân lúc này mới uyển nhi cười một tiếng. "Không phải còn có Tiêu Viêm ca ca sao, tại Tiêu Viêm ca ca bên người còn chưa đủ an toàn sao?" Thanh Lân vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, cô nàng này xem ra muốn cùng Tiêu Viêm cùng nhau về Tiêu phủ. Tốt, chúng ta trước hết hồi phủ đi, Huyết Ma bộ tộc lão tổ cũng thụ thương, cũng không tại chậm trễ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, an bài một chút, liền kêu gọi Tiêu phủ, Thanh Hạo Nhiên liền kêu gọi Huyết Ma bộ tộc, hai thế lực trùng trùng điệp điệp rời đi phiến khu vực này. Đan điện cuộc chiến đấu này, có thể nói là gió tanh mưa máu, người đan điện cơ hồ toàn bộ chết đi, hiện tại còn còn sống chỉ có Đan Đại Thành cùng đan điện lão tổ đại âm kim ô viêm nói tóm lại lần này đại chiến rốt cục kết thúc tiêu phủ cùng đan điện ân oán cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn tiêu phủ phủ chủ tiêu viêm đột phá tới cửu tinh trong vòng một đêm càng là truyền dư luận xôn xao đây quả thực là so đan điện bị diệt còn muốn càng thêm khiếp sợ tin tức đấu đế đại lục bên trên lại lần nữa có người đột phá đến cửu tinh đây là đại sự cỡ nào nói là chấn kinh toàn bộ đại lục đều chẳng có gì lạ đan điện bị diệt loại sự tình này hoàn toàn bị tiêu viêm đột phá cửu tinh sự tình che giấu bất quá thiếu đi đan điện đan dược cung cấp cự hy thành các phương đan dược khan hiếm vấn đề sẽ từ từ thể hiện ra tiêu phủ thanh danh cũng vì vậy danh dương tứ hải cự hy thành có thể nói tiêu phủ cái danh này đã là không ai không biết không người không hay trình độ luận yêu tộc huyết ma bộ tộc nhân tộc đều có cửu tinh lão tổ tọa chấn vì vậy bọn hắn trên đấu đế đại lục địa vị không người có thể dung truyền mà bây giờ tiêu phủ phủ chủ tiêu viêm đột phá cửu tinh đấu đế như vậy mang ý nghĩa đấu đế đại lục về sau đỉnh tiêm thế lực bên trong tiêu phủ đem đưa thân tiến vào mà ba vị lão tổ không địch lại vệ hồn vương sự tình cuối cùng chính là tiêu viêm đột phá cửu tinh chiến thắng vệ hồn vương một chuyện chỉ sợ cũng phải cấp tốc lưu truyền ra chỉ sợ đến lúc đó tiêu viêm sẽ bị đấu đế đại lục bên trên tất cả mọi người kính ngưỡng tiêu viêm trong khoảnh khắc thanh danh đại chấn bất quá đích xác tiêu viêm một trận chiến này mặc dù vừa mới đột phá đến cửu tinh bày ra thực lực lại vượt qua ba vị lão tổ bây giờ nếu là nói hắn chính là đấu đế đại lục mạnh nhất đấu đế cũng hào không quá đáng đan điện một trận chiến này tất nhiên sẽ chuyển lưu thế gian tiêu viêm chuyển kỳ cũng chân chính tại đấu đế đại lục chuyển sướng ra luận tiêu viêm tại đấu đế đại lục thời gian so sánh dưới là cực kỳ ngắn ngủi mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến cửu tinh quả thực chính là kỳ tích đồng dạng tồn tại cũng như nắng gắt một trận chiến này chung quy là kết thúc tiêu viêm cũng có thể hơi chậm lại một hơi về tới tiêu phủ bên trong tiêu viêm mới như chút được gánh nặng nhìn xem đình viện quen thuộc đây mới là cảm giác nhà thanh hạo nhiên cùng tứ trưởng lão cũng rời đi hảo hảo chăm sóc ma tộc thụ thương lão tổ mà tiêu phủ một bên mặc dù trận chiến thắng đan điện này nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt thương thế tất cả mọi người tiến vào điều dưỡng giai đoạn thanh lân cũng là theo tiêu viêm đi tới tiêu phủ bên trong bây giờ tiêu viêm đột phá đến cửu tinh về sau ngược lại là không người đến mời thanh lân trở về một chuyện tiểu nha đầu cũng tại tiêu phủ vui vẻ buổi tiếp tiêu viêm chơi đùa mấy ngày một tuần lặng yên mà qua tiêu viêm thân thể vẻ mệt mỏi cũng hoàn toàn biến mất trong đình viện giờ phút này thỉnh thoảng truyền đến vài câu thì thầm lại truyền tới trận trận tiếng cười vui giả sơn bên cạnh lầu nhỏ bên trên ngồi vây quanh lấy một đám người nhóm thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ chính là từ nơi đây truyền đến tiêu viêm thận trọng pha lấy nước trà trà mùi thơm khắp nơi ra ngồi vây quanh mọi người cũng đều thật sâu hít một hơi hương khí một loại tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu tại trong miệng mũi chậm rãi lan tràn ra để thân thể người cùng tâm thần đều tiến vào một loại tính mịch trạng thái đặc thù cảm giác tất cả mỏi mệt đều quét sạch sành xanh trà này thật đúng là hương nồng tiêu thiếu đây là gì trà thật quá thơm khiếu chiến người được lấy hương trà trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục nhìn xem trong tay tiêu viêm ấm trà nước bọt đều nhanh chảy xuống ha ha khiếu chiến đây chính là trà ngon, mặc dù ta còn không có hưởng qua, nhưng nhất định rất chân quý. Ta nói đúng hay không? Phong bạo cười to nói, nhìn xem khiếu chiến một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được cười hớn hở tới. Phong bạo, người nhà không phải nói lời thừa sao, trà này chân quý còn cần đến người đến nói. Khiếu chiến bị phong bạo trêu chọc, tức giận nói, hai người lại bóp lên, tiêu viêm thấy thế, trên mặt nổi lên bất đắc dĩ ý cười. Giờ phút này chân ni từ phía sau ra. Trà này dùng chân quý đều không cách nào hình dung Cái này chính là tuyệt tuyết trà Một ngàn năm mới ra một hai lần Số lượng hiếm ít trên thị trường Là có tiền mà không mua được Muốn mua cũng mua không được Bây giờ vì số không nhiều tuyệt tuyết trà chính là nhân hoàng phái người đưa tới cho tiêu thiếu Các người hẳn là cảm tạ tiêu thiếu như thế khẳng khái Cho mọi người chia sẻ Trần Ni chậm rãi giải thích nói Mọi người nghe vậy tất cả giật mình Một ngàn năm mới ra một hai lần Mẹ của ta ơi Đây chính là tuyệt đình trà ngon ta nhất định muốn hảo hảo phẩm một giọt cũng không thể lãng phí rồi khiếu chiến nghe xong vỗ tay một cái quả thực không thể tin được mà quyển sát trưởng nhìn chòng chọc vào tiêu viêm bình trà trong tay tiêu viêm bàn tay có chút run lên vẩy xuống một chút nước trà khiếu chiến xem xét lập tức liền gấp đưa đầu liền đi liếm trên mặt bàn tản mát nước trà lại lần nữa dẫn tới mọi người cười vang ta nói khiếu chiến không cần như vậy người yên tâm hôm nay bao ăn no tiêu viêm nhìn xem khiếu chiến như lang như hổ bộ dáng cũng là cười khổ lắc đầu. Bao ăn no, nhân hoàng đến cùng đưa tên nhóc lừa đảo bao nhiêu cái tuyệt tuyết trà này, thanh mộc nhi đều kinh hãi che miệng, không thể tin được, một ngàn năm mới có một hai lần, loại này số lượng, tiêu viêm dĩ nhiên nói bao ăn no, cái kia được đưa cho tiêu viêm bao nhiêu cái tuyệt tuyết trà này. Cũng không có nhiều, hơn một cân đi, tiêu viêm cười, lạnh nhạt nói, tựa hồ xem thường. Cái gì, mọi người cơ hồ đều là đồng thời mãnh vỗ bàn, kém chút mỗi thanh cái bàn cho đập bay, tiêu viêm bình trà trong tay cũng là một trận lay động tiêu viêm vội vàng ổn định ấm trà một cân nhân hoàng này dĩ nhiên bỏ được hạ như thế vốn gốc để lấy lòng tiêu thiếu khiếu chiến kinh ngạc nói không hắn thiếu ta cũng không phải một cân tuyệt tuyết trả liền trả được hết chờ tiếp qua chút thời gian còn muốn đi nhân hoàng nơi đó một chuyến mới xây luyện dược sư công hội cũng từ nhân hoàng toàn quyền phụ trách chúng ta không dùng ra bất luận cái gì một tia vật liệu tiêu viêm chậm rãi nói đem pha trà ngon trình độ đừng thận trọng đổ vào mấy cái trong chén sau đó phân biệt phát cho mỗi người. Khiếu chiến thì là cẩn thận ghê gớm, sợ tung ra đến một giọt. Tiêu thiếu, nhân hoàng đến cùng thiếu người cái gì, lại sẽ như thế đại thủ bút. Nam Nhĩ Minh ở một bên, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, mới ngẩng đầu lên hỏi tiêu viêm. Tiêu viêm cũng là chậm rãi nâng chung trà lên, cảm thụ trong miệng bốn phía mà mờ hương trà, toàn thân cảm giác vô cùng sảng khoái. Tính toán ra, hắn có thể thiếu ta tốt mấy cái mạng, tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói lời nói mới ra mọi người đều là sững sờ đều không có minh bạch tiêu viêm ý tứ chẳng lẽ tiêu thiếu nhiều lần cứu được nhân hoàng tiêu thiếu cho chúng ta giảng kỹ càng điểm nghe không hiểu khiếu chiến lắc đầu đối với tiêu viêm nói uống một ngụm tuyệt tuyết trà trên mặt của hắn còn tràn đầy một mặt vô cùng thư sướng thần sắc phong bảo ở một bên rốt cuộc không thể nhịn được nữa một bàn tay đập vào trên ót khiếu chiến lập tức đem khiếu chiến trong miệng nước trà đều kém chút gắn ra phong bảo người điên rồi sao loại này bảo bối rất đáng tiếc khiếu chiến hét lớn hoàn toàn không thèm để ý phong bạo đánh hắn mà là càng thêm để ý chén trà trong tay của hắn bên trong tuyệt tuyết trà người bộ dáng quá lấy đánh ta thực sự nhịn không được ta vui lòng hư khiếu chiến một quyệt miệng như đứa bé con đồng dạng lại gây mọi người cười lên ha hả để tiêu thiếu nói một chút chính sự nam nhĩ minh nhìn xem hai người cũng là giờ khóc giờ cười khiếu chiến cùng phong bạo cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm tốt mọi người hẳn còn nhớ đánh với đan diễm một trận trình độ kịch liệt cũng là chúng ta gặp qua chiến đấu bên trong xem như nhất là mạo hiểm một lần về sau chúng ta vẫn chưa giết chết đan diễm liền gặp quỷ ẩn truy sát về sau đan diễm thì là bị thiên hỏa thiêu chết nói đến đây so sánh mọi người hẳn là cũng có thể minh bạch đi tiêu viêm đơn giản trình bày một chút mọi người toàn bộ nhãn tỉnh sáng lên duy chỉ có khiếu chiến một mặt mộng bức nguyên lai like là dạng này trách không được nhân hoàng bò được đưa hơn một cân tuyệt tuyết trà cùng tu kiến mới luyện dược sư công hội cũng là hắn ứng làm nam nhĩ minh ánh mắt có chút thâm trầm từ ảnh luôn luôn không quá mở miệng nói chuyện bất quá trong mắt cũng là lộ ra thâm trầm chi sắc lần này nếu không phải tiêu thiếu đột phá cửu tinh chúng ta chỉ sợ thật muốn bị nhân hoàng này tơi sống hại chết phong bạo cũng là có chút phẫn nộ cái gì các người nói cái gì đan diễm làm sao bị thiên hỏa thiêu chết lúc ấy không phải không có giết hắn sao Khiếu chiến tiểu hồ hoàn toàn không để ý tới Tiêu Viêm lời nói, nhìn chung quanh, nhìn vẻ mặt thâm trầm mọi người. Phong Bạo tức giận phủi hắn một chút, lại một cái tát đập vào lên trên đầu. Dù mục đầu, chúng ta thực sự không có giết chết Tiêu Viêm, nhưng đan diễm nhưng đã chết, mà lại là bị thiên hỏa thiêu chết, nói rõ chính là ngụy trang thủ đoạn Tiêu Thiếu, cưỡng ép giáo họa cho Tiêu Thiếu. Phong Bạo giải thích cho không khiếu chiến hiểu, mà kết hợp cả sự kiện, Tiêu Thiếu tất nhiên suy đoán đan diễm là quỷ ẩn giết chết nhưng thủ đoạn thì không thể nào là quỷ ẩn sau đó nhân hoàng phái người tới cứu chúng ta sở dĩ cả hai bài trừ quỷ ẩn chính là nhân hoàng mà một trận chiến này vốn không sẽ như vậy bắt đầu chính là bởi vì đan diễm chết đi đan đại thành cho rằng đan diễm là bị tiêu thiếu giết chết sở dĩ khí cấp công tâm mới muốn quyết chiến tiêu phủ chúng ta khiếu chiến ở một bên nghe phong bạo nói sau khi giải thích trên mặt vẻ mờ mịt mới chậm rãi tiêu tán thay vào đó là phẫn nộ tiêu thiếu đối với hắn như thế chân thành hắn lại như thế hãm hại tiêu phủ chúng ta để chúng ta làm chim đầu đàn nếu không phải tiêu thiếu chúng ta coi như khiếu chiến phẫn nộ nói tốt việc này đã qua không phải sao chúng ta đều tốt ngồi ở chỗ này uống trà ngon cái này như vậy đủ rồi yên tâm bây giờ đấu đế đại lục không người tại có thể uy hiếp tiêu phủ chúng ta tiêu viêm khoát tay áo ra hiệu mọi người không cần quá mức để ý mà là chú trọng trước mắt thuận tiện thằng đến tiêu viêm nói ra một câu cuối cùng thời điểm mọi người ánh mắt bên trong đều dấy lên hừng hực liệt hòa tiêu viêm đột phá cửu tinh chỉ dựa vào điểm này tiêu phủ liền không người nào có thể dung chuyển mọi người sướng trò chuyện nhớ lại đi qua trò chuyện lên trước đó chiến đấu uống tuyệt tuyết trà chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian chờ chút còn có một chuyện nam nhĩ minh thực lực của ngươi vì sao trượt cao trượt thấp một hồi thất tinh một hồi bát tinh một hồi tóc đen một hồi tóc đỏ đến cùng chuyện gì xảy ra Khiếu chiến chợt nhớ tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, nơi này chỉ sợ trừ tiêu viêm biết Nam Nhĩ Minh sự tình, những người khác mơ mơ màng màng. Càng là trước kia, Nam Nhĩ Minh xuất thủ đem vương chi sát ma diệt đi thời điểm, một màn kia, mọi người là nhìn thật sự rõ ràng, đều hết sức tò mò Nam Nhĩ Minh trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nhìn vẫn là từ tiêu thiếu đến nói đi, ta cũng nói không rõ ràng, Nam Nhĩ, Minh nhìn xem bốn phía một đôi song hỏa cay con mắt trừng trừng nhìn hắn chằm chằm nhìn hắn tâm lý quả thực là run rẩy cười khổ để tiêu viêm giúp hắn giải thích mọi người cùng nhau ánh mắt vừa nhìn về phía tiêu viêm tiêu viêm nhấp một miếng trà mới chậm rãi nhìn về phía mọi người cái này sao cũng coi là nam nhĩ minh đưa chết rồi sau đó sống lại đạt được tạo hóa đi nam nhĩ minh cùng một cái viễn cổ hồn phách dung hợp tái tạo nhục thân bây giờ thân thể hẳn là xong hồn đi chỉ bất quá nam nhĩ minh có thể tùy ý khống chế thân thể tiêu viêm không nhanh không chậm cho mọi người giải thích nói song hồn hẳn là tóc đỏ thời điểm chính là nam nhĩ minh thân thể một cái hồn phách khác sao tất cả mọi người nghi ngờ nói tiêu viêm đối với mọi người gật gật đầu nói xong nam nhĩ minh tóc chậm rãi từ màu đen rút đi biến thành mái tóc màu đỏ mắt đen biến thành hình thoi tiểu tử người cũng dám đùa nghịch ta nam nhĩ minh miệng bên trong lập tức phát ra thanh âm khàn khàn hoàn toàn khác với nam nhĩ minh bản thân thanh tuyến tiền bối đây là lời nói gì ta không tuân thủ ước định rút tiền bối tái tạo nhục thân sao nếu không tiền bối chỉ sợ còn vây ở thần dựng chi thạch bên trong đi tiêu viêm nhìn xem tóc đỏ nam nhĩ minh liền biết là long lân vương tại cùng hắn đối thoại đây là giúp ta tái tạo nhục thân đánh rắm ta căn bản là không có cách tùy ý khống chế thân thể không có tiểu tử này cho phép ta cũng chỉ có thể kìm nén chỗ nào là cho ta tái tạo thân thể tiểu tử chờ ta khôi phục thực lực ta cho người biết mặt long lân vương tựa hồ rất là phẫn nộ tiêu viêm ngược lại là cười rất nhẹ nhàng long lân vương lại tức giận hắn cũng lộ ra không chút hoang mang. Tiền bối, ta cho ngươi phân tích, chắc hẳn ngươi biết ngươi vẻn vẹn chỉ là tàn hồn, mà tái tạo nhục thân cần một cái hoàn chỉnh hồn phách, mà tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng hồn phách lại rất yếu, mà huynh đệ của ta hồn lại càng hoàn chỉnh. Nếu như nói, không lấy huynh đệ của ta hồn phách làm chủ đạo, chỉ sợ thân thể này, căn bản là không có cách ngưng tụ ra, đến lúc đó, tiền bối cùng huynh đệ của ta đều phải khốn tại thần dựng chi thạch bên trong, đây chẳng phải là không hề có tác dụng tiêu viêm không ngừng cho long lân vương giải thích đương nhiên tiêu viêm nói tới không lấy nam nhĩ minh hồn phách làm chủ đạo không cách nào ngưng tụ ra nhục thân vậy khẳng định là giả không thể không lừa gạt long lân vương nếu quả như thật là long lân vương làm chủ đạo hồn phách chỉ sợ nam nhĩ minh cả một đời đều không thể tại siêu khống thân thể này tiêu viêm đã sớm biết giống long lân vương dạng này đại năng căn bản không có khả năng khuất tại nam nhĩ minh phía dưới nhưng tình huống hiện tại nhưng lại không phải do long lân vương lựa chọn bởi vì hiện tại nó ngay cả thần dựng chi thạch đều không có tách ra nhục thân lấy hồn phách của nó tất nhiên sẽ lọt vào ngấp nghé đưa nó thôn vệ sở dĩ hiện tại nó cũng cũng chỉ phải sinh sinh đợi tại nam nhĩ minh trong thân thể coi như như thế vậy ta không có khả năng cả một đời đều bị tiểu tử này tùy ý không chế đi lão tử thế nhưng là long lân vương cái này nói ra có phải là chuyện cười lớn lão tử tình nguyện đi chết long lân vương phẫn nộ quát chung quanh mọi người cũng là tức dạ mặt lại cũng chen miệng vào không lọt, đều chỉ được ở một bên nhìn xem hai người đấu võng mồm. Ừm, đi chết, cái này chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Ta tin tưởng, tiền bối nhất định là loại kia không ý kỵ tí nào sinh từ đại năng, chờ tiền bối sau khi chết. Ta nhất định sẽ phái người đem ngươi nhớ như sử sách, lưu danh vách thế. Tiêu viêm nói, lời nói này mới ra, Long lần Vương kém chút bị tức giận thủ huyết. Mọi người tại một bên nín ý cười, mặt đều nghẹn đỏ lên không thể không bội phục tiêu thiếu chiêu này dục cầm cố túng long lân vương trực tiếp cầm tiêu thiếu không có biện pháp ngươi tiểu tử ngươi chờ chờ lão tử ngày nổi danh nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất long lân vương sinh khí vô cùng mọi người cũng là nhịn không được cười ha ha long lân vương cảm giác là nhận lấy vô cùng nhục nhã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hoàn toàn bị tiêu viêm đùa bỡn cùng chống trong lòng bàn tay hiện tại thì là trái lại quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay tiêu viêm tiền bối ngươi lại nghe tiểu tử một lời nhìn xem nộ khí chưa tiêu long lân vương tiêu viêm đứng dậy đem rót đầy chén trà ý tứ để long lân vương giảm nhiệt người tốt nhất nói chút gì lời hữu ích để ta không muốn giết ngươi long lân vương hung hãn nói tiền bối nếu là muốn giết ta cũng phải trước có năng lực như thế phải không tiêu viêm lại đổi long lân vương một câu bất quá lời kế tiếp lại làm cho long lân vương yên tĩnh trở lại tiền bối bây giờ ngươi tấm thân thể này cho dù là người khống chế cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới bát tinh mà thôi. Thực lực nhỏ bé không cần nói cũng biết, một không chú ý, đều có thể bị chém giết, lấy tiền bối kiến thức, đủ để tăng lên tới cao hơn thực lực, thậm chí đột phá đấu đế, trở thành đấu tiên, bởi vì tiền bối trong lòng xem vô số đạo, cho nên có thể đủ ngộ đạo, liền có thể đột phá cửu tinh, đến đấu tiên, tiểu tử ở đây đáp ứng tiền bối, đợi tiền bối trợ giúp huynh đệ của ta đột phá đến thực lực đấu tiên tiểu tử nhất định sẽ vì tiền bối nghĩ hết tất cả phảng phất ngưng tụ một cái chân chính nhục thân tiền bối ngài nhìn ý như thế nào long lân vương nghe tiêu viêm lời nói về sau trên mặt nộ khí mới có chút tiêu tán rất nhiều sau đó chăm chú nhìn tiêu viêm nói ra chuyện này là thật thiên chân vạn xác tiểu tử ta nói được thì làm được làm không được ta đem nhục thân ta cho ngươi tiêu viêm đưa tay liền thề mọi người nghe xong lập tức có chút nóng nảy tiêu viêm cái thể này thế nhưng là không nhỏ nhìn thấy mọi người sốt ruột Tiêu Viêm đối với lấy bọn hắn làm cái nháy mắt, biểu thị hắn trong lòng hiểu rõ. Long Lân Vương nhìn xem Tiêu Viêm vẻ chăm chú, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, Long Lân Vương mới chậm rãi mở miệng, "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, trợ giúp tiểu tử này đột phá đến đầu tiên, hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện lời hứa của ngươi." Tiền bối yên tâm, Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Long Lân Vương cũng gật gật đầu, trong mắt tức giận mới hoàn toàn tán đi. Sau đó, tóc đỏ chậm rãi rút đi, biến thành tóc đen con mắt cũng biến thành nguyên bản mắt đen tiêu thiếu như thực sự không được ta để nó là được nam nhĩ mình nghe thấy tiêu viêm phát như thế thể độc trong lòng vạn phần áy náy bây giờ cái này một mạng là tiêu viêm cho hắn hiện tại tiêu viêm lại vì hắn phát như thế thể độc nam nhĩ mình hốc mắt phiếm hồng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang tiêu viêm đối bọn hắn quả nhiên là thỏa thích tận nghĩa không cần ta không hy vọng mất đi bất kỳ một người huynh đệ nào người hảo hảo tu hành qua một đoạn thời gian chúng ta muốn đi địa phương khác, tiêu viêm nghiêm nghị nhìn xem nam nhĩ minh, mọi người nghe vậy đều là sững sờ, muốn đi địa phương khác, đi chỗ nào, tiêu thiếu, phong bạo dò hỏi, mọi người hẳn phải biết, bên ngoài phiến hải dương màu vàng óng, khả năng muốn đi một chuyến, tiêu viêm nói, mọi người nghe xong toàn bộ đều lạnh tê một tiếng, cơ hồ đều là cùng kêu lên kinh ngạc nói, cái gì, hải dương màu vàng óng, cái nước biển kia căn bản là không có cách tới gần, chúng ta như thế nào đi, yên tâm đi các người khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện tận chính mình cố gắng lớn nhất tăng thực lực lên ta tự có biện pháp có hết thầy cần nói với chân ni chính là hết tất cả khả năng thỏa mãn ta hy vọng tất cả mọi người có thể mau chóng đột phá đến bát tinh tiêu viêm nghiêm túc nhìn xem mọi người chậm rãi nói bát tinh đối với tiêu viêm đến nói vậy khẳng định là rất sự tình đơn giản đối với mọi người tới nói bọn hắn mới vừa vặn đột phá đến thất tinh sơ kỳ làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tới bát tinh quá mức khó khăn. Tiêu Thiếu, cái này quá khó khăn đi, tất cả mọi người khóc mặt, Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến cửu tinh, đối với bọn hắn đến nói, đột phá bát tinh vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Mọi người muốn có lòng tin, ta sẽ vì mọi người cung cấp đan dược tốt nhất, sở dĩ, các ngươi chỉ cần đem hết toàn lực bắn vọt, liền nhất định có thể làm được, còn có các ngươi cần đấu kỹ, ta cũng đều vì mọi người chuẩn bị tốt, để chúng ta cùng đi xuống đi, được không? Tiêu Viêm nhìn xem mọi người vẻ mặt cầu xin khích lệ mọi người nguyên bản mọi người không có lòng tin nhìn xem trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực cái phần ý chí kia tiêu viêm đối với tại bọn hắn cho kỳ vọng cao tất cả mọi người tại thời khắc này trong mắt giấy lên kiên định nắm đấm nhau nhau một nắm gấp nhao nhao nhìn về phía tiêu viêm nhất định ta nhất định sẽ bồi tiếp tiêu thiếu đi xuống nam nhĩ mình nhìn xem tiêu viêm giờ phút này hắn nhất có cảm xúc không có chút nào cân nhắc nhìn xem tiêu viêm trong mắt tràn đầy kiên định còn có ta có thể không thể thiếu ta phong bạo cũng cười nói cũng là nhìn về phía tiêu viêm ta cũng thế từ ảnh đơn giản ba chữ lại mang theo vô cùng kiên định tên nhóc lửa đảo đi đâu ta liền đi theo thanh mộc nhi cười một tiếng nhìn xem tiêu viêm trên mặt ngẩng tiếu dung ta còn có ta tiêu thiếu đi đâu ta liền đi đó tiêu thiếu đi chết ta cũng đi khiếu trên thấy mọi người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi cũng là nhấc tay tiêu viêm nghe xong kém chút bị đem uống vào trong miệng trà cho phun ra ngoài. Người mới đi chết, người trí thông minh này, chỉ sợ thật đi hào hào sửa chữa. Phong bạo một bàn tay hô tại khiếu chiến trên ót, khiếu chiến cũng ý thức được mình nói sai. Không phải, tiêu thiếu, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là, lên núi đào xuống biển lửa, ta đều nguyện ý, tiêu thiếu như là chết ta cũng sẽ bồi tiếp. Khiếu chiến vừa nói xong, phong bạo lại là một cái bạo phiến, lập tức gây người cười ha ha. Tốt tốt, ta hiểu ý tứ ngươi, đừng nói nữa ta còn chưa có chết liền bị ngươi cho nó chết rồi tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu hiếu chiến cũng là lúng túng gãi đầu giống như làm sao nói cũng không đúng đành phải quệt mồm hủy khuất ở một bên uống trà cha lòng ý cùng ngươi như bóng với hình long ý cũng nhìn xem tiêu viêm tiêu viêm cũng là mỉm cười gật gật đầu nhìn xem tiêu viêm nhiều như vậy đồng bạn thanh lân ở một bên cũng là cười rất vui vẻ trong tươi cười lại có chút đáng chát chát mình thực lực căn bản là không có cách tham dự tiến vào. Ở một bên cũng là yên lặng không nói. Làm sao vậy? Tiểu nha đầu, không vui sao? Tiêu viêm cũng là chú ý tới ngồi tại hắn một bên thanh lân. Thanh lân cười lắc đầu. Không có, tiêu viêm ca ca. Thanh lân rất vui vẻ. Thanh lân con mắt uốn lên vành trăng khuyết. Tiêu viêm cười tại thanh lân mũi ngọc bên trên quét qua. Ta đây cũng không phải là đi đùa nghịch, nguy hiểm trùng điệp, hố hổ, coi như ta nguyện ý dẫn ngươi đi, yêu tộc chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ để ngươi theo ta đi. Hảo hảo thủ hộ yêu tộc, đây là trách nhiệm của ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân nói nghiêm túc, tự nhiên cũng là nhìn ra Thanh Lân tiểu tâm tư. Thanh Lân nghe vậy quyệt miệng. Sự thật chính như Tiêu Viêm nói tới như vậy, yêu tộc căn bản sẽ không đồng ý Thanh Lân đi theo Tiêu Viêm khắp nơi xông xáo. Đối với yêu tộc đến nói, Thanh Lân là bọn hắn quật khởi hy vọng, làm sao có thể để Thanh Lân ra đi mạo hiểm? Tốt, nghe Tiêu Viêm ca ca, chờ thực lực của ta mạnh lên, nhất định muốn cùng Tiêu Viêm ca ca cùng một chỗ. Thanh Lân kiên định ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái này là được rồi, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau nhất định mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiêu Viêm sửa lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, ôn nhu cười nói. Thanh Lân nhất định sẽ cố gắng tu luyện, gặp phải Tiêu Viêm ca ca. Thanh Lân nói, Tiêu Viêm cũng gật gật đầu. Như vậy, ta liền định thời gian ngày, cưới Mộc Nhi cùng Thanh Lân. Tiêu Viêm bỗng nhiên một tay lấy ngồi tại bên cạnh hắn Thanh Lân cùng Thanh Mộc Nhi ôm sau đó vừa cười vừa nói hai nữ nghe xong trên mặt đều hiện lên hai xóa ứng đỏ thanh mộc nhi cùng thanh lân đều đã đáp ứng đợi tiêu viêm đột phá bát tinh liền cưới nhi nữ mà bây giờ tiêu viêm đã đột phá đến cửu tinh yêu tộc lão tổ tông trong miệng nói tới điều kiện cũng đã đạt tới đối với thanh mộc nhi cùng thanh lân tiêu viêm mà thôi sớm liền muốn cho các nào một cái danh tiếng thanh lân cũng là lúc trước chính là đem tấm thân xử nữ cho tiêu viêm đối với tiêu viêm cũng một mực cảm thấy rất hổ thẹn sở dĩ đã sớm nghĩ kỹ chờ trận đại chiến này kết thúc về sau liền cùng nhau đem thanh mộc nhi cùng thanh lân cùng nhau cưới mà thanh mộc nhi cùng thanh lân chờ đợi giờ khắc này cũng là thật lâu các nàng cho dù biết tiêu viêm có mấy cái thê tử nhưng là các nàng đã sớm không ngại chỉ cần cùng với tiêu viêm các nàng cái gì đều nguyện ý mộc nhi thanh lân có lẽ ta không cách nào làm cho các ngươi độc hưởng phần yêu này các ngươi cũng biết ta có thê thất có thải lân huân nhi tiêu kỳ ta hiện tại trưng cầu ý kiến của các ngươi các ngươi như không muốn cả cho ta hiện tại liền có thể nói ra ta không miễn cưỡng tiêu viêm phân biệt nhìn về phía hai nữ ánh mắt bên trong vẻ ái mộ không cách nào che chắn thanh mục nhi từ tiêu viêm đi vào đấu đế đại lục liền cùng tiêu viêm cùng nhau trưởng thành chiến đấu trong trí nhớ trừ tiêu viêm vẫn là tiêu viêm nàng thích tiêu viêm nàng thích gọi tiêu viêm tên nhóc lừa đảo thanh mục nhi cũng biết tiêu viêm có rất nhiều thê thất bởi vì tiêu viêm quá mức ưu tú Thanh Mộc Nhi cũng đã sớm nghĩ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn gả cho tiêu viêm. Không sao, tên nhóc lửa đảo, ta cả đời này, không phải người không gả. Thanh Mộc Nhi ánh mắt nhu tình giống như nước, hàm tình mạch mạch nhìn xem tiêu viêm, tiêu viêm ánh mắt cũng là ôn nhu đến cực hạn, nhìn xem Thanh Mộc Nhi, hắn minh bạch, nàng đối với hắn một lòng say mê. Mộc Nhi, tiêu viêm nhẹ nhàng trả lời. Tiêu viêm ca ca, Thanh Lân chỉ có người, Thanh Lân cũng là chậm chậm mở miệng, đôi mắt phiếm hồng, trong hốc mắt nhấp nhô nước mắt nàng sợ hãi tiêu viêm không cần nàng thanh lân là ta có lỗi với ngươi ta chắc chắn chiếu cố thật tốt ngươi tiêu viêm nhìn xem thanh lân đối với thanh lân tiêu viêm rất ái náy nhưng là chưa ái náy bên ngoài tiêu viêm biết hắn đối với thanh lân cũng có được ái mộ tri tình có lẽ tình cảm chính là từ ngày đầu tiên nhìn thấy thanh lân liền có đi vậy liền định ngày tháng tốt ta liền đi tới cửa cầu hôn được chứ tiêu viêm hỏi hai nữ đều là ngượng ngùng gật đầu giờ khắc này rốt cuộc đã tới đối với một nữ nhân đến nói cùng người yêu thành thân vậy sẽ là cả đời ước định là hứa hẹn nữ nhân đều là cần muốn như vậy cảm giác an toàn tiêu thiếu chẳng phải là về sau chúng ta đều phải đổi giọng rồi thanh mộc nhi cùng thanh lân chúng ta đều đổi giọng gọi chủ mẫu phong bạo nhìn xem chuyện gần tốt trên mặt của mọi người đều là ngẩng tiếu dung có lẽ chỉ có chân ni cười có vẻ hơi miễn cưỡng gọi là chủ mẫu cảm giác tốt gọi thanh lân liền tốt cảm giác thật kỳ quái Trước đó, Long ý chính là như thế kêu lên, làm sao nghe được cảm giác rất khó chịu, không quá ưa thích cái chức vị này, bất quá Thanh Lân mặt đỏ rực như cái táo đỏ. Thanh Lân vẫn luôn tương đối hướng nội, bị mọi người dạng này đánh thú, càng thêm ngượng ngùng. Thanh Mộc Nhi cũng thế, trên gương mặt cũng là hiển hiện hồng nhuận, cũng là có chút ngượng ngùng, bọn hắn dạng này gọi Thanh Mộc Nhi cũng đã đã nhiều ngày. Tốt, ta cũng cảm thấy, chủ mẫu nghe lên có chút kỳ quái, ha ha, phong bạo cười nói. Sát trời cũng không sớm, mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi qua khoảng thời gian này, mọi người liền phải thật tốt bắt đầu trùng tu luyện, mọi người nhao nhao đều là gật gật đầu, chuyện phiếm cũng không thiếu thời gian, mọi người cũng đều nhao nhao rời đi. Tiêu viêm đem Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân đưa vào riêng phần trong phòng mình, mới chậm rãi trở lại chỗ của mình. Đêm khuya, tiêu phủ lộ ra phá lệ yên tĩnh, cây liễu chập chờn, cái bóng ở trong nước cũng như hết lần này tới lần khác nhảy múa. Tiêu viêm một mình dạo bước tại tiêu phủ bên trong, đi trên bàn đá xanh, tiêu viêm tâm thần có chút không yên. Ánh mắt của hắn thuận theo hồ nhỏ nhìn lại, trong hồ đình viện, giờ phút này đứng một bóng người xinh đẹp, tiêu viêm bước chân ngừng lại, trong lòng có chút trầm ngâm. Chân ni, ta nên làm thế nào mới tốt, trong hồ đình viện bóng người xinh xắn kia chính là chân ni, tiêu viêm cùng chân ni tình cảm, cũng là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, có thể nói rất mập mờ, có thể tiêu viêm cảm giác được mình làm như vậy, thật không tốt lắm vợ của mình nhiều, đối với cho các nàng mỗi người đều không công bằng. Nhưng nếu như cưới Thanh Mộc Nhi cùng Thanh Lân, lại đối với chân Ni nhắm mắt làm ngơ, đối với chân Ni đến nói lại quá mức không công bằng. Tiêu viêm thở dài một hơi, mở ra bộ pháp, chẳng biết đi con đường nào. Đi cho chân Ni giải thích, giải thích như thế nào, chỉ có thể đem nàng coi là hồng nhan chi kỷ, hay là làm như không thấy. Trầm tư một lát, nếu để cho chút tình cảm này, theo thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu viêm trong lòng như dao cắt, suy đi nghĩ lại, đều là một cái hỏng bét quyết định tiêu viêm đứng lặng tại nguyên chỗ đứng xa xa nhìn bóng người xinh xắn kia thật lâu thán hạ một hơi xem ra chính mình thiếu phong lưu nợ vẫn là phải tự mình đến tiêu viêm một mình thì thào mở rộng bước chân chậm rãi hướng phía chân ni đi tới trong đình phất qua có chút mảnh gió chân ni sợi tóc bị thổi có chút thả loạn chân ni vẫn chưa dùng tay sợi mở có lẽ dạng này có thể che kín trên mặt nàng thương cảm chi xác đi bỗng nhiên chân ni cảm giác bên tai truyền đến một cái nhiệt khí eo thon một cái tay nhô ra một tay lấy chân ni ôm vào lòng trong ngực ấm áp thấm người tim phổi đang suy nghĩ gì đấy đem chân ni ôm vào lòng trừ tiêu viêm không người nào khác chân ni trên mặt hiện lên vẻ kinh dị trên mặt lập tức hiển hiện hai xoáng đỏ không có không có gì chân ni hiển nhiên bị tiêu viêm một cử động kia kinh đến trong lúc nhất thời lời nói đều ấp áp úng muốn tránh thoát tiêu viêm trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là thân thể lại rất thành thật nàng không cách nào kháng cự tiêu viêm thật sao tiêu viêm tại chân ni bên tai thì thầm nói chân ni cảm giác chính mình toàn thân quả quyết tiêu viêm ta biết ta từng có nam nhân ta không có tư cách trở thành thê tử của người ta cũng cho tới bây giờ không có vọng tưởng qua ta cũng không biết mình làm sao vậy chính là rất khó qua chân ni nói thân thể run rẩy trên mặt sớm đã là khóc nàng khống chế không nổi tâm tình của mình càng khống chế không nổi nàng thích tiêu viêm tiêu viêm cúi đầu hắn cảm nhận được lòng của nàng Trượt, tiêu viêm một tay lấy chân ni xoay người trên tay hơi dùng sức một tay lấy chân ni hung hăng ôm vào trong ngực chân ni cảm giác một trận cực nóng khí tức hướng phía nàng đập vào mặt ôn nhuận nóng bỏng môi chăm chú áp bách chân ni trong miệng phát ra thì thầm tiếng hừ hừ tựa hồ bị tiêu viêm hôn đến có chút không thở nổi hai người mới lưu luyến không rời chậm rãi tách ra một chút chân ni lập tức như thẹn thùng mèo con cúi đầu tiến vào lồng ngực tiêu viêm Chân Nhi không biết nói cái gì cho phải. Chân Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thật lâu. Tiêu Viêm ôm Chân Nhi, cảm thụ được lồng ngực truyền đến mềm nhũn. Tiêu Viêm mới chậm rãi mở miệng. Chân Nhi nghe nói, toàn thân cứng đờ, thân thể đều có chút run rẩy, mảnh khảnh tay nhỏ thật chặt níu lại quần áo Tiêu Viêm. Thế nhưng là, ta từng có nam nhân, Tiêu Viêm, ta không xứng. Chân Nhi dãi dụa lấy, nàng sớm đã không phải tấm thân xử nữ, nàng muốn gả cho Tiêu Viêm có thể nàng cảm thấy nàng không xứng chân ni người yêu ta sao tiêu viêm cúi đầu thì thầm chân ni bị tiêu viêm vấn đề này cũng là hỏi hơi sững sờ tiêu viêm chân ni trên mặt lộ ra vẻ làm khó ngón tay lo lắng bất an nắm lấy quần áo tiêu viêm chân ni người chỉ cần trả lời yêu hay không yêu tiêu viêm lại lần nữa hỏi chân ni bá đạo vạn phần chân ni sửng sốt hồi lâu ta yêu chân ni cắn hàm răng cuối cùng đem cái chữ này nói ra miệng cũng cảm giác như chút được gánh nặng chợt chân ni bên tai nghe được nhẹ nhàng cười một tiếng còn không có chờ chân ni kịp phản ứng tiêu viêm một cái ôm công chúa trực tiếp đem chân ni ôm lấy xông tiến trong phòng tiêu viêm chờ chút tiêu viêm chân ni tựa hồ cũng ý thức được tiêu viêm muốn làm gì có thể từ trên thân tiêu viêm chuyển đến cường thế cảm giác để nàng căn bản là không có cách động đậy tiêu viêm ôm chân ni trực tiếp đi hướng giường của mình đem chân ni đặt lên giường không chờ chân ni mở miệng tiêu viêm hôn nồng nhiệt trực tiếp lại lần nữa hôn vào trên môi chân ni chân ni sắc mặt ửng hồng có chút phản kháng một chút liền đỉnh chỉ phản kháng tiêu viêm trong phòng mây hướng mơ mộ nam nhân thở dài cùng nữ nhân thở gấp thanh âm từ trong phòng không ngừng truyền đến một lần một lần đỉnh phong đêm dài đằng đẵng tiêu viêm trong phòng chưa từng ngừng nửa khắc cho đến bình minh mới chậm rãi yên tĩnh trở lại chân ni nằm tại lồng ngực tiêu viêm sắc mặt ửng hồng một mảnh đổ mồ hôi lâm ly toàn thân đỏ bừng lại là loại kinh ngượng ngùng đỏ ửng mà lại có thể cảm giác chân ni làn da so trước đó trở nên càng thêm bóng loáng cũng lộ ra so trước đó càng thêm vũ mị chân ni gả cho ta được không tiêu viêm ôm chân ni vai ôn nhu mà hỏi chân ni do dự một chút chậm rãi nhạy gật đầu chân ni đáp lời thời điểm tiêu viêm lại lần nữa xoay người đem chân ni đặt ở dưới thân một mặt cười xấu xa tiêu viêm đã cả đêm như vậy không tốt đâu chân ni trên mặt một mảnh ửng hồng không nghĩ tới tiêu viêm sức chiến đấu cường hãn đến trình độ như vậy không chờ chân ni cự tuyệt tiêu viêm giống như một đầu mãnh thú tiếng hô to lại lần nữa chuyển khắp cả phòng bất quá tiêu viêm đã dùng đấu khí đem không gian chung quanh phong ấn thanh âm không cách nào truyền ra vô luân nhiều động tĩnh lớn bên ngoài đều là nghe không được không biết qua bao lâu tiêu viêm mới đại chân ni mãnh liệt yêu cầu hạ ngừng lại chân ni lập tức lật ra mặc trường bào tiêu viêm thay thế khẽ nhíu chân mày ngón tay búng một cái hỏa diễm trực tiếp đem chân ni trên người trường bào hóa thành cho bụi cũng không có thương tổn cùng chân ni mẩy may thậm chí một sợi lông tiêu viêm đối với hỏa diễm khống chế trình độ đã đến đăng phong tạo cực tiêu viêm không muốn như vậy ta có thể phải tức giận chân ni lông mày hơi nhíu nhăn bị tiêu viêm dạng này trần trụi nhìn xem rất là thật không tiện sinh khí bộ dáng ngược lại là lộ ra như thế thẹn thùng đáng yêu ta chỉ thích như vậy nhìn xem người tiêu viêm nhìn xem chân ni sinh khí trên mặt vẫn như cũ tiếu dung tràn đầy vừa nói như vậy chân ni lông mày bên trên cũng nới lỏng ra khóe miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ ý cười lần này tiêu viêm đem cùng một chỗ cưới ba tên thê tử không phân chính thiếp tiêu viêm cũng là sứt đầu mẻ chán hiện tại tiêu viêm trên lý luận nói có mấy lão bà tiêu viêm cũng là có chút cười khổ chính mình dạng này thật có chút quá phận tiêu viêm quyết định về sau sẽ không lại yêu người khác nhất định muốn kiệt lực khống chế tình cảm của mình bây giờ tình cảm tiêu viêm đã là khó mà chiếu cố qua một chút thời gian tiêu viêm cảm giác được thời gian cũng không còn nhiều lắm liền cùng thanh lân cùng chủ động yêu cầu cùng một chỗ nam nhĩ minh hướng phí yêu tộc mà đi yêu tộc tiêu viêm ngồi trong đại sảnh theo tiêu viêm tới còn có nam nhĩ minh đại sảnh bên trong giờ phút này đã là đứng đầy người tiêu viêm thấy thế cũng là tức sạm dạ mặt lại không nghĩ tới cái này vẹn vẹn chỉ là cầu hôn dĩ nhiên kinh động đến yêu tộc trên giới cao tầng bất quá dạng này là hợp tình hợp lý dù sao thanh lân chính là yêu tộc thánh nữ thánh nữ muốn xuất giá chuyện thế này đối với yêu tộc đến nói đây chính là thiên đại sự tình nhưng vào lúc này trong đại sành mọi người giờ phút này nhao nhao nhường ra một lối đi đến chỉ thấy một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi tới yêu tộc tất cả mọi người toàn bộ ôm quyền hành lễ bóng người đẹp đẽ không là người khác chính là yêu tộc lão tổ tông vân hình sau đại chiến thời gian đã qua đã nhiều ngày ba vị lão tổ lần này thế nhưng là bị tổn thương không nhẹ không chỉ có thân thể bị thương linh hồn cũng là nhận lấy thương không nhẹ vân hình giờ phút này nhìn xem thần thái sáng láng nhìn khôi phục cũng không tệ bất quá nghĩ đến thương thế tất nhiên cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục tiêu viêm nhìn thấy yêu tộc lão tổ tông vân hình đến cũng là đứng người lên đối với vân hình cung kính chắp tài hành lễ tại mọi người chú mục dưới vân hình ngồi xuống giữa đại sành cùng yêu hoàng chiến huyễn ngồi cùng nhau tất cả mọi người ngồi xuống đi Vân Hình nhìn xem mọi người cười gật gật đầu. Tiền bối, tiểu tử đã đạt tới tiền bối yêu cầu. Tiêu Viêm cười nhìn xem Vân Hình. Vân Hình từng nói qua, Tiêu Viêm có được bát tinh liền có thể cưới Thanh Lân. Mà bây giờ Tiêu Viêm không chỉ có thỏa mãn điều kiện, thậm chí đã vượt qua điều kiện. Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến cửu tinh, thậm chí nói vượt qua thực lực ba vị lão tổ, điểm này không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ sợ hiện tại không chỉ là đạt tới yêu cầu, mà là đã vượt qua yêu cầu. Vân Hình nhẹ khẽ cười nói một trận chiến này cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức chuyện phát sinh kế tiếp cũng chỉ là nghe thấy bất quá cũng có thể tưởng tượng tiêu viêm giờ phút này đã phát triển đến bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng tại như thế trong thời gian thật ngắn liền một đường phi đại trực tiếp đột phá đến cửu tinh để người phản ứng ra sao tới tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi tiêu viêm cười cười phân hình thấy tiêu viêm bộ dáng cũng là cười khổ lắc đầu mệnh chính là kẻ yếu lấy cớ vận chính là cường giả khiêm từ điểm này ngược lại là nói không giả không kiêu không gấp như thế tâm tính lại là khó được phân hình cũng thở dài mắt bên trong nhìn lấy tiêu viêm cũng là lộ ra vẻ tán thường tiêu viêm bây giờ giao ra phiếu điểm đã là hài lòng không thể lại hài lòng thực sự là không nghĩ tới ba người lão gia hòa chúng ta còn muốn dựa vào ngươi tên tiểu bối này tới cứu thật là có chút mất mặt phân hình cười khổ nếu không phải tiêu viêm chỉ sợ hiện tại chẳng biết bao nhiêu người biến thành vệ hồn vương khóa hạ hồn bao quát ba vị lão tổ cũng khó thoát kiếp nạn này. Tiền bối nói đùa, nếu không phải ba vị tiền bối vì tiểu bối kéo dài thời gian, tiểu tử cũng không có khả năng thành công tấn cấp, công lao tiểu bối cũng không dám toàn ôm. Tiêu viêm vừa cười vừa nói, Vân Hình hài lòng gật đầu, cùng tiêu viêm ở giữa giao lưu, Vân Hình trong mắt vẻ tán thường càng là mãnh liệt. Tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn, nói chính sự đi. Thành lân chính là yêu tộc thánh nữ ta, đối với yêu tộc phát triển có cực kỳ trọng yếu tác dụng, cưới gà sự tình cũng là quan trọng nhất nói thật yêu tộc thánh nữ tại kích hoạt huyết mạch trước đó là không cho phép lấy chồng bất quá tiểu tử ngươi lại là nhanh chân đến trước bây giờ việc này không thành cũng phải thành phân hình mặc dù nói rất uyển chuyển nhưng là mọi người cũng là nghe minh bạch thanh lân ngồi tại tiêu viêm một bên cũng đã là đò thấu gương mặt tiêu viêm cũng đã làm cười hai tiếng yêu hoàng việc này ngươi xem coi thế nào giải quyết phân hình quay đầu nhìn về phía chiến huyễn chiến huyễn cũng là có chút nổi nóng thanh nữ cưới cả sự tình đối với yêu tộc đến nói, không phải tầm thường, nhưng tiêu viêm biểu hiện ra thực lực, như thế nào cự tuyệt, mà lại vân hình từ lâu đã đáp ứng tiêu viêm, chỉ sợ vân hình cũng không ngờ tới, tiêu viêm tại nhanh như vậy thời gian không chỉ có là đến bát tinh, mà là đến trình độ cửu tinh kinh khủng như vậy. Ta không có ý kiến gì, lão tổ cũng đáp ứng, như vậy hiện tại, liền nhìn ý của mọi người, chiến huyễn đem ánh mắt lại rời về phía đại sảnh các trưởng lão, đều là yêu tộc một chút chủ yếu cốt cán. Hiện tại, Phân hình cùng chiến huyễn đều đồng ý như vậy hiện tại liền nhìn các trưởng lão, đại trưởng lão nhao nhao đều liếc nhau nhìn xem tiêu viêm ánh mắt bên trong không khó coi ra ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tán thưởng cùng ý sùng bái đương nhiên không chỉ là các trưởng lão còn muốn yêu tộc một chút cái bộ hạ khác ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kính ngưỡng bởi vì một trận chiến này bọn hắn toàn bộ đều thu hết vào mắt tiêu viêm trong lòng bọn họ hình tượng cũng không cần nói cũng biết thánh nữ nhà mình muốn gả nam nhân có thể nói cũng là bọn hắn tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng lại có ai không đồng ý đây tiêu viêm cũng coi là ân nhân tộc ta tăng thêm mạnh mẽ như vậy thực lực chúng ta đều không ý kiến yêu tộc đại trưởng lão tiến về phía trước một bước trịnh trọng nói giờ phút này phía dưới cũng là một mảnh xôn xao không phải xì xào bàn tán tiếng nghị luận mà là tiếng hoan hô từng người nhìn xem tiêu viêm ánh mắt đều cảm giác muốn toát ra lửa đến kính ngưỡng cùng ý sùng bái tràn ngập toàn bộ yêu tộc đại sành tiểu tử ngươi tại yêu tộc lại cũng có nhiều như vậy người sùng bái xem ra người phải hảo hảo tìm cái thời gian đến yêu tộc ta chỉ đạo mới được phân hình nhìn xem mọi người đối với tiêu viêm như thế yêu thích cũng là để nàng có chút ngoài ý muốn tiêu viêm ngược lại là cười khổ một cái có chút xấu hổ bị ủng hộ cảm giác để tiêu viêm trong lúc nhất thời khó thích ứng đại yêu tộc đều cùng ý thánh nữ gả cho tiêu viêm như vậy việc này liền định hôn khánh ngày liền do tiêu viêm đến quyết định đi việc này đã định Vân Hình liền tuyên bố đồng ý Thanh Lân cùng Tiêu Viêm hôn sự, yêu tộc đối với cái này tự nhiên là sẽ không phản đối. Tiêu Viêm như thế trưởng thành đã là nắng gắt, Thanh Lân gả cho Tiêu Viêm, như vậy về sau, yêu tộc cùng Tiêu phủ quan hệ trong đó cũng tự nhiên khác biệt, hai thế lực ở giữa trở nên càng thêm mật thiết. Tạ ơn lão tổ cùng yêu hoàng, Tiêu Viêm đứng người lên, đối với Vân Hình cùng Chiến Huyễn cùng phía dưới tất cả mọi người là nhao nhao ôm quyền hành lễ, Vân Hình cùng Chiến Huyễn đều là cười gật gật đầu tiêu viêm không kiêu ngạo không tự ti càng thêm để người dễ dàng có ấn tượng tốt không biết có phải hay không bởi vì tiêu viêm như thế khiêm tốn tính cách trong mắt mọi người tiêu viêm thân ảnh trở nên là càng thêm cao lớn kẻ này quả thật vương giả phong phạm mười phần phần hình trong lòng yên lặng tán thưởng nói tiêu viêm thanh lân gả cho ngươi về sau ta có ba cái yêu cầu thứ nhất thanh lân nhất định phải thường ở tại bên trong yêu tộc thứ hai thanh lân không cho phép cùng ngươi cùng nhau xuất chiến thứ ba Ngươi muốn dùng sinh mệnh của ngươi bảo vệ tốt cho nàng ba điểm này, ngươi có thể tiếp nhận sao?" Vân Hình nhìn xem Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói. "Ta tiếp nhận. Thanh Lân chính là thánh nữ trong tộc, có huyết mạch phục hưng, ta cũng chưa từng dự định Thanh Lân cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Còn có, coi như lão tổ không nói, Thanh Lân là thê tử của ta, ta tự khi dùng tính mạng bảo hộ, Tiêu Viêm mỗi một chữ âm vang hữu lực, đây là Tiêu Viêm hứa hẹn. Thanh Lân nhìn xem mình nam nhân, trong mắt vẻ ái mộ càng thêm nồng đậm trên mặt cũng là tràn đầy hạnh phúc cười ngọt ngào rất tốt vân hình vừa cười vừa nói nhìn xem tiêu viêm ánh mắt của nàng lại là chớp động bởi vì đã từng nàng cũng có một người giống tiêu viêm yêu thanh lân đồng dạng có thể hắn đã chết tên của hắn gọi quỷ ẩn những này là bí mật vân hình sâu trong nội tâm nàng chưa từng nói cho bất luận kẻ nào đương nhiên nàng cũng không biết người chỗ yêu nam nhân vẫn chưa chết đi bởi vì xấu xí không dám cùng nàng gặp nhau mà bây giờ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn tại tiêu viêm nơi đó hội nghị tán đi mọi người cũng là nhao nhao rời sân yêu hoàng chiến huyễn lại cho tiêu viêm bàn giao một việc thích hợp mới dần dần tán đi thanh lân khoảng thời gian này cũng sẽ không theo tiêu viêm cũng phải ở trong tộc chuẩn bị cẩn thận xuất giá sự tình cũng phải thật tốt bắt đầu chuẩn bị một chút vân hình cũng rời đi về sau tiêu viêm nhìn xem vân hình bóng lưng từ bóng lưng của nàng bên trong tiêu viêm cảm nhận được đến tự một cường giả cô tịch tiêu viêm lấy ra chứa tàn hồn quỷ ẩn bình ngọc vừa nhìn về phía vân hình phương hướng hẳn là hai người này có một chút liên quan tiêu viêm cũng không biết quỷ ẩn cùng vân hình sự tình bây giờ biết việc này chỉ có chân tông phúc tiêu viêm nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán kết hợp trước đó quỷ ẩn một chút hành vi từ đó đoán được vân hình trên thân tiêu viêm ánh mắt nhắm lại tôi tình không ngừng có lẽ đây mới là quỷ ẩn chết rồi sống lại nguyên nhân thực sự tiêu viêm thở dài một hơi đem quỷ ẩn tàn hồn thu lại tiêu viêm ngược lại là đối với quỷ ẩn cố sự có chút hiếu kỳ đi thôi nam nhĩ minh hiện tại thuận thế đi một chuyến ma thú gia tộc tiêu viêm tự nhưng cũng minh bạch nam nhĩ minh đi theo dụng ý của hắn nam nhĩ minh nhìn thấy bị tiêu viêm xem thấu cũng là cười gật gật đầu hắn cũng biết cho dù hắn không nói tiêu viêm cũng có thể đoán được tiêu viêm cùng thanh lân tạm biệt về sau liền cùng nam nhĩ minh rời đi yêu tộc thanh lân bên cạnh đã giải quyết việc hôn nhân cũng đã định kế tiếp còn muốn đi huyết ma bộ tộc, thanh mộc nhi, nhân tộc, chân ni, bất quá hiện tại, thuận đường đi một chuyến ma thú gia tộc, đi xem một chút thải lân, chủ yếu là nam nhĩ minh cùng hòa hồng mà việc hôn nhân. Ma thú gia tộc lỗ sâu bên trong, tiêu viêm cùng nam nhĩ minh thân ảnh chậm rãi hiển hiện, theo hai người xuất hiện, ma thú gia tộc ánh mắt bắt đầu không ngừng hướng phía tiêu viêm tụ đến. Đây không phải là tiêu phủ phủ chủ sao? Đúng vậy, ngày đó chiến đấu quá đặc sắc, ba vị lão tổ đều cầm vệ hồn vương không có cách nào tiêu phủ phủ chủ đột phá cửu tinh đem vệ hồn vương đánh thành trọng thương chật vật không chịu nổi chạy trốn hắn hay là ma thú gia tộc thủ hộ thú trượng phu chúng ta thật quá mạnh bây giờ chỉ sợ đấu đế đại lục bên trên thực lực của hắn không người có thể dung chuyển ma thú gia tộc bốn phía hội tụ người càng ngày càng nhiều lít nhà lít nhít bốn phía đều là một mảnh xôn xao tiêu viêm hình tượng tại sau đại chiến nháy mắt tại mọi người trong lòng nhảy lên tới một cái cực cao cực cao địa vị, theo bạn hắn nghĩ, Tiêu Viêm chính là thần. Lấy lực lượng một người, cứu được mấy vạn người cùng trong nước lửa. Bây giờ Tiêu Viêm thanh danh tại nhân tộc, yêu tộc, ma thú gia tộc người kia khí cao đến khủng bố, trà dư tử hậu, cơ hồ đều đang đàm luận Tiêu Viêm trận chiến kia là như thế nào thần dũng. Tiêu thiếu, ngươi lần này thật đúng là nổi danh. Nam Nhĩ, Minh nhìn xem bốn phía vô số chú mục ánh mắt cũng là cười nói với tiêu viêm tiêu viêm thì là cười khổ lắc đầu loại cảm giác này tiêu viêm ngược lại cũng không phải là rất thích bị trúng mục cảm giác có một loại bị giám thị cảm giác dù sao không phải rất dễ chịu toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên tiêu viêm huynh ha ha tiêu viêm trước hết nhất nhìn thấy chính là vội vàng mà đến hỗn độn bất diệt bất diệt huynh tiêu viêm trông thấy hỗn độn bất diệt khoát khoát tay đối với hỗn độn bất diệt tiêu viêm là trong lòng còn có cảm kích nếu không phải có hắn Bây giờ liền không có Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ, Minh nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt cũng là chắp tay hành lễ, Hỗn Độn Bất Diệt cũng là tùy theo gật đầu coi như đáp lễ. "Rất tốt, Tiêu Viêm huynh tới đây là vì nhìn thê tử sao?" Hỗn Độn Bất Diệt dò hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm do dự một chút, gật gật đầu, "Lần này cũng muốn đến xem Thải Lân." Đi trước cho Bá Thiên Bá phụ Thỉnh An đi, Tiêu Viêm nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, lần trước đi vào Ma thú gia tộc là vì Nam Nhĩ Minh sự tình, chuyện này tiêu viêm cũng chưa kịp hào hào nói lời cảm tạ trước đó còn có chút không thoải mái hỗn độn bất diệt còn có chút bận tâm tiêu viêm huynh ngày đan điện sự tình hỗn độn bất diệt còn muốn cho tiêu viêm giải thích việc này tiêu viêm cười đối với hỗn độn bất diệt lắc đầu bất diệt huynh bá phụ chi ý ta sớm đã minh bạch lần này tới ta còn phải hào hào tạ bá phụ hỗn độn bất diệt sững sờ lúng túng gãi đầu một cái xem ra tiêu viêm từ lâu minh bạch trà hỗn độn bá thiên ý tứ liền hắn không minh bạch đi thôi bất diệt huynh tiêu viêm cười nói hỗn độn bất diệt cũng là gật gật đầu hướng phía ma thú gia tộc đại sành mà đi ma thú gia tộc trong đại sành hỗn độn bá thiên cũng tại nhà nhà uống trà tiêu viêm đám người chậm rãi đi đến hỗn độn bá thiên nhìn xem là tiêu viêm trên mặt cũng là lộ ra ý cười bá phụ tiêu viêm chắp tay hành lễ tiêu viêm mời ngồi hỗn độn bá thiên cũng là cười đáp lễ tiêu viêm cùng hỗn độn bá thiên hàn huyên vài câu cũng hàn huyên trò chuyện đại chiến sự tình thời gian này một bóng người xinh đẹp từ đỉnh bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót liền chạy vào một thành nhào vào trong ngực nam nhĩ minh cái này bóng người đẹp đẽ chính là hỏa hồng hồng nhi nam nhĩ minh có chút thật không tiện hỏa hồng mà trông thấy nam nhĩ minh thì là cười hồng nhi đứa nhỏ này hỗn độn bá thiên cũng là cười một tiếng cũng là không có phản đối sau đó hỏa thải hoàng từ phía sau cũng chậm rãi đi vào trong đại sành nhìn thấy hỏa hồng mà cùng nam nhĩ minh nhăn nhó cùng một chỗ cũng là lông mày cũng là nhíu hồng nhi đây là đại sành không được vô lễ hỏa thải hoàng quát quát một tiếng hỏa hồng mà lập tức quệt mồm không cao hứng ngoan ngoãn đứng tại bên người nam nhĩ minh thỉnh thoảng còn cọ lấy nam nhĩ minh nam nhĩ minh giờ phút này trong lòng ngược lại là rất khẩn trương nhìn lấy hỏa hồng mà mẫu thân hỏa thải hoàng tương lai mẹ vợ hắn không khẩn trương mới là lạ hỏa thải hoàng tiền bối tiêu viêm đứng người lên đối với hỏa thải hoàng ôm quyền hành lễ tiêu viêm không cần đa lễ hỏa thải hoàng nghiêng đầu lại nhìn về phía tiêu viêm trên mặt mới nổi lên ý cười hôm nay đến vãn bối ngược lại là có một chuyện tiêu viêm nhìn thấy hỏa thải hoàng cũng đúng lúc ở đây liền nghiêm nghị nói nhìn thấy tiêu viêm muốn nói chính sự nam nhĩ minh cũng là khẩn trương lên người cùng ma thú gia tộc ta có ân chuyện gì cứ nói đừng ngại hỗn độn bá thiên nhìn xem tiêu viêm sảng khoái nói nơi đó nhờ có bá thiên bá phụ mỗi lần xuất thủ hỗ trợ nếu không tiểu tử chỉ sợ cũng khó qua cửa ải này tiểu bối còn muốn trước cám ơn bá thiên bá phụ cùng hòa thải hoàng tiền bối tiêu viêm nói lần này tiêu viêm mặc dù cứu được các tộc tính mạng mà trái lại đến nói các tộc cũng ra tay trợ giúp tiêu viêm nếu không cũng sẽ không lâm vào trong nguy hiểm sở dĩ tính toán ra ja, tiêu viêm chỉ là làm bản phận sự tình tính không được cái gì ân tình tiêu viêm liên quan tới người truyền thuyết lần này ta có thể đều nghe nói người đã đột phá đến cửu tinh hỗn độn bá thiên nói lần này mặc dù không có tự mình tiến đến nhưng là tiêu viêm sự tình đã sớm bị chuyển ra tự nhiên cũng là rơi xuống hỗn độn bá thiên trong tai nghĩ không biết cũng khó khăn tiểu bối chỉ là may mắn mà thôi cùng ba vị lão tổ vẫn còn có chút chênh lệch tiêu viêm khiêm tốn cười tiêu viêm huynh ngươi coi như đừng khiêm nhường lần này ba vị lão tổ đều là bị ngươi cứu chỉ sợ bây giờ đấu đế đại lục ngươi mới là mạnh nhất hỗn độn bất diệt thấy tiêu viêm như thế khiêm tốn ở một bên thực sự là nhìn không được không tức giận nói nhớ ngày đó tiêu viêm còn không địch lại với hắn giờ phút này sớm đã đem hắn vung ra cách xa vạn rậm ở ngoài hỗn độn bất diệt trong lòng nói là không ghen ghét vậy khẳng định không có khả năng bị hỗn độn bất diệt vừa nói như vậy cũng là cười cười xấu hổ chính mình khiêm tốn nữa chỉ sợ cũng có vẻ hơi làm ra vẻ ha ha tốt tiêu viêm ngươi nói chính sự đi chỉ cần ma thú gia tộc ta có thể làm được tuyệt không từ chối hỗn độn bá thiên chậm rãi nói rất hiển nhiên tiêu viêm bây giờ đột phá cửu tinh đấu đế thực lực thế này tại đấu đế đại lục vậy sẽ là nhất đẳng tồn tại người khác đều là bỏ cái thang muốn cùng tiêu viêm đắp lên quan hệ tiêu viêm không chỉ có cùng mình mà thôi giao hảo hiện tại càng là tự mình đến nhà bái phòng nếu như có thể trèo tốt tiêu viêm tự nhiên là không thể tốt hơn nếu như tương lai có cái gì ngoài ý muốn có thể có một tên cửu tinh trợ trận đây chính là trợ giúp thật lớn bá phụ lần này cũng không phải chuyện của chính ta ta là tới đề thân tiêu viêm cũng nghiêm mặt nói mọi người đều là sững sờ cầu hôn chẳng lẽ tiêu viêm tại ma thú gia tộc còn có nữ quyền khác tiêu viêm việc này thái lân biết sao hỗn độn bất diệt mặt sợ hãi nhìn xem tiêu viêm tiêu viêm có chút xấu hổ không phải ta là giúp nam nhĩ minh để thân tiêu viêm bị hiểu nhầm lập tức uốn nắn nói ánh mắt nhìn về phía đứng một bên nam nhĩ minh cùng hòa hồng mọi người xem xét lúc này mới thở phào một hơi ánh mắt của mọi người cũng đều rời về phía nam nhĩ minh cùng hòa hồng hòa hồng mà bỗng nhiên sững sờ lập tức minh bạch nói về hôn sự hỏa hồng mà lập tức gương mặt hồng nhuận hỗn độn bá thiên vẫn chưa mở miệng nói chuyện việc này hắn có thể không quản được cái này quyền quyết định là ở chỗ hỏa thải hoàng hỏa thải hoàng tiền bối việc này ngươi nhìn tiêu viêm tự nhiên cũng là biết ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi ngay ngắn hỏa thải hoàng hỏa thải hoàng rơi vào trầm mặc ánh mắt nhìn về phía hỏa hồng vừa nhìn về phía nam nhĩ minh khẽ nhíu chân mày tiêu viêm không phải ta không cho phép ta trước đó liền nói qua nếu như hắn có thực lực thất tinh đỉnh phong ta liền đem Hồng Nhi gả cho hắn. Có thể hắn bây giờ phát ra khí tức, cũng bất quá thất tình trung kỳ. Nếu là ước định, như vậy liền ứng khi tuân thủ. Hỏa thải hoàng chậm rãi nói, Nam Nhĩ Minh trong lòng lập tức lột bột một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. Nương, ta mặc kệ, ta muốn liền muốn gả cho Nhĩ Minh. Hỏa hồng mà nghe xong ngược lại là trước bối rối, hỏa thải hoàng nhướng mày. Không thể hồ nháo, hiện tại cũng không phải ngươi đùa nghịch tiểu hài từ tỷ khí thời điểm. Hỏa thải hoàng nghiêm túc nói, hỏa hồng mà nghe xong thẳng dậm chân vểnh lên miệng nhỏ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm bị hỏa hồng mà dạ này xem xét tiêu viêm cũng là cười khổ một cái hỏa thải hoàng tiền bối ý của ngài chỉ cần nam nhĩ minh có được thực lực thất tinh đỉnh phong liền có thể sao tiêu viêm nhìn về phía hỏa thải hoàng mọi người đều là sững sở chẳng biết tiêu viêm lời này là ý gì nam nhĩ minh thấy thế nào đều chỉ có thất tinh trung kỳ thực lực hỗn độn bá thiên cùng hỗn độn bất diệt đều hiếu kỳ đánh giá tiêu viêm lại nhìn về phía nam nhĩ minh hỗn độn bá thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía nam nhĩ minh con người đều đột nhiên co rụt lại làm sao có thể tiểu tử này thể nội lại có một loại cảm giác quen thuộc hỗn độn bá thiên hoàng sợ nói đây là cảm giác huyết mạch bởi vì cảm nhận được nam nhĩ minh thể nội có một loại cường đại bí ẩn huyết mạch chi lực chí ít đây là điều kiện tất yếu hỏa thải hoàng chậm rãi nói nhìn thấy hỗn độn bá thiên như thế giật mình cũng là đi cảm thụ nam nhĩ minh khí tức cái này hơi tìm tòi hỏa thải hoàng cũng là trợn to mắt trên mặt sen lẫn vẻ khó có thể tin nam nhĩ minh cho bọn hắn xem một chút đi tiêu viêm nhìn về phía nam nhĩ minh nam nhĩ minh gật gật đầu tự nhiên là dự định để long lân vương ra biểu hiện mọi người toàn bộ đều cùng nhau hướng phía nam nhĩ minh nhìn lại bao quát hỏa hồng mà cũng là có chút khẩn trương ở một bên nhìn chòng chọc vào nam nhĩ minh chỉ thấy nam nhĩ minh đôi mắt lúc mở lúc đóng ở giữa đầu tiên là đôi mắt nguyên bản con người đen nhánh giờ phút này hóa thành hình thoi mọi người nhìn thấy một màn này đã là một trận lạnh tê lập tức năm nhĩ minh mái tóc màu đen sợi tóc màu đỏ bắt đầu lan tràn nguyên bản sợi tóc màu đen khoảnh khắc biến thành mái tóc màu đỏ trên cái chán cũng là mọc ra hai cái sừng thú nhỏ bộ dáng này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nguyên bản tuấn lãng xoái khí bộ dáng giờ phút này trở nên là bá khí cùng lang nhiên mọi người từ một trận lạnh tê trầm mặc đến cuối cùng một mảnh xôn xao ở đây duy chỉ không có kinh ngạc chính là tiêu viêm cùng hỗn độn bất diệt bởi vì nam nhĩ minh chính là hỗn độn bất diệt mang đến đan điện đồng thời tiêu viêm trợ giúp nam nhĩ minh tái tạo nhục thân thời điểm hỗn độn bất diệt cũng ở một bên bất quá khoảng cách gần như vậy nhìn xem nam nhĩ minh bộ dáng biến hóa cũng là nhịn không được có chút tán thường đây là lòng tàu huyết mạch bát tinh hỗn độn bá thiên kinh ngạc nói cảm nhận được nam nhĩ minh thân bên trên truyền đến khí tức để vô cùng kinh ngạc ai đều không nghĩ tới nam nhĩ minh trên thân thế mà còn có huyết mạch long tộc gọi ta ra chuyện gì long lân vương một khống chế lại thân thể nói chuyện tư thái chỉ thấy bá khí lộ ra ngoài không chờ long lân vương lại nói tiếp đôi mắt lại lần nữa lúc mở lúc đóng hình thoi đồng tử biến thành nguyên bản mắt đen tóc đỏ rút đi một lần nữa biến thành tóc đen tiêu viêm hắn có được long tộc huyết mạch hỗn độn bá thiên kinh dị nói nếu như nam nhĩ minh thật có được long tộc huyết mạch hôn sự này chỉ sợ ma thú gia tộc còn ước gì một khi hai người có dòng dõi có được long tộc huyết mạch là đủ có thể xưng thiên kiêu hẳn là cũng được cỗ thân thể này nửa người nửa rồng huyết mạch chi lực thế nhưng là không thấp mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ có thực lực thất tinh trung kỳ bằng không thì nam nhĩ minh đã là bát tinh tiêu viêm gật gật đầu nam nhĩ minh bây giờ cỗ thân thể này có thể nói khá là khủng bố kia là đã từng thai ngén viễn cổ đại năng cuống rốn thân thể cường độ tiêu viêm cũng không từng làm qua thí nghiệm rất khó tưởng tượng nam nhĩ minh bây giờ cường độ thân thể đạt tới loại tình trạng nào hỏa thải hoàng tiền bối chẳng biết nam nhĩ minh dạng này có tính không là thỏa mãn điều kiện tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía hỏa thải hoàng hỏa thải hoàng cũng là màn lộ vẻ kinh dị nàng cũng không ghét nam nhĩ minh cũng không có muốn tận lực phản đối với hai người chỉ bất quá như nam nhĩ minh không có đột phá bát tinh có lẽ việc hôn sự này chỉ sợ thật đúng là khó thành có thể nam nhĩ minh cho thấy đã không phải là ma thú huyết mạch chuyên đơn giản như vậy là có được huyết mạch của rồng, nháy mắt cấp bậc của hắn trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, đồng thời so với ước định thất tinh đỉnh phong, Nam Nhĩ Minh triển lộ khí tức đã là bát tinh. Đương nhiên, không nói long tộc tại ma thú bên trong huyết mạch là mạnh nhất, nhưng là huyết mạch chi lực thiên phú, cái kia tại tất cả ma thú chủng tộc bên trong cũng là sắp xếp trước, số 1 số 2, cũng đúng là như thế, Hỗn Độn Bá Thiên cảm nhận được Nam Nhĩ Minh có long trì huyết mạch lúc mới sẽ khiếp sợ như vậy chỉ tiếc hòa hồng mà không phải nữ nhi của nàng nếu là hắn tất nhiên sẽ không phản đối hoàn toàn chính xác có long chi huyết mạch khí tức bất quá dù vậy ta cũng sẽ không dễ dàng nhà ra huyết mạch cứ việc cường đại nhưng nếu tiểu tử, tử này cũng không phải là chân ái hồng nhi ta cũng sẽ không cho phép hồng nhi cả hắn hòa thải hoàng chậm rãi nói làm lửa mẫu thân của hồng nhi hòa thải hoàng thứ nhất cân nhắc cũng không phải là nam nhĩ minh có được khiến người chú mục long chi huyết mạch mà là hòa hồng mà phải chăng vấn đề hạnh phúc bá mẫu ta cùng hòa hồng mà là thật tâm yêu nhau ta có thể vì nàng nỗ lực hết thảy bao quát tính mạng của ta nam nhĩ minh trên mặt không có vẻ tươi cười dị thường rất nghiêm túc rất chân thành trong mắt không mang nửa điểm mập mờ trịnh trọng nói làm sao chứng minh hòa thải hoàng cũng nhìn chòng chọc vào nam nhĩ minh chất vấn mẫu thân ta cùng nam nhĩ minh là thật tâm ngươi liền đừng làm khó hắn hòa hồng mà thấy hòa thải hoàng tiếp tục khó xử nam nhĩ minh ở một bên nhịn không được nói ra có thể hòa thải hoàng lại chưa từng nhìn hòa hồng mà nửa mắt vẫn như cũ gắt cao nhìn xem nam nhĩ minh nam nhĩ minh cắn ra một cái miệng há ra một giọt bản mệnh tinh huyết xuất hiện tại trong lòng bàn tay để sau xoay người đưa đến hòa hồng mà trước mặt hồng nhi ta nam nhĩ minh cả đời vô luận tuế nguyệt tuyên cổ ta nguyện cùng ngươi cả đời hộ ngươi một thế nếu ta có nửa điểm phụ ngươi giọt máu tươi này ngươi có thể tùy thời bóp nát nam nhĩ minh ánh mắt ôn nhu hắn chăm chú nhìn hỏa hồng hỏa hồng mà lập tức hai con ngươi đỏ lên cảm động nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng bỗng nhiên hỏa thải hoàng vung tay áo bào đem nam nhĩ minh trong tay tinh huyết phủi nhẹ mọi người đều là giật mình ánh mắt cũng đều chuyển hướng hỏa thải hoàng đã như vậy giọt máu tươi này liền do ta thu người như bắt nạt hồng nhi nửa điểm ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi hỏa thải hoàng nghiêm khắc mở miệng nam nhĩ minh đầu tiên là sững giờ trượt trên mặt nổi lên ý cười đa tạ bá mẫu thành toàn nam nhĩ minh ôm quyền không người nói nhĩ minh làm sao còn gọi bá mẫu có phải hay không hẳn là thay cái xưng hô tiêu viêm thấy thế cũng là mỉm cười xem ra hòa hồng mà cùng nam nhĩ minh việc hôn nhân cũng là định ra nam nhĩ minh lập tức hiểu ý lúng túng gãi đầu một cái lập tức đổi xưng hô hòa thải hoàng giờ phút này trên mặt trong mắt cũng chậm rãi rút đi trên mặt mới lộ ra hòa ái chi sắc hòa hồng mà cũng là nín khóc mà cười lập tức nhào tới hòa thải hoàng trong ngực đa tạ mẫu thân vẫn là mẫu thân đối với ta tốt nhất. Hòa Hồng hoạt bát mà cười cười, Hòa Thải Hoàng cũng là bị lộ ra ấm lòng cười một tiếng. Chỉ cần Hồng Nhi hạnh phúc liền tốt. Nam Nhĩ Minh về sau nhất định muốn hảo hảo đợi Hồng Nhi. Hồng Nhi từ tiểu kiều khí nghịch ngợm, người không được bắt đặt nàng, nhất định phải thuận theo nàng hiểu chưa? Hòa Thải Hoàng nghiêm nghị nói với Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu, không cần Hòa Thải Hoàng nói, vô luận Hòa Hồng mà cỡ nào điêu ngoa cỡ nào tùy hứng, Nam Nhĩ Minh đều sẽ thuận theo nàng, Nam Nhĩ Minh biết. Tại hắn xảy ra chuyện thời điểm bắt đầu, hòa hồng mà chẳng biết vì hắn rơi xuống bao nhiêu nước mắt, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, Nam Nhĩ Minh trong lòng hiểu rõ, khi hắn một lần nữa sống tới một khắc này, Nam Nhĩ Minh liền thề, cùng hòa hồng mà cả đời tư thủ. Hỏa thải hoàng tiền bối, Nam Nhĩ Minh cùng hòa hồng mà việc hôn nhân xem, như định ra đi, đến mức lương thần cắt nhật, liền từ hỏa thải hoàng tiền bối đến định đoạt đi tiêu viêm trên mặt vừa cười vừa nói hắn phía bên mình hôn sự cũng là gần mà nam nhĩ minh cùng hòa hồng mà hôn sự chỉ sợ tiêu viêm cũng vô pháp bận tâm hỏa thải hoàng gật gật đầu một bên nam nhĩ minh cùng hòa hồng mà thì là cười mở nhan hai người dính cùng một chỗ nam nhĩ minh cầu hôn sự tình cũng coi là viên mãn chuyện này cũng coi là có một kết thúc nam nhĩ minh thì là tạm thời lưu tại ma thú gia tộc bàn giao công việc tiêu viêm cũng không có lập tức rời đi ma thú gia tộc mà là đi tới Thải Lân địa phương bế quan. Làm sao có rảnh rỗi tới đây? Trong sương mù, Thải Lân thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, hoàn mỹ đường cong tràn đầy dụ hoặc. Tiêu Viêm một tay lấy Thải Lân ôm vào trong ngực, Tiêu Viêm trên mặt cũng là nổi lên cười xấu xa, Thải Lân cũng chưa cự tuyệt. Mấy ngày nữa chính là hôn sự, người chuẩn bị một chút, Tiêu Viêm hôn lễ, bây giờ Huân Nhi không tại, Thải Lân tự nhiên nhất định phải đi. Người đến tột cùng còn muốn cưới bao nhiêu nữ nhân, Thải Lân có chút không cao hứng, tiêu viêm cũng là cười khổ có thể chính mình giao xuống tình trùng cũng phải tự mình còn ta cam đoan đây là ta một lần cuối cùng hôn lễ tiêu viêm thấy thải lân không vui lập tức nói thải lân trợn nhìn tiêu viêm một chút nàng đến cũng không phải là rất để ý tiêu viêm có bao nhiêu thê thất chỉ bất quá cảm thấy tiêu viêm tiếp tục như vậy không tốt tục ngữ nói hồng nhan họa thủy nếu như tiêu viêm tại không ức chế ngữ nhân này quá nhiều cũng là vấn đề tiêu viêm sờ tại thải lân eo thon bên trên thải lân tự nhiên là minh bạch ý tứ tiêu viêm gương mặt đỏ lên hai người thân ảnh trượt bí ẩn trong sương mù hai thân ảnh đan vào một chỗ cũng không biết trải qua bao lâu tiêu viêm mới nói lời từ biệt thải lân rời đi ma thú gia tộc tiêu viêm không có về tiêu phủ còn có chuyện cũng đều chưa từng an bài xong mà tiêu viêm rời đi ma thú gia tộc trực tiếp chuyển hướng nhân tộc tiêu viêm chuyến đi này tự nhiên đầu tiên là vì chân ni thứ hai thì là đan điện khu vực trùng kiến qua lại lỗ sâu ở giữa tiêu viêm rất nhanh liền đi tới chỗ nhân tộc đứng lặng tại nhân tộc dưới cung điện tiêu viêm nhìn xem tinh xảo lộng lẫy kiến trúc liên tục ngợi khen nhân tộc thủ bút là thật lớn trên trụ đá đều khảm nạm lấy các loại cao cấp ma hạch đem toàn bộ cung điện trang trí vô cùng rực rỡ các loại bảo thạch thủy tinh trình độ xa hoa tiêu viêm cũng minh bạch chân tông phúc vì sao đối với tu kiến luyện dược sư công hội một chuyện không thèm để ý chút nào đối với hắn mà nói chỉ sợ chỉ là một điểm mơ bụi quả nhiên nhân tộc bên cạnh cũng hào không ngoại lệ theo tiêu viêm đến đưa tới vô số kính ngưỡng ánh mắt nhao nhao đều ôm quyền ra hiệu tiêu viêm cũng là ra hiệu lấy gật đầu đại sảnh trước mặt thì là một mảnh ven hồ hồ nước chứa đựng lấy từng mảng lớn đó hoa màu vàng óng tựa như từng khỏa kim sắc có thể như thế trói lọi mắt tiêu viêm đi thẳng vào trong đại sảnh theo tiêu viêm xuất hiện đại sảnh một bên liền chậm rãi đi ra một người vô cùng mỹ mạo nữ tử xinh đẹp bước mà đến nhìn xem tiêu viêm có chút hành lễ chắc hẳn đây chính là gần nhất truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục mạnh nhất đấu đế tiêu viêm công tử nữ tử chậm rãi mở miệng thanh âm đều mang chậm rãi mị dụ chi lực tiêu viêm lông mày cũng hơi chớp chớp hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần nữ tử này trời sinh liền dẫn mị hoặc chi thuật quả thực là hồng nhan họa thủy chỉ sợ không biết bao nhiêu người bị nàng mê tâm thần nhân hoàng có đó không tiêu viêm gật gật đầu nhìn xem nữ tử ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng mặc dù nữ tử này tự mang mị hoặc chi thuật bây giờ tiêu viêm linh hồn chi lực đã đột phá đến thế giai sơ kỳ không có khả năng bị mị hoặc tiêu viêm công tử bên cạnh cho mời nhân hoàng cũng đợi người đã lâu nữ tử thấy tiêu viêm trong mắt không có chút nào gợn sóng cũng là có chút ngoài ý muốn bởi vì liền ngay cả nhân hoàng lúc trước nhìn thấy hắn trong mắt đều hiện lên chấn động trí ý mà tiêu viêm lại hoàn toàn không có để nữ tử càng thêm kính nể tiêu viêm trong đại sành nữ tử này cũng không phải nhân vật tầm thường chính là nhân tộc chủ quản nhân chi tố nguyệt tố nguyệt mang theo tiêu viêm từ đại sảnh bên trong đi qua hấp dẫn vô số người ánh mắt tố nguyệt trên mặt tràn đầy kính ý mọi người nhìn thấy tố nguyệt chỗ lĩnh người là tiêu viêm về sau đều nhao nhao tương đối ôm quyền hành lễ đều rất là tôn kính tiêu viêm tiêu viêm công tử xem ra đi tới chỗ nào đều là người kính ngưỡng tố nguyệt khẽ mở môi đỏ chậm rãi mở miệng trò đùa giống như nói tiêu viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có đáp lại nhân tộc đại sành tu kiến quy mô để trần đại Sành chỉ sợ đều đủ để dung hạ hơn vạn người đi thời gian dài ngược lại để tiêu viêm có chút tức giận cái này không khỏi cũng quá lớn đi dựa vào đi ngược lại là có chút phiền tiêu viêm cao mày tố nguyệt cũng là cười cười xấu hổ nhân hoàng quy định trong đại Sành không cho phép bất luận phi hành sở dĩ tiêu viêm công tử ủy khuất một chút tố nguyệt mang theo ái náy nói với tiêu viêm tiêu viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu xây dựng mới luyện dược sư công hội vậy cũng không có thể tu như thế lớn quá khó đi thật lâu tiêu viêm mới đi đến được đại sảnh tối hậu phương lúc này tố nguyệt mới dừng bước lại đối với tiêu viêm mỉm cười đến tiêu viêm công tử công tử mời đi theo ta tố nguyệt nói xong liền đằng không mà lên trực tiếp dung nhập vào quang cầu bên trong tiêu viêm nhắm lại một chút con mắt chỉ là cảm thán nhân hoàng thủ bút thật lớn cũng là treo lơ lửng giữa trời mà lên theo tố nguyệt cùng một chỗ dung nhập quang cầu bên trong căn cứ tiêu viêm suy đoán quang cầu này hẳn là thuộc loại kết giới nào đó xuyên qua quang cầu trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ xuất hiện trước mắt là một mảnh xanh lam không có một chút màu tạp hồ nước tại hồ nước trung ương nhất xây dựng một cái đình viện nhỏ ngược lại là rất độc đáo đây là trụ sở nhân hoàng đặc lệnh tiểu nữ lĩnh tiêu viêm công tử đến đây người có thể đi vào nhân hoàng nơi này tố nguyệt tính toán một cái tay đều có thể đếm được xem ra tiêu viêm công tử đối với nhân hoàng đến nói là vô cùng trọng yếu tố nguyệt chậm rãi mà nói ngược lại là rất là biết nói chuyện nhân hoàng cũng là tại hạ rất trọng yếu bằng hữu tiêu viêm khẽ gật đầu đi lâu như vậy điểm này ngược lại để tiêu viêm tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp một chút tiêu viêm phát hiện cái này cách khác không gian bên trong đế chi nguyên khí vô cùng nồng đậm như thế một cái tu luyện tuyệt hảo nơi tốt bên ngoài đình viện lầu nhỏ bên trên liền đã nhìn thấy nhân hoàng ở trên loay hoay uống trà tựa hồ sớm đã biết tiêu viêm đến tiêu viêm thân hình lóe lên trực tiếp từ tố nguyệt bên người biến mất một giây sau trực tiếp xuất hiện tại nhân hoàng đối diện bình yên ngồi xuống loại này tốc độ để tố nguyệt giật mình nhân hoàng ngược lại là xem thường mỉm cười đối với tố nguyệt phất phất tay ra hiệu lui ra tố nguyệt khẽ khom người liền từ lui thân rời đi hành lang chỗ một bóng người xinh đẹp cũng xuất hiện tại tiêu viêm trong tầm mắt tiêu viêm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp trên mặt nổi lên ý cười cái này bóng hình xinh đẹp không là người khác chính là chân nhi đương nhiên chân nhi xuất hiện ở đây tiêu viêm tuyệt không ngoài ý muốn bởi vì chính là tiêu viêm để chân ni trước thời hạn trước lại tới đây. Cha, trả tới, chân ni nhìn xem nhân hoàng, mở miệng thân hòa kêu lên. Lúc đó, nhân hoàng chân Tông Phúc đầu tiên là sững sờ, sắc mặt có chút quái dị, bởi vì chân ni đã cực kỳ lâu không có mở miệng kêu lên cha hắn. Bởi vì chân ni chồng trước, chân ni đối người hoàng cũng một mực canh cánh trong lòng, càng là chê chủ động đi tìm chân Tông Phúc, chân ni khác thường. Chân Tông Phúc ngoài ý muốn có chút không biết làm sao, chân ni đem trà để lên bàn liền liên tiếp tiêu viêm ngồi xuống chân tông phúc hơi sững sờ trước đó hắn rất là phản đối tiêu viêm cùng nữ nhi của hắn chân ni tiếp xúc nhưng hôm nay khác biệt ngày xưa tiêu viêm cũng đã không phải là hắn cảm thấy chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiêu viêm bây giờ tiêu viêm đã đứng ở đấu đế đại lục kim tự tháp tối đỉnh phong tồn tại liền ngay cả chân tông phúc bây giờ đều là nghĩ đến như thế nào đủ kiểu lấy lòng nhân hoàng ta hôm nay đến trừ xây luyện dược sư công hội mới một chuyện còn có một chuyện cần ngài đồng ý tiêu viêm nhìn xem chân tông phúc khẩu khí ngược lại không nghĩ là ở chỗ chân tông phúc thương lượng tiêu viêm biết Trần tông phúc trước đó một mực không muốn chân Nhi cùng hắn ở giữa có quá nhiều liên hệ không chờ tiêu viêm nói rõ Trần tông phúc xem xét chân Nhi động tác liền sớm đã đoán được tiêu viêm nói tới sự tình chân tông phúc trên mặt ngược lại là vẫn chưa khác thường sắc trầm mặc dây lát chính là cười cười mời nói nhân hoàng chân Nhi cùng ta sớm chiều cùng hoạn nạn ta đã cùng nàng định ra ước định ta muốn cưới nàng làm vợ tiêu viêm cũng nói thẳng không tránh sau khi nói xong chân ni ở một bên cũng là có chút ngượng ngùng ánh mắt né tránh ở giữa nhìn về phía phụ thân của nàng chân tông phúc trong lòng vẫn là có chút sợ hãi chân tông phúc sẽ cự tuyệt đối với chồng trước sự tình mặc dù đã qua thật lâu nhưng đối với chân ni đến nói lại một mực là trong lòng bóng ma chân tông phúc ngược lại cũng không có trả lời ngay ni nhi cha có lỗi với người chân tông phúc nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng cái này mới mở miệng chân ni toàn thân cứng đờ hốc mắt lập tức phiếm hồng nước mắt tại hốc mắt đánh lấy xoáy cha biết sai người có thể tha thứ cha sao cha lúc trước cũng là bất đắc dĩ sự tình ra bất đắc dĩ chân tông phúc mắt lộ ra từ ái dù sao chân ni là nàng con gái ruột nhìn xem chân ni thương tâm hắn tâm lại như thế nào không đau có thể nếu muốn cướp đoạt sang sơn tất nhiên sẽ có hy sinh chân ni trong lòng chua chua dù sao chân Ni là nữ hài tử, nhưng khi đó còn tuổi nhỏ nàng không thể nào hiểu được chân Tông Phúc vì sao muốn tìm ảnh tử minh diệt trừ trượng phu của mình. Có thể hiện tại chân Ni mới dần dần minh bạch. Chính mình trước đó trượng phu uy hiếp đến chân Tông Phúc nhân hoàng địa vị, đồng thời còn âm thầm cùng chân Tông Phúc tranh đoạt chi vị nhân hoàng. Nếu như chưa trừ diệt, chân Tông Phúc nơi nào sẽ có địa vị hôm nay? Ni Nhi, ngươi có không nghĩ qua, hắn có khả năng liền là muốn mượn ngươi cùng ta tranh đoạt chi vị nhân hoàng này, mà cũng không phải là chân chính yêu ngươi. Bi phụ cũng là đúng là bất đắc dĩ trần tông phúc nói trên mặt hiển thị rõ vẻ làm khó hắn hôm nay chính là nhân hoàng nhưng đối với trần ni mặc dù bình thường không có biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm lại tràn đầy áy náy trần ni hốc mắt dần dần phiếm hồng đối với việc này nàng cũng một mực canh cánh trong lòng có thể theo thời gian trôi qua vết thương cũng đã theo thời gian rút đi dần dần bị thời gian cho san bằng Cha, ta không trách ngươi trần ni hốc mắt hồng nhuận hai mắt nhìn về phía trần tông phúc sau đó nhỏ giọng nói trần tông phúc nghe xong sắc mặt khẽ giật mình lập tức trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiêu viêm nhìn thấy cha con hai người đem trong lòng hiểu nhầm đều nói rõ cũng đều tương hỗ bình thường trở lại trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống cha ta cùng tiêu viêm hôn sự ngài sẽ đồng ý chân ni tinh tế ngón tay khẽ vuốt đem khóe mắt nước mắt phủi nhẹ trên mặt lộ ra hỏa hoạn ý cười trên gương mặt hiền hiện ửng hồng sắc hỏi trần tông phúc trần tông phúc nhìn thoáng qua chân ni lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lập tức cười khổ một cái. "Ta có thể không đồng ý sao?" Trần Tông Phúc nhún vai, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm chính là cửu tinh đấu đế, mặc dù cũng không có tận lực tán phát khí thế, nhưng Trần Tông Phúc rất rõ ràng, Tiêu Viêm thực lực hôm nay, một người muốn xử lý hắn cả cái nhân tộc đều là giơ tay nhấc chân sự tình. Trần Tông Phúc càng rõ ràng hơn, hiện tại đấu đế đại lục, Tiêu Viêm mới thật sự là hàng thật giá thật cửu tinh đấu đế cho dù là ba vị lão tổ khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ tiêu viêm cũng dám đánh với một trận đan điện một trận chiến này tiêu viêm chỗ thi triển đi ra năng lực chiến đấu vượt quá tưởng tượng của mọi người cho dù là khoảng cách gần như vậy quan sát tiêu viêm chiến đấu trần tông phúc vẫn là không cách nào nhìn thấu tiêu viêm trên thân chỗ thông cảm bao nhiêu không biết bí mật tại không có ba ngàn đại đạo đấu đế đại lục tiêu viêm lại có thể ngộ đạo nhất định có kỳ nhân tương trợ trước đó tiêu viêm đối kháng đan điện đại trận có thể trực tiếp đón lấy phệ hồn vương hoa bỉ ngạn công kích linh hồn những đủ loại này trần tông phúc trong lòng đều biết tiêu nghiêm tuyệt đối không đơn giản phi thường không đơn giản tiêu viêm trên thân đã không phải là bọn hắn có thể suy đoán cùng tưởng tượng tiêu viêm tương lai tiền đồ có thể nói là không thể đo lường dựa theo tiêu viêm hiện tại tốc độ tu luyện đột phá đầu tiên cũng sợ chỉ là vấn đề thời gian nhân hoàng nói đùa hồn lễ của chúng ta tất nhiên cần được nhân hoàng đồng ý mới có thể mặc dù ta đột phá cửu tinh nhưng so với tâm tính, còn xa xa không bằng nhân hoàng, còn có thật nhiều sự tình cần đa hướng nhân hoàng nhiều hơn thỉnh giáo. Tiêu viêm ngữ khí thả rất nhẹ, cũng nhìn ra được, Trần Tông Phúc đây cũng là đang thử thăm dò ý tứ tiêu viêm, muốn nhìn đột phá đến cử tinh tiêu viêm có phải thật vậy hay không đem tất cả mọi người để vào mắt. Bất quá tiêu viêm lời này vừa nói ra, Trần Tông Phúc khẽ gật đầu. Gọi ta nhân hoàng, có thể hay không cảm giác thái sinh sơ. Trần Tông Phúc ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiêu viêm. Tiêu viêm ngẩn người, lập tức hiểu ý nâng lên chén trà đối với chân tông phúc một kính liền đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn chân tông phúc cười ha ha lập tức nâng lên chén trà cùng tiêu viêm gật đầu ra hiệu lần lượt mà uống chân ni ngượng ngùng không thôi ở một bên nhìn xem quả thực là coi trà là thành rượu cũng không biết nên nói cái gì cho phải bất quá chân ni trong lòng lại không cầm được vui vẻ nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất nam nhân trò chuyện vui vẻ cùng một chỗ uống trà nói đùa nghĩ đến nơi đây khóe miệng không cầm được có chút dương lên cùng lúc đó cửa hi thành bên trong quay về hòa bình tại ảnh tử minh tổng bộ một đầu vết nứt không gian ở giữa không trung xé rách mà đến hư không chi phong hấp xả không khí chung quanh vang dội ong ong thanh âm hư không phảng phất có thể thôn phệ hết hết thảy khụ khụ hai đạo tàn ảnh sông trong vết nứt không gian chớp mắt xuyên ra một ngụm máu lớn dịch nước bọt phun ra bốn phía huyết tinh tràn ngập hai đạo tàn ảnh phân biệt chính là phệ hồn vương cùng đại âm kim ô viêm trào máu cũng chính là phệ hồn vương một cái chân bị tiêu viêm bắn đoạn hiện tại chỉ còn lại có một cái chân sau lưng tỏa hồn liên cũng là tàn nhánh đứt gãy thật lưa thưa ở phía sau thật dài kéo lấy gốc rễ càng có máu tràn ra bộ dáng chật vật đến cực điểm tiêu viêm bản vương nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh vệ hồn vương phun ra một ngụm máu vỡ ra bén nhọn sắc bén răng bộ dáng hung ác mang theo vô tận giết chóc trí hung hãn nói một trận chiến này vệ hồn vương vạn vạn không nghĩ vậy mà lại lấy kết cục như vậy kết thúc một trận chiến này ta tính toán tưởng tận tất cả thiên cơ khả năng uy hiếp lớn nhất ba cái lão thất phu không chịu nổi một kích dĩ nhiên xuất hiện tiêu viêm đáng ghét đáng ghét phệ hồn vương trên mặt viết đầy không cam lòng anh tử minh trong tay nắm giữ tin tức có thể nói cơ hồ là toàn bộ đấu đế đại lục chân thật nhất kỹ càng thế lực khắp nơi rõ ràng chi tiết phát ra sự cố đều có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ đối với đan điện cùng tiêu phủ thậm chí mấy thế lực lớn khác yêu tộc nhân tộc ma thú gia tộc phệ hồn vương đều toàn diện tính toán ở bên trong. Hắn vốn cho rằng, dung nạp vạn hồn, tiến hành tự thân có được cửu tinh trung kỳ thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả thế lực, mà kiêng kỵ nhất ba vị lão tổ cũng tại phệ hồn vương kế hoạch bên trong, nhẹ nhõm giải quyết, thật không nghĩ đến, cuối cùng lại giết ra một người tiêu viêm, ngạnh sinh đem hắn bức thành hiện tại bộ dáng như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta làm được, ta đi. Đại âm Kim Ô Viêm nhìn xem phẫn nộ phệ hồn vương, lạnh lùng nói nói xong liền kẹp lấy còn hôn mê đan đại thành liền muốn ly khai đi người muốn đi đâu phệ hồn vương bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác tinh hồng sau mắt thấy đại âm kim ô viêm lưng sau tòa hồn khóa sát phi tốc tuôn ra hướng phía đại âm kim ô viêm dũng mãnh lao tới ta sợ đại nhật kim ô viêm cũng không từng sợ qua ngươi phệ hồn vương lạnh lùng nói tòa hồn xích sát đã đem đại âm kim ô viêm bao khỏa không có ký sinh đại âm kim ô viêm lúc trước chiến đấu bên trong cũng đã tiêu hào rất lớn mặc dù vệ hồn vương bị thương nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của vệ hồn vương người không phải đã đáp ứng chỉ cần bản tọa giúp ngươi một tay sau đó liền không lại làm khó bản tọa sao đại âm kim ô viêm vẫn nộ nhìn xem vệ hồn vương quát bị khóa khóa sát trói lại để hắn căn bản là không có cách động đậy đúng vậy ta đáp ứng ngươi, chỉ phải đáp ứng người giúp ta ta liền không làm khó dễ ngươi, vệ hồn vương nhìn xem đại âm kim ô viêm ánh mắt trở nên độc ác giống như trong bóng tối đột ngột sáng lên hai ngọn ánh đèn thẳng câu lòng người vệ hồn vương dừng một chút lên tiếng lần nữa ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ ngươi cảm thấy ngươi đến giúp ta sao Phệ hồn vương nói xong không chờ đại âm kim ô viêm mở miệng trực tiếp trói lại đại âm kim ô viêm hướng phía phía dưới trong động lao đi ảnh tử minh nội bộ giờ phút này một đoàn hỗn loạn Phệ hồn vương toàn thân máu me đầm đìa mà quay về phát ra xé sách lòng người giống như giống lên một tiếng vô biên hắc ám quỷ trong động từ đôi mắt giống bị bừng tình, mắt đỏ che kín cả cái huyệt động, mỗi một song tinh hồng con mắt đều mang run rẩy cùng sợ hãi. hẳn là vương chúng ta bại, ta xem là, suy, đừng nói chuyện, xem ra lại có không ít người muốn bị vương thôn phệ. bên trong quỷ động, toàn bộ đều sợ tiếng hắc ám, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. liên tục tiếng nổ, theo những ngày tiếng nổ vang lên, trong huyệt động yên tĩnh đáng sợ, trốn trong bóng đêm mắt đỏ càng là run rẩy lợi hại hắc ám trong huyệt động thấy không rõ có thể đại âm kim ô viêm trên thân lại phát ra hào quang nhỏ yếu tại quá mức hắc ám quỷ trong động cho dù là một điểm nhỏ quang mang đều rõ ràng rất mà hào quang nhỏ yếu vừa vặn chiếu sáng vệ hồn vương dữ tợn đáng sợ gương mặt trên mặt tung tóe đầy máu tươi nhọn lưỡi liếm lắp lấy bên miệng huyết dịch vệ hồn vương lưng sau tòa hồn khóa sát bay ra mỗi một lần bay ra đều có một tiếng tiếng nổ huyết dịch liền thuận theo khóa sát mà đến dạng bạo tạc không biết kéo dài bao nhiêu phệ hồn vương khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên tàn cây huyết nhục gãi mất chân huyết nhục bắt đầu nhúc nhích trượt tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới phệ hồn vương gãi mất chân rất nhanh một lần nữa ngưng tụ mà ra có thể phệ hồn vương thời khắc này khí tức đã rơi xuống bát tinh hậu kỳ một trận chiến này hắn hao tổn quá lớn phệ hồn vương trên mặt càng thêm phẫn nộ chỉ sợ lần này anh tử minh không ít cao tầng đều tránh không được vừa chết mà lại phệ hồn vương chiến lược mạnh nhất cũng là ảnh tử minh mạnh nhất tứ đại quỷ sát Xì mị võng lượng, bốn người cũng là chết tại trong trận chiến đấu này, bây giờ ảnh tử minh. Có thể nói, vô số tuế nguyệt chỗ tích lũy xuống tới lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng. Một trận chiến này lại là mất cả chỉ lẫn trài, thương vong thảm trọng. Ta không tin, ta mới là đấu đế đại lục mạnh nhất. Phệ hồn vương trên mặt dữ tợn, hai mắt trừng lớn, tinh hồng trong hai mắt, hai đóa huyết hoa ở trong đó nở rộ. Phệ hồn vương trần trờ một chút, ánh mắt của hắn rời về phía quỷ động chỗ càng sâu trên mặt làm ra vẻ làm khó chợt vung tay lên hướng phía chỗ càng sâu bay đi một khối to lớn huyết hồng chi vật xuất hiện tại trước mặt hắn huyết thần giới huyết ma linh thạch nếu như có thể chống đỡ huyết ma linh thạch tẩy tủy đổi thân đổi máu cũng liền cải mệnh liền có thể đột phá đấu đế trở thành đầu tiên phệ hồn vương hai mắt hưng phấn nhìn xem huyết ma linh thạch hưng phấn chậm rãi biến thành oán hận chỉ cần đột phá đầu tiên cho dù tiêu viêm đột phá cửu tinh cũng không đều sẽ là đối thủ ta ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như thành công, ta cũng sẽ không còn e ngại Kim Ô chấn ma, ngàn viêm đế quân đáng chết, đáng chết. Vệ hồn vương trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm, hắn muốn xé nát tiêu viêm. Có thể hiện tại, hắn đã thất bại trong gang tấc, muốn khôi phục lại, như trước thực lực cửu tinh trung kỳ căn bản không thể nào. Ngàn viêm đế quân chính là đại nhật Kim Ô viêm bên trên một vị chủ nhân, sáng tạo Kim Ô chấn ma, để hắn không cách nào thi triển. Kim Ô chấn ma đối với vong hồn có tuyệt đối chấn ác nếu không phải như thế, trước đó vệ hồn vương cũng sẽ không đến mức ngay cả tiêu viêm thân đều không gần được. Nhưng nếu ta không chịu nổi huyết ma linh thạch, hồn liền sẽ tiêu tán, mà nhục thể, thì lại biến thành huyết thần giới một cỗ khôi lỗi. Bây giờ cơ hội thành công không đến hai thành, vệ hồn vương nghi chỉ không thôi, nếu là cơ hội thành công lớn, chỉ sợ vệ hồn vương sớm đã mượn đột phá đấu đế trở thành đầu tiên. Nếu không phải cho tới bây giờ cái này, vạn bất đắc dĩ tình huống, vệ hồn vương cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa như vậy một hơi này hắn nhịn không được trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lập tức chui vào huyết ma linh thạch bên trong ta phệ hồn vương mới là đấu đế đại lục mạnh nhất quỷ động bên trong chuyển khắp chính là phệ hồn vương tiếng kêu thảm thiết phệ xương rút máu mài hồn nếu như phệ hồn vương chịu nổi vậy liền có thể trở thành đấu đế đại lục bên trên duy nhất đạt tới đấu tiên cường giả chỉ là không biết muốn tiếp tục bao nhiêu thời gian quỷ động bên trong yên tĩnh kêu thảm yên tĩnh lại lần nữa kêu thảm sợ hãi tràn ngập toàn bộ ảnh tử minh tổng bộ tiêu viêm hiện tại đã tuần tự đến yêu tộc nhân tộc phân biệt đem thanh lân cùng chân ni việc hôn nhân đều đã định ra thanh mục nhi cùng tiêu viêm hôn sự từ lâu định ra sở dĩ tiêu viêm cũng không có đi huyết ma bộ tộc mà là quay đầu hướng dược tộc mà đi trên đường đi vô luận tiêu viêm đi tới chỗ nào đối với hắn cung kính hành lễ người đều không tại số ít cảm giác đi tới chỗ nào đều bị người trú mục tiêu viêm rất khoát trực tiếp móc ra một bộ áo bào đen khoác trên người, che lại hình dạng, kể từ đó người vây xem mới ít đi rất nhiều. Xuyên qua lỗ sâu, đi tới dược tộc phương vị, những đá này kiến trúc, tiêu viêm thấy thế nào đều cảm thấy cùng thời đại này, lộ ra không hợp nhau, nhưng những này tộc nhân ngược lại cũng chưa tình được. Trong nhà đá, dược lão xếp bằng ở trong phòng, không ngừng thay đổi tay hình, trong dược đỉnh hòa diễm bốc lên không ngừng, tinh chuẩn khống chế trong dược đỉnh dược liệu, dược lão trên mặt hiện đầy dày đặc mồ hôi tại dược lão thạch ốc trên đỉnh lôi vân dày đặc dược lão cao mày đan kiếp đối với hắn mà nói lại là cái không dễ làm vấn đề trong dược đỉnh đan dược thành hình phát ra mùi thuốc nồng nặc đế chi ngũ phẩm đan dược dược lão đi vào đấu đế đại lục thời gian cũng không ngắn ngàn năm thoáng một cái đã qua thực lực hôm nay cũng đã đột phá đến tam tinh đấu đế dạng này trưởng thành tốc độ đã phi thường dọa người rồi mà lại càng thêm dọa người chính là dược lão luyện dược thiên phú càng mạnh bây giờ đã đạt đến đế chi tứ phẩm luyện dược sư thành công ngày hôm nay luyện chế được đế chi ngũ phẩm đan dược có thể hắn thực lực tứ tinh đấu đế cái này đế chi ngũ phẩm đan kiếp chỉ sợ không tiếp nổi ngay tại dược lão lo nghĩ thời điểm thạch ốc phía trên một đạo trường bào thân ảnh xuất hiện liếc bầu trời một cái lôi vân tay áo vung lên ầm ầm lôi vân nháy mắt đình chỉ lấp lóe sau đó dĩ nhiên trực tiếp tán đi hóa thành đầy trời tinh điểm biến mất không thấy gì nữa tiểu tử ngươi làm sao lương tâm phát hiện đến xem vi sư dược lão mặc dù người trong phòng nhưng sớm đã cảm thấy ngoài phòng khí tức tiêu viêm nhưng là đối với dược lão đến nói tiêu viêm giống như con của hắn loại kia quen thuộc không cần tận lực cảm giác đều có thể biết tiêu viêm thân hình lóe lên xuất hiện tại dược lão trong nhà đá trung điệp đối với dược lão ôm quyền chóng mắt mang theo áy náy đi vào đấu đế đại lục tiêu viêm đối với dược lão quan tâm xác thực rất ít trên đường đi đi tới các loại minh tranh ám đấu theo nhau mà đến để tiêu viêm hoàn mỹ chiếu cố dược lão. Lão sư, gần đây có mạnh khỏe, tiêu viêm mang theo kính ý nói, mặc dù khi con bé đối với dược lão cười đùa tí từng, chậm rãi sau khi lớn lên tiêu viêm càng là tôn trọng dược lão. Bây giờ tiêu viêm, nếu như không có dĩ vãng dược lão che chở, chỉ sợ ngay cả ổ thản thành, đều đi không ra. Cũng không có tiểu tử ngươi tốt, nghe nói người cũng đột phá đến cửu tinh rồi, dược lão nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn năm đó trốn ở chính mình cánh hạ chim ưng con đã biến thành bay lượn tại cửu thiên hùng ưng, đem hắn đều xa xa, đều bỏ lại đằng sau. Đúng là may mắn mà thôi, hôm nay đến cho lão sư mang đến một chút trà ngon, hắc hắc, đến nếm thử trà này, cũng không tệ lắm. Tiêu viêm xuất ra tuyệt tuyết trà, đem trà pha tốt, trà mùi thơm khắp nơi, dược lão ý vị thâm trường cười một tiếng, tiểu tử ngươi, dược lão không chút hoang mang trước đem trong dược đỉnh đan dược lấy ra, bỏ vào trong bình ngọc, mới ngồi xuống, tiêu viêm hai tay đem pha trà ngon, đưa tới dược lão trước mặt. Dược lão tiếp nhận nước trà, để lộ chén trà, hương trà tràn ra, rất tinh khiết mùi thơm, nhẹ nhàng người một chút, cảm giác trong cơ thể mình tế bào đều đang run rẩy Dược lão nhấp một miếng tuyệt tuyết trà, trên mặt lộ ra hưởng thụ dư vị chi sắc. Tiêu viêm cũng là lộ ra cười, tại dược lão trước mặt, tiêu viêm vẫn là như đứa bé con đồng dạng, có lẽ chỉ có tại dược lão trước mặt, tiêu viêm mới có thể cảm giác được loại kia vô cùng cảm giác thân thiết. Tiêu viêm bàn tay một đám, xuất hiện rất nhiều phương thuốc đều là đế trinh ngũ phẩm phương thuốc còn lấy ra một viên nạp giới bên trong đầy rất nhiều dược liệu một điểm lễ vật nho nhỏ mong rằng lão sư vui vẻ nhận tiêu viêm đưa cho dược lão dược lão cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy nạp giới tiêu viêm cùng phương thuốc sau đó quan sát một chút tiêu viêm cho phương thuốc trong mắt lóe ra tinh mang dược tộc phương thuốc không ít nhưng là tiêu viêm cho dược lão những phương thuốc này lại là dược tộc không có đây đều là lão ma hoàng cho tiêu viêm phương thuốc tiêu viêm bây giờ cũng thuộc nằm lòng những phương thuốc phẩm cấp cũng quá thấp này đối với tiêu viêm đến nói tác dụng cũng không phải rất lớn nghĩ cho tới bây giờ dược lão đã đạt đến đế chi tứ phẩm luyện dược sư tiêu viêm cũng dứt khoát đem những này tặng cùng dược lão cũng như năm đó dược lão tặng cùng tiêu viêm cùng một thời đại thế giới khác nhau vẫn là dược lão cùng tiêu viêm bất quá hiện tại hai người vị trí thay đổi một chút năm đó dược lão che chở tiêu viêm bây giờ đổi tiêu viêm đến che chở dược lão năm đó dược lão cho tiêu viêm phương thuốc bây giờ đổi tiêu viêm hồi báo cho dược lão năm đó dược lão để tiêu viêm hiểu được tại trong loạn thế sinh tồn phương pháp bây giờ đổi tiêu viêm đem biện pháp học để mà dùng đến bảo hộ thế nhân đây chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ gần nhất vừa vạn thiếu dược liệu xem ra tiểu tử ngươi không ít tại đan điện thu hết đến đồ tốt dược lão quét một lần trong nạp giới dược liệu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đối với tiêu viêm chiêu gạo nói ta cũng muốn một trận chiến này đan điện trực tiếp san thành bình địa cái gì đều đốt không có tiêu viêm cười khổ nói dược lão nghe nói cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười có thể chiến thắng đan điện đúng là không dễ dù sao tiền tài chính là sinh bên ngoài chỉ cần người bình an liền tốt đan điện bị san thành bình địa cái này cũng ngược lại là hợp tình lý dù sao đại năng chút chiến đấu động tĩnh không có khả năng nhỏ ngược lại là đáng tiếc đan điện không biết có bao nhiêu chân quý dược liệu dược lão thở dài nói lấy đan điện thâm hậu nội tình chỗ tồn trữ dược liệu cùng các loại chân quý phương thuốc cũng không phải số ít, lại trong trận chiến đấu này toàn bộ hóa thành cho bụi. Hôm nay tới đây chính là muốn cùng sư tổ thương lượng dược tộc sự tình, nói đan điện hủy diệt vấn đề bên trên. Tiêu viêm cũng đem lần này tới mục đích nói cho dược lão, dược lão nghe xong trùng kiến dược tộc, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vệt tinh mang. Trùng kiến, dược lão nghi hoặc hỏi, đúng, dược tộc sự tình trùng kiến dược tộc đã từng bởi vì đan điện quật khởi mà cô đơn bây giờ đan điện bị diệt cũng nên là dược tộc quật khởi thời điểm tiêu viêm đối với dược lão nói mà dược tộc tại đan điện diệt vong về sau thay thế đan điện một chuyện cũng sớm lấy thương thảo qua bây giờ tiêu viêm lại nắm giữ tuyệt đối không chế quyền hắn nói để dược tộc thay thế đan điện chỉ sợ không người dám phản bác ha ha có thể có thể đối với dược tộc đến nói có thể không thể tốt hơn dược lão cười to nói thân là người dược tộc Dược lão tự nhiên hy vọng gia tộc mình càng thêm cường đại. Dược tộc bây giờ cô đơn đến dược liệu đều mười phần khan hiếm. Dược lão cũng là cao mày không thôi. Bây giờ nghe nói muốn trùng kiến dược tộc, hồi phục sĩ vãng hương thịnh thời kỳ, làm sao không có hứng. Đi thôi, lão sư, chúng ta đi nói cho sư tổ việc này. Sự tình còn muốn dược tộc tiến đến giám sát. Tiêu viêm nhấp một miếng nước trà về sau, nhìn nói với dược lão. Dược lão gật gật đầu, ánh mắt bên trong hưng phấn ức chế không nổi, lập tức đứng người lên, cùng tiêu viêm đồng hành đi ra khỏi phòng, hướng dược tộc đại sảnh mà đi. Ha ha, hảo hảo, đổ tôn, lần này dược tộc có thể nói là dính người ánh sáng. Người yên tâm, lấy dược tộc đệ tử nội tình cùng thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Tương lai phát triển tất nhiên không thể so với đan điện tranh lệch. Tiêu viêm đem việc này nói cho dược ngạo thiên, dược ngạo thiên cao hứng ngăn không được cười to. Dược tộc đại sảnh bên trong các trưởng lão nghe vậy trong mắt đều là nhao nhao lộ ra tinh mang, dược tộc bây giờ trạng thái cũng là càng ngày càng kém tiêu viêm tin tức này đối với dược tộc đến nói chính là cá vượt long môn sắp nết bản trùng sinh tin tức đại sảnh bên trong giờ phút này một mảnh xôn xao trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn tiêu viêm trông thấy lần này tình cảnh trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn hắn có thể tưởng tượng đã từng một cái đứng tại đỉnh phong gia tộc thế lực cô đơn cho tới bây giờ hoàn cảnh sau đó lại có cơ hội một lần nữa quật khởi bọn hắn làm sao không cao hứng sư tổ Dược tộc bây giờ địa phương quá nhỏ, mà lại khoảng cách cự hy thành cũng là cực kỳ xa xôi, các loại trùng kiến sự tình cũng không tiện lắm, sở dĩ mới xây địa phương chính là đan điện, ngài nhìn cái chú ý này như thế nào. Tiêu viêm quay đầu hỏi, bởi vì dược tộc ở đây cũng đã có không ít năm tháng, loại này di chuyển ra tộc sự tình cũng là một hiện đại sự. Có thể không tưởng tượng được là, mọi người nghe xong tin tức này, chẳng những không có bất kỳ cái gì không bỏ, hoặc là khó xử, ngược lại đều kích động, tựa hồ đối với khối đất nghèo này bọn hắn đã sớm chán ghét. Xem ra tất cả mọi người đồng ý, vậy ta đã không còn gì để nói, những kiến trúc này là trần cũng một chút, xác thực nên thay đổi, bằng không thì nói ra rất mất mặt. Dược ngạo thiên đảo mắt một chút dược tộc đại sành, chung quanh đều lậu đá kiến trúc, chịu trách nhiệm điều khắc rất tinh tế, nhưng thoạt nhìn vẫn là lộ ra thô giáp cùng kém chờ. Vậy là tốt rồi, dù sao gia tộc di chuyển cũng không phải việc nhỏ, tiêu viêm cười nói, bất quá dược ngạo thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Đồ tôn, ngươi nhìn bây giờ dược tộc cô đơn chỉ sợ mới xây một chuyện có chút khó khăn tiêu viêm nhìn dược ngạo thiên biến sắc còn tưởng rằng là đã xảy ra biến cố gì nguyên lai là lo lắng xây mới dược tộc cũng không đủ tài chính để xây dựng kiến trúc mới trong đại sảnh mọi người cùng các vị các trưởng lão nghe xong việc này cũng là nhớ mày bây giờ dược tộc cục diện xác thực xấu hổ dược liệu thiếu luyện chế đan dược số lượng đều là có hạn tài nguyên rất ít bây giờ địa vị trong cự hy thành cũng là ngày càng lụn bại Tu kiến kinh phí đối với tại bọn hắn đến nói là vấn đề lớn nhất. Ha ha, sư tổ, người có thể yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngài chỉ cần phái người đi giám sát, nhân hoàng bên kia sẽ cung cấp tất cả tu kiến sự tình. Đến lúc đó, tu kiến hoàn thành trực tiếp di chuyển là được." Tiêu Viêm cười to nói, dược tộc nghe xong nhao nhao sững sờ, Dược Ngạo Thiên cũng là ngây ngẩn cả người. "Nhân hoàng, việc này nhân hoàng giúp chúng ta toàn bộ tu kiến, Dược Ngạo Thiên cơ hồ cũng không dám tưởng tượng." bởi vì tu kiến một cái gia tộc đây chính là một bút không ít phí tổn mà tiêu viêm nói cho hắn biết từ nhân hoàng toàn toàn thua trách dược ngạo thiên đều không thể tin vào tai của mình còn có chuyện tốt bực này sở dĩ sư tổ không cần phải lo lắng nhân hoàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp dược tộc trùng kiến một chuyện tiêu viêm gật gật đầu dược ngạo thiên càng nghe càng hồ nghi nhân hoàng nguyện ý toàn bộ phụ trách tục ngữ nói cắn người miệng mềm chẳng lẽ về sau dược tộc liền muốn tùy tiện nghe theo nhân tộc phân công dược ngạo thiên lại lần nữa cho mày kể từ đó dược tộc biến thành nhân tộc khôi lỗi chế tác đan dược kiếm tiền công cụ đây cũng không phải là dược ngạo thiên muốn mặc dù bây giờ dược tộc cô đơn nhưng là một cái tộc quần tôn nghiêm là muốn đồ tôn nếu như nói lấy luân vì nhân tộc công cụ đem đổi lấy việc này ta thà cũng không chuyển thậm chí không muốn thay thế đan điện ta cũng sẽ không hy sinh cả một tộc bầy tôn nghiêm làm đại giá dược ngạo thiên nghi ngờ nửa ngày trịnh trọng mở miệng nói ra tiêu viêm nghe xong lập tức một mặt ngốc trệ, xem ra chính mình ý tứ hoàn toàn bị xuyên tạc. Sư tổ, không phải như vậy, lần này nhân hoàng đáp ứng hỗ trợ trùng kiến là bởi vì hắn nợ ta một món nợ ân tình, chỗ lấy tuyệt đối không tồn tại lệ, thuộc quan hệ, bọn hắn sẽ chỉ phụ trách tu kiến một chuyện, sẽ không làm nhiễu cùng nhúng tay dược tộc phát triển điểm này, sư tổ xin yên tâm. Tiêu viêm cười khổ nói, nhìn xem dược ngạo thiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng là có chút bất đắc dĩ, mọi người giờ phút này nghe vậy toàn bộ, đều trợn mắt hốc mồm, một cái nhân tình thật là ân tình lớn lại muốn nhân tộc ra như thế đại bút phí tổn đồ tôn chỉ là một cái nhân tình người không có đùa sư tổ cái này trùng tu một chuyện cho dù nhân tộc có tiền nữa đó cũng là một bút không ít phí tổn dược ngạo thiên đều không tin hỏi sư tổ ta sao dám lừa gạt ngươi thật sự là như thế bây giờ đan điện biến mất đấu đế đại lục đan dược cung cấp vấn đề rất nhanh liền bại lộ sở dĩ nhu cầu cấp bách có người đứng ra thay thế vị trí đan điện cung cấp đan dược mà phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục trừ dược tộc chỉ sợ ai có thể gánh trách nhiệm này tiêu viêm cũng là nói nghiêm túc dược ngạo thiên nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra khoan thai tự đắc bộ dáng phảng phất rốt cục cặp bá nhạc hảo hảo dược lão ngươi mang tới tên đồ nhi này thật đúng là vì tộc ta làm vẻ vang hôm nay ta dược tộc liền xếp đặt thịnh yến ăn mừng một trận đồ tôn ngươi nhất định phải cùng sư tù uống không sai không về dược ngạo thiên cười mặt đều đỏ lên cao hứng hô nói xong liền lập tức sắp xếp người xuống dưới tiêu viêm cũng là cởi mở đáp ứng xuống loại chuyện này cũng không tiện cự tuyệt mà lại trước đó tiêu viêm thụ thương về sau dược ngạo thiên chỉ sợ cũng lấy ra trong tộc không ít chân quý dược liệu trị liệu phần nhân tình này không quan tâm nặng nhẹ chí ít có phần tình nghĩa này tại mà lại cho dù là như thế này một cái cô đơn không chịu nổi thế lực cũng sẽ tại tiêu viêm khó xử thời điểm liều lĩnh tương trợ phần nhân tình này tiêu viêm khắc sâu vào trong lòng Dược ngạo thiên lại hỏi thăm trước đó rất nhiều cùng đan điện chiến đấu sự tình. Lập tức để dược ngạo thiên vui vẻ ra mặt, bao quát dược tộc rất nhiều rất nhiều người đều nghe xong, đều thổn thức không thôi. Hảo hảo, giết thì tốt hơn. Ha ha, không nghĩ tới ta đồ tôn mạnh đến trình độ như vậy. Đại sảnh bên trong, dược ngạo thiên cởi mở tiếng cười vang vọng không ngừng, đại sảnh bên trong cười to cùng gieo hò cũng không dứt bên tai. Dược tộc vì tiêu viêm bày thật lớn thịnh yến, bữa cơm này, một trận rượu đủ uống ba ngày ba đêm, không người dùng đấu khí đem rượu ý bốc hơi tiêu viêm cùng dược ngạo thiên đều uống say như chết hai người say tương hỗ dương huynh gọi đệ bối phận không phân dược lão cũng là say khướt dược tộc đại bộ phận đi đều say đối với tại bọn hắn đến nói trận rượu này là tẩy lễ là thuế biến dược tộc sắp phát sinh biến hóa nhưng trời lệch đất bọn hắn nhìn thấy tương lai ánh dạng đông dược ngạo thiên đã là say bất tỉnh nhân sự tiêu viêm lôi kéo dược lão cũng say nằm tại một mảnh trên đồng cỏ thở hồng hộc choáng đầu không phân rõ phương hướng, thân thể rất nặng. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng tiêu viêm lại rất thích. Sinh mạng, sung sướng nhất sự tình không phải như thế sao? Tiêu viêm hô, hắn khoái hoạt, không phải say rượu, cũng không phải thực lực tăng lên, mà là người đứng bên cạnh hắn đều tại. Hắn nghĩ, muốn thủ hộ người, đây mới là tiêu viêm trong miệng khoái hoạt chân ý. Ha ha, người trưởng thành, dược lão cũng cười to, men say sông lên đầu, đấu khí đại lục hồi ức cũng chen chúc mà tới bởi vì bị hối hận hôn ước mà rất khoát kiên trì thiếu niên kháng dị hòa thống khổ ba năm phó ước rửa sạch nhục nhã năm đó thiếu niên kia bây giờ cũng đã phát triển đến một cái không thể đo lường tình trạng dược lão làm sao không cảm thán lão sư còn có một trận chiến sau trận chiến này ta liền không ở truy tầm ta phải thật tốt thủ hộ tiêu viêm chậm chậm mở miệng dược lão cũng không biết tiêu viêm trong miệng nói tới một trận chiến này chính là đấu đế đại lục cùng huyết thần giới một trận chiến không phải chiến không thể một trận chiến, Tiêu Viêm biết, nếu như tai họa ngầm chưa trừ diệt, đều đế đại lục vĩnh viễn không yên bình. Tiêu Viêm hiểu được, trên thế giới này, vô luận là giữa người và người, thậm chí giới không cùng giới không ở giữa, đều không có tuyệt đối hòa bình, cũng không phải là người không phạm nhân, người liền không đáng người. Trên thực tế là, cho dù là người không phạm nhân, người cũng sẽ phạm người, chỉ cần ngươi nhỏ yếu, chỉ cần ngươi có cơ hội để lợi dụng được, ngươi liền gặp phải bị lấn lăng bá chiếm chỉ có để cho mình trở nên đủ cường đại, nội tâm cường đại, thực lực cường đại, chỉ có dạng này người mới có thể bảo vệ người muốn. đây cũng là mục tiêu tiêu viêm, là tiêu viêm truy tìm phương hướng. một trận chiến này rất nguy hiểm, dược lão nhẹ giọng mở miệng, rất nguy hiểm, khả năng qua một đoạn thời gian nữa ta liền phải đi ra ngoài một bận. tiêu viêm trả lời nói, rời đi đấu đến đại lục sao? dược lão hỏi, ta muốn truy tìm càng cường đại lực lượng, nếu không một trận chiến này ta không có năng lực chiến thắng. Tiêu viêm đáp, trong mắt chính choáng mông lung, lại tản ra một loại kiên định trí ý, cũng như năm đó ước hẹn ba năm, đứng thể đồng dạng thiếu niên, trong mắt không cam lòng bất khuất, phảng phất muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mới là mạnh nhất. Ta tin tưởng một trận chiến này người nhất định có thể thắng, giống như lúc trước ta tin tưởng người có thể làm được, ta sẽ không nhìn nhầm người, đúng không? Dược lão mỉm cười nói, tiêu viêm cũng là nổi lên ý cười, phảng phất một nháy mắt, hai người về tới ô thản thành. Một già một trẻ, rất vất vả lại rất hạnh phúc tiêu viêm xòe bàn tay ra mở ra năm ngón tay xuyên thấu qua khe hở nhìn qua tinh không dù cho đứng tại khe rãnh bên trong dù cho không chịu nổi chúng ta cũng y nguyên ngước đầu nhìn lên lấy tinh không khát vọng mình có thể trở thành uyển như tinh không trở thành trong đó một viên lóe sáng tinh thần tiêu viêm mở miệng lầm bầm con mắt híp thành khe hở nụ cười trên mặt rào rạt ra ha ha tiểu tử ngươi một điểm đều không có biến tâm còn là lớn như vậy bất quá rất hợp ý ta thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy ngươi trở thành phiến tinh không này nhất lấp lánh viên tinh thần kia ta nhất định sẽ rất kiêu ngạo đệ tử của ta mạnh nhất dược lão cười ha ha Nhưng đầu đi phát hiện tiêu viêm thân thể lớn chữ hình triển khai con mắt đã nhắm lại nằm ngáy o ha ha dược lão nhìn thoáng qua nằm ngáy o tiêu viêm cười to hai tiếng cũng là thiếp đi tinh không rực rỡ toàn bộ dược tộc đều giống như ngâm vào bình rượu không có người vẫn là thanh tình. Toàn bộ dược tộc dần dần trở nên được yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người say, đến mức uống bao nhiêu không có ai biết. Liền ngay cả tiêu viêm đều ngủ mê ba ngày ba đêm mới dần dần tỉnh lại, sau đó thôi động đấu khí, đem trong thân thể cồn hoàn toàn bốc hơi rơi, đầu não mới thanh tỉnh. Tiêu viêm tỉnh lại xem xét, dược tộc phần lớn người đều còn tại nằm ngáy o, tiêu viêm cũng không có tính toán quấy dày bọn hắn. Đối với tại bọn hắn nên nói, đây là mộng đẹp, sửa sang lại một phen, tiêu viêm liền lặng lẽ, từ dược tộc rời đi. Việc này an bài về sau, sự tình cũng coi là lắng lại, to to nhỏ nhỏ, đều an bài xong xuôi, tiêu viêm cũng coi là thở dài một hơi. Rời đi dược tộc về sau, tiêu viêm liền trở về tiêu phủ, chuyến này trở về, tiêu viêm cũng tiến vào tương đối cuộc sống nhàn nhã. Lúc đầu tiêu viêm dự định tiếp tục tu luyện, lại là bị chạm lão ngăn lại, tiêu viêm tăng lên đích thật là quá nhanh, chạm lão cũng sợ tiêu viêm tu luyện qua gấp, dù sao tu luyện là chuyện một sớm một chiều tiến bộ quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt đồng thời tiêu viêm bây giờ đã đột phá đến cửu tinh sở dĩ cũng không cần quá mức sốt ruột sự tình được từng bước từng bước đến tu luyện cũng là như thế tiêu viêm sắp đại hôn tin tức rất nhanh liền truyền khắp ra trận này hôn lễ có thể nói là toàn bộ đấu đế đại lục không ai không biết không người không hay cùng nhau cưới yêu tộc thánh nữ ma tộc ma hoàng thân muội nhân tộc nhân hoàng nữ nhi tin tức này vừa truyền ra toàn bộ đấu đế đại lục lập tức lại như nước sôi đồng dạng sôi trào tiêu viêm thanh danh cùng quyết đoán lập tức là chuyển khắp toàn bộ đấu đế đại lục phố lớn ngõ nhỏ tiêu viêm trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau đem thời gian định cùng 30 năm về sau chính là thiên đạo ngày tốt cũng chính là thiên địa khí vận nhất loại này hôn lễ vô luận yêu tộc ma tộc nhân tộc ai cũng sẽ không khinh thị việc này đối với tam đại thế lực đến nói chính là trong tộc trong vòng 30 năm nhất là quan trọng nhất sự tình tam tộc thời gian mười năm đều sẽ chuẩn bị trận hôn lễ này thật lớn tiêu phủ làm nam chính tự nhiên cũng là không thể hạ thấp mặt mũi trận hôn lễ này tiêu phủ chỉ sợ cũng là nghiêng tài mà ra nhưng dù sao tiêu phủ nội tình chỗ nào là những cắm rễ tại đấu đế đại lục vô số tuế nguyệt mấy thế lực lớn có thể so sánh với bất quá cũng may là tiêu phủ tại nhạc thiếu long cùng chân y hai người như thế khôn khéo mới làm ra kinh doanh dưới cũng có được không tầm thường kinh tế chứa đựng mặc dù thực lực kinh tế có thể có thể vẫn tương đối lệch yếu nhưng vốn liếng đã là không thua kém các thế lực lớn tiêu phủ trên dưới ra vào người lưu lượng cũng là trở nên càng ngày càng tấp nập mà khoảng thời gian này tiêu viêm ngược lại là lộ ra thành thơi khoái hoạt đi dạo xung quanh nơi này linh lợi nơi đó nhìn xem sau đại chiến tiêu viêm vẫn tương đối buông lỏng nhưng tiêu viêm vẫn chưa buông lỏng cảnh giác vệ hồn vương cùng đại âm kim ô viêm sau khi trốn đi tiêu viêm cũng tại bốn phía tìm hiểu tin tức của bọn hắn nhưng là dù sao vệ hồn vương là anh tử minh lão đại nghe được tin tức đều rất nhạt càng sâu tin tức chính là không thể nào biết được đối với cái này tiêu viêm ngược lại không gấp thong thả vệ hồn vương thần thông quảng đại nữa cuối cùng không phải chân chính cửu tinh mà lại một trận chiến này tiêu viêm đem hắn tổn thương không nhẹ cái này trăm năm bên trong vệ hồn vương chỉ sợ là sẽ không lại xuất hiện cho dù là xuất hiện tiêu viêm cũng hoàn toàn có nắm chắc có thể đánh bại hắn cự hy thành anh tử minh như là xác không, bất quá Tiêu Viêm cũng phái người đem coi chừng, cũng có thể thu hoạch được một hai phệ hồn vương tin tức. Tiêu Viêm khoảng thời gian này ngược lại là đi thương minh đi dạo vài lần, lần này Tiêu Viêm tâm tình ngược lại là lộ ra đặc biệt vui vẻ, to nhỏ đấu giá hội Tiêu Viêm đều sẽ đi tham gia, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đi đấu giá hội mục đích chỉ có một cái, vì chính chiến đội mình đám người tìm kiếm thích hợp tu luyện đấu kỹ, cùng cần tài nguyên tu luyện. Thanh Mộc Nhi ngược lại là như cái đuôi theo sau, tùy thời đều cùng sau lưng Tiêu Viêm cũng không nóng nảy tu luyện, cũng không nóng nảy chuẩn bị xuất giá một chuyện, hôn sự của bọn hắn, ngược lại là trong cục người đặt mình vào cảm giác ngoài cuộc. Tên nhóc lửa đảo, thanh mộc nhi đi theo tiêu viêm bên người lộ ra cùng một tiểu nữ hài đồng, vui vẻ đến nhảy nhảy nhót nhót, để luôn luôn thành thục ổn trọng tiêu viêm đều vui vẻ ra mặt, trên mặt cũng là tùy thời đều rào rạt cưng chiều tiêu dung, hạnh phúc cảm giác càng là tiện sát người bên ngoài. Mười năm, giật mình mà qua, tiêu viêm tại mười năm này bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức, mười năm bên trong chưa tiến hành tu luyện như thế để một mực siêng năng tu luyện tiêu viêm cảm giác rất là mất tự nhiên bất quá tiêu viêm cũng không có nhàn rỗi vì chiến đội chuẩn bị không ít đồ tốt một ngày này trời trong gió nhẹ tiêu phủ bên trong cũng là náo nhiệt dị thường tiêu viêm hôn lễ tuyên bố đến nay tiêu phủ cơ hồ không có thanh tính qua các loại sự tình to nhỏ rất là phức tạp mà chân y vẫn như cũ như trung tâm tiêu phủ không biết có phải hay không là bởi vì tiêu viêm tầm bổ chân ni dáng người trở nên càng thêm đầy đạn cùng mê người khí chất cũng là cảm giác tăng lên không chỉ một cấp độ càng ngày càng có cảm giác một loại nữ chủ nhân bởi vì có chân ni quản lý tiêu viêm cũng là tương đối buông lỏng đều tại vì chiến đội tu luyện chủ bị khiếu chiến từ ảnh đám người gần nhất tiến vào điên cuồng tu luyện chính bọn hắn trong lòng phi thường minh bạch nếu như bọn hắn về sau muốn đi càng xa muốn làm bạn tiêu viêm một đường đi tới bọn hắn liền phải nỗ lực càng nhiều cố gắng tiêu viêm khoảng thời gian này cũng đang vì bọn hắn tìm tới một chút thích hợp đồ tốt tu luyện bây giờ bọn hắn thực lực cũng đều lần lượt đột phá đến thất tinh sở dĩ rất nhiều đấu kỹ đều cần tăng cường cùng đổi mới nếu không trong đó lấy chiến đấu bên trong dĩ vãng đấu kỹ đã theo không kịp thực lực bọn hắn đợi đến chân chính thời điểm chiến đấu mới biết hết biện pháp lấy tốc độ cực nhanh đột phá đến cửu tinh tiêu viêm liền đối với này thấm sâu trong người thất tinh thời điểm thiên xích vô ảnh tiêu viêm còn cảm thấy đấu kỹ mạnh mẽ phi thường này mà bây giờ cửu tinh về sau chính là có vẻ hơi không còn chút sức lực nào bất quá tiêu viêm lại lần nữa đem tăng cường về sau uy lực cũng là không tầm thường mà chiến đấu bên trong lâm thời học tập thánh thiên liên tiễn đến cuối cùng cũng là làm ra mấu chốt tác dụng nhưng một trận chiến này tiêu viêm là chân chính cảm thấy đấu kỹ không còn chút sức lực nào nếu không phải là về sau ba kỳ vật bên trong học tập đến đặc thù đấu kỹ trận ác chiến này chẳng biết còn muốn tiếp tục tới khi nào có lẽ sẽ còn thất bại thảm hại sở dĩ tiêu viêm khoảng thời gian này nhìn như nhàn rỗi kỳ thật đều tại thương minh bồi hồi gặp được thánh giai đấu kỹ tỷ lệ cơ hồ là số không tiêu viêm cũng không trông cậy vào nhưng là chuẩn thánh giai ngược lại là bị tiêu viêm tìm được mấy cái đang tu luyện phong bạo mấy người bị tiêu viêm gọi vào trong đại sành khoảng thời gian này mấy người kia đều đang điên cuồng tu luyện thực lực ngược lại là đều vững chắc rất nhiều bất quá tốc độ tu luyện vẫn là không có đạt tới để tiêu viêm hài lòng tình trạng điều này cũng làm cho tiêu viêm có chút đắng buồn bực hôm nay gọi mọi người tới là cho mọi người cung cấp một chút đấu kỹ mới, đấu kỹ cũng không thể rơi xuống. Tiêu viêm nhìn xem mọi người nói, sau khi nói xong tay áo vung lên, nam đạo ngọc giản lơ lửng tại giữa không trung, mọi người xem xét trong mắt đều nổi lên tinh quang. Đấu kỹ mới, ha ha, xem ra tiêu thiếu lại vì chúng ta chuẩn bị không tệ lễ vật đâu, khiếu chiến thấy sao cởi mở lớn tiếng nói, cũng là lộ ra kích động vạn phần. Các người bây giờ cũng đều đột phá đến thất tinh, sở dĩ đấu kỹ cũng muốn tăng lên một chút, chiến đấu kế tiếp đã không còn là trước kia như vậy sở dĩ các người nhất định phải nhanh chóng trưởng thành tiêu viêm nghiêm nghị nói trận chiến đấu tiếp theo chẳng biết tại khi nào khai chiến nhưng là tiêu viêm biết vệ hồn vương một trận chiến này đối với về sau chỗ đem gặp phải chiến đấu đến nói cũng không tính tàn khốc mà tàn khốc hơn ở phía sau không chừng còn sẽ xuất hiện rất nhiều không biết ngoài ý muốn tiêu viêm không muốn mất đi bất luận kẻ nào sở dĩ đang ép mình mạnh lên thời điểm cũng phải kéo lên các huynh đệ, chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới nhiều một phần cơ hội chiến thắng. Cái kia một mảnh giống như mê hải dương màu vàng óng, nếu như Long Lân Vương nói tới không giả, trong đó hẳn là có Long tộc tồn tại, nhưng đến tột cùng phải chăng cụ thể, cũng không rõ ràng, mà tại đầu đế đại lục chân chính Long tộc tiêu viêm cũng chưa bao giờ từng thấy, bọn chúng bản thân hẳn là rất kháng cự cùng thế nhân giao lưu, sở dĩ, đối với Long tộc là địch hay bạn còn còn không rõ đối với hải dương màu vàng óng tiêu viêm cũng có chút hiếu kỳ không chỉ là vì quỷ ẩn sự tình trong lòng cũng có một loại vô hình kêu gọi thúc đẩy hắn nhất định phải đi một chuyến mà lại tiêu viêm rất muốn biết nếu như hải dương màu vàng óng thật sự có long tộc tồn tại như vậy tự nhiên cùng chúc khôn có thể hay không cũng đã đi lên đấu đế đại lục chỉ là bởi vì long tộc hạn chế để bọn hắn không cách nào cùng tiêu viêm bắt được liên lạc nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tiêu viêm phỏng đoán mặc dù tiêu viêm biết khả năng này rất nhỏ nhưng là dược lão thải lân thanh lân cùng huân nhi đều đột phá đấu đế thành công tấn thăng đến đấu đế đại lục tự nhiên cùng trúc khôn đều thuộc về long tộc lại thiên phú huyết mạch cũng không thấp cũng hẳn là có thể tấn thăng đến đấu đế đại lục bất quá còn có một loại khả năng chính là mảnh này hải dương màu vàng óng bên trong cũng không có long tộc tồn tại hiện tại cũng đều vẻn vẹn đều là tiêu viêm người chỉ suy đoán mà thôi sở dĩ tiêu viêm muốn tự mình đi xem một chút đến cùng có thần thánh phương nào chỉ có đầu tiên mới có thể đụng vào nước biển đến tột cùng ẩn giấu đi loại bí mật nào. Liên quan tới những tin tức này đoán trường đại nhật Kim Ô Viêm cùng Long Lân Vương hiểu rõ tương đối rõ ràng, tiêu viêm gần nhất cũng không tiếp tục đi qua nhiều hỏi thăm, chuẩn bị tại đại hôn về sau đang nói việc này. Tiêu viêm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới hải dương màu vàng óng sự tình, tiêu viêm cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nước biển chỉ có đấu tiên mới vừa có thể đi, đối với phong bạo bọn Hán đến nói, đấu tiên còn xa không thể chạm, liền ngay cả hôm nay tiêu viêm đột phá đến cửu tinh, cũng không xác định cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá đến đầu tiên, huống chi bọn hắn đều còn tại thất tinh sơ kỳ. Tiêu viêm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mọi người thực lực, nếu như đều có thể thuận lợi đột phá đến đầu tiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đi chuyến hải dương màu vàng óng này không chỉ có là đi vì quỷ ẩn tìm kiếm cửu chuyển niết bàn quả, còn vì mấy người bọn họ tìm kiếm một trận tạo hóa, nếu như có thể đem phong bạo bọn hắn, đều mang đến tiêu viêm luôn cảm thấy trận tiến lên sẽ có rất lớn thu hoạch bao quát đối với phong bạo bọn hắn đến nói cũng giống vậy vùng biển này tuyệt đối không đơn giản nhưng mà càng không thấy đơn giản ẩn chứa trong đó tạo hóa cũng là thường thường lớn nhất lấy hiện tại bọn hắn tốc độ tu luyện đột phá bát tinh đều là vấn đề huống chi còn có ngộ đạo sở dĩ muốn để mọi người đột phá cửu tinh thậm chí đột phá đầu tiên cái này đem được bàn bạc kỹ hơn không thể chỉ vì cái trước mắt bọn hắn đều không có tiêu viêm kinh lịch tạo hóa cho nên đối với bọn hắn đến nói, cho dù là đột phá cửu tinh đều là xa không thể chạm sự tình. Nhưng, huyết thần giới cùng đấu đế đại lục ở giữa cửu hận, một khi bộc phát, tiêu viêm một người lại như thế nào có thể ứng phó tới, cùng nó tìm kiếm giúp đỡ, không bằng bồi dưỡng bên người những huynh đệ này, thiên phú của bọn hắn, cùng thực lực cũng không tranh lệch, chỉ là kỳ ngộ thiếu chút. Tiêu viêm phân biệt đem năm đạo ngọc sản phân biệt, phân cho khiếu chiến, phong bạo, long ý, tử ảnh, nam nhĩ minh trong tay đến mức thanh mộc nhi tiêu viêm đi thương mình tham gia đấu giá hội nàng đều ở một bên sở dĩ thích hợp thanh mộc nhi đã trước thời hạn giao cho nàng nam nhĩ minh sắc mặt có chút biến hóa không chừng tiêu viêm gặp cười cười chậm rãi nói ra long lân vương chắc hẳn lại là hung hăng nói móc một phen đi không có cách đây đã là ta tìm tới tốt nhất đấu kỹ nếu như long lân vương có tốt hơn đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nam nhĩ minh nhìn xem tiêu viêm cười cười xấu hổ đúng như là tiêu viêm nói long lân vương thanh âm tại nam nhĩ minh trong đầu phi thường khinh bỉ tiêu viêm cho nam nhĩ minh cái đấu kỹ này đối với long lân vương dạng này thời kỳ viễn cổ lão quái vật xem ra những này đấu kỹ không có một cái là có thể vào pháp nhãn theo tiêu viêm long lân vương nếu như toàn tâm toàn ý đi hiệp trợ nam nhĩ minh nam nhĩ minh tốc độ tu luyện tất nhiên là trừ tiêu viêm bên ngoài nhanh nhất một cái ở đây trừ tiêu viêm bên ngoài nam nhĩ minh chính là một người khác có khả năng nhất trở thành đầu tiên Long Lân Vương cũng như hắn nói, bản thân hắn ký ức chính là một bảo tàng khổng lồ, thậm chí ngay cả ba ngàn đại đạo đều có chỗ quan sát. Nếu như Nam Nhị, mình có cơ hội đột phá cửu tinh, ngộ đạo sự tình cũng có thể tại Long Lân Vương trong trí nhớ hiểu ra. Tại mọi người quan sát xong tiêu viêm cho đấu kỹ về sau, đều hài lòng gật đầu, những đấu kỹ này, đối với tại bọn hắn đến nói, đã là tốt vô cùng. Tiêu viêm cũng là tốn không ít tiền tài mới mua, so với hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, những đầu kỹ này khẳng định không đáng nói chuyện có thể hiện nay đấu đế đại lục. tiêu viêm chỗ mua được những đầu kỹ này đã coi như là thượng đẳng mỗi cái đầu kỹ nếu như đều có thể đủ hoàn toàn hiểu ra đều có thể đạt tới chuẩn thánh giai thực lực nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian ta cho mọi người nói chính sự đi tiêu viêm quét mắt một vòng mọi người nghiêm nghị mở miệng nói mọi người nghe vậy toàn bộ đều ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm nhìn mọi người ánh mắt đều coi là tiêu viêm trong miệng nói tới chính sự là sự tình hôn lễ, bất quá tiêu viêm, mới mở miệng, mọi người tất cả đều giật mình. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, chính là đấu đế đại lục ngoại vi phiến hải dương màu vàng óng, tiêu viêm trầm giọng mở miệng nói, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều giật mình, hiếu chiến kém chút không có bị hù đem ngọc giản trong tay rơi xuống. Mọi người toàn bộ đều một mặt ngốc trệ, mà sau một khác, biểu hiện trên mặt mỗi người đều dị thường phong phú, có chút cổ quái nhìn xem tiêu viêm. Tiêu thiếu, ta có thể không nghe nhầm chứ, hải dương màu vàng óng căn bản tới gần không được khiếu chiên lớn tiếng nói đối với vùng biển kia uy lực mọi người tự nhiên đều là hiểu rõ một hai đoạn thời gian trước bị hải dương màu vàng óng nước biển ăn mòn đến địa phương không có một ngọn cỏ ngay cả nhục thể cường hãn ma thú lây dính đều ăn mòn thành xương khô tiêu thiếu ngươi không phải nói đùa sao phong bạo cũng là mở miệng nói ra quả thực không thể tin được tiêu viêm dù sao đấu đến đại lục ai cũng biết đại lục bên ngoài vùng biển kia là cấm khu không người dám đụng vào mày may. Xem ra, tiêu thiếu là có biện pháp mang bọn ta tiến vào vùng biển này rồi. Nam nhĩ, minh ngược lại là ở một bên mở miệng nói ra, cũng không có ngạc nhiên. Hiếu chiến cùng phong bạo nói tới vấn đề, tiêu viêm tự nhiên, là biết, đã tiêu viêm có thể nói loại những lời này, tất nhiên đã nghĩ đến có thể biện pháp ứng phó. Nam nhĩ, minh vừa nói như vậy, mọi người cũng là không nữa chất vấn, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tiêu viêm. Biện pháp, tạm thời không nghĩ tới, bất quá hải dương màu vàng óng chúng ta là định đi các ngươi không cần phải lo lắng chỉ cần hết sức tu luyện ta nhất định khiến mọi người đều có cơ hội đột phá cửu tinh thậm chí cao hơn đầu tiên tiêu viêm chậm rãi nói cuối cùng vài câu thời điểm mọi người nghe toàn bộ đều là chấn động trong lòng đầu tiên cái từ ngữ này là mọi người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ càng không nghĩ tới tiêu viêm lần này đi hải dương mục đích là để mọi người cấp tốc trưởng thành hải dương màu vàng óng bên trong thực lực của các ngươi vẫn là quá mức thấp, hung hiểm dị thường, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, càng là nguy hiểm. Như vậy kỳ ngộ cũng lâu càng lớn, đấu đê đại lục chỗ như vậy quá mức cản cỗi, nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, theo chúng ta biết cũng chỉ có đi phiến biển dương sấm một lần. Một giọng già nua từ Nam Nhĩ Minh trong miệng nói, giờ phút này Nam Nhĩ, Minh bộ dáng lại biến thành tóc đỏ, hiển nhiên, nói chuyện chính là Long Lân Vương. Tiêu viêm từ lâu ngờ tới suy đoán này, nhưng là, dưới mắt, hắn cũng nhất định phải đột phá đến đầu tiên mới được kể từ đó mới có thể tại hải dương màu vàng óng bên trong bảo hộ mọi người chu toàn long lân vương người cũng đã biết liên quan tới mảnh hải dương màu vàng óng một chút tin tức này tiêu viêm dò hỏi nếu như muốn nói hiểu rõ lời nói chỉ sợ cũng thuộc long lân vương cùng dung hợp tiêu viêm thể nội đại nhật kim ô viêm rõ ràng nhất chỉ có bọn hắn là kinh lịch thời kỳ viễn cổ mà tồn sống đến hiện tại bọn hắn mới là lịch sử người chứng kiến vùng biển này cực lớn đã từng đầu đế đại lục là không có vùng biển này mà bây giờ đầu đế đại lục diện tích so với viễn cổ hạo kiếp trước đó còn chưa đủ một phần hai mà bây giờ hải dương màu vàng óng tại đã từng cũng là một phiến đại lục tại đầu đế đại lục xâm lấn về sau liền mới có vùng biển này long lân vương chậm rãi nói mọi người nghe xong đều là vì đó dung một cái bây giờ đầu đế đại lục diện tích đã phi thường khổng lồ lại còn không đủ hạo kiếp trước đó một phần hai không cách nào tưởng tượng đã từng đầu đế đại lục đến tột cùng là hạng nào phồn hoa cùng khổng lồ trình độ để huyết thần giới đều kinh kỵ vì vậy mới đưa tới họa sát phạt bên trong vùng biển này nếu như ta không có đoán sai hẳn là phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục nếu như có thể thu được đối với các người đến nói kia cũng là thiên đại tạo hóa long lân vương thanh âm run run lọt vào tai để tâm thần của mọi người cũng theo đó chấn động cùng hưng phấn lên long lân vương sau khi nói xong cũng là triệt để xác nhận tiêu viêm suy đoán mặc dù tiêu viêm cũng không rõ ràng trong hải dương phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục sở dĩ long lân vương cho tiêu viêm tin tức này có thể nói là phi thường trọng yếu phong tồn viễn cổ hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục quả thật như thế sao tiêu viêm trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe tiêu vô thiên cho hắn nhìn qua hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục phồn hoa trình độ để tiêu viêm cũng vì đó cảm thán nếu quả thật như long lân vương nói thu hoạch được đã từng đấu đế đại lục bên trên một chút tạo hóa đó cũng là cực tốt xác thực như thế chỉ là không biết tuế nguyệt thấm thoát những di tích này phải trang chịu được nước biển ăn mòn trong hải dương di tích còn ở đó hay không vậy liền thực sự nhìn vận khí của các người long lân vương lại lần nữa nói tiêu viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu thời gian sáng lập hết thảy cũng hủy diệt hết thảy hạo kiếp đến nay đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng cho dù là nước biển phía dưới là đã từng đầu đế đại lục cái kia cũng rất khó kiên trì thời gian lâu như vậy bất kể như thế nào chuyến này đáng giá đi sông vào một lần chỉ là như thế nào đi đối với tại bọn hắn hiện tại đến nói ngược lại là một một vấn đề khó giải quyết tiêu viêm bắt lộ ra vẻ suy tư nếu như gấp rút tu luyện đột phá đầu tiên đối với tiêu viêm đến nói cũng là vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian nhưng đối với mọi người tới nói trong thời gian ngắn vậy dĩ nhiên là không thể nào sở dĩ nhất định phải nghĩ đến một vòng toàn biện pháp có thể đem mọi người cũng cùng nhau đưa vào đáy biển lấy người thực lực bây giờ muốn đi hải dương màu vòng óng đều vẫn còn tồn tại vấn đề khó long lân vương lắc đầu nói nước biển lực ăn mòn nếu không phải thực lực đầu tiên, ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Long Lân Vương cảm thấy đàm luận vấn đề này còn hơi sớm, tiêu viêm cũng đang suy tư chuyện này. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, mọi người hiện tại hết sức tu luyện liền có thể, chỉ sợ tại đi hải dương màu vàng óng trước đó, cùng phệ hồn vương, còn có một cuộc ác chiến. Không đem cái mầm tai vạ giải quyết triệt đề này, trong lòng ta khó có thể bình an. Tiêu viêm nói, phệ hồn vương chưa trừ diệt, tiêu viêm cũng không dám đi xa. Mặc dù phệ hồn vương lần này bị hắn trọng thương lấy vệ hồn vương thủ đoạn cùng vệ hồn vương trong tay có xếp hạng thứ ba quỷ linh dẫn hồn u linh không biết vệ hồn vương lại sẽ làm ra cái gì vệ hồn vương chưa trừ diệt tiêu viêm cũng không sẽ rời đi đấu đế đại lục tất lại còn có nhiều như vậy thế lực cùng tiêu viêm làm bận tâm đám người không thể đem bọn hắn đến mức không biết trong nguy hiểm mọi người cũng đều nhao nhao gật gật đầu vệ hồn vương đích thật là một vấn đề tất cả mọi người là biết được hắn chỗ chưa trừ diệt tất thành họa lớn tốt mọi người tất cả giải tán đi các ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể những chuyện khác đều không cần quan tâm tiêu viêm phất phất tay mọi người mới chậm rãi tán đi chờ mọi người sau khi rời đi tiêu viêm ngược lại là trong phủ đi dạo vài vòng bỗng nhiên nhìn thấy có đan kiếp lấp lóe tiêu viêm sững sờ lập tức liền đoán được cái đan kiếp này tất nhiên đến từ lãng thiên tiêu viêm liền đi qua nhìn nhìn tiêu viêm đánh giá cái đan kiếp này chính là đế chi lục phẩm long ý vừa rời đi đại sành chính là đi tới lãng thiên nơi này Thân ảnh cũng là lơ lửng giữa không trung, đem đan kiếp lôi đình toàn bộ đều hút hết, đến gần đan thất, Lãng Thiên cùng Cầu Cầu đều ở trong đó. Lãng Thiên trong tay vừa vặn cầm lấy một viên đế chi lục phẩm đan dược, một bên Cầu Cầu liền nhảy nhót, hưng phấn không thôi, nước bọt đều chảy ra, con mắt gắt cao nhìn xem Lãng Thiên trong tay đan dược. Lãng Thiên nhìn xem Cầu Cầu dáng vẻ đáng thương, cười khổ một cái, liền đút cho Cầu Cầu. Mà Cầu Cầu khí tức trên thân, thình lình đã tăng lên tới lục tinh đấu đế. Tiêu viêm thấy thế hơi kinh ngạc, cầu cầu trước đây không lâu mới là ngũ tinh, bây giờ đã tăng lên tới lục tinh. Loại tốc độ này đã tương đương cấp tốc, chiếu tốc độ như vậy, có lẽ thật sẽ như phong linh tử nói, sau khi thành niên liền có thể đạt tới thực lực bát tinh đỉnh phong. Lãng thiên nghe tiếng, nhìn thấy chậm rãi đi tới tiêu viêm, lập tức chắp tay ôm quyền. Tiêu thiếu, lãng thiên cũng là có đoạn thời gian không có nhìn thấy tiêu viêm, hắn trở ngại, một mực điên cuồng luyện chế đan dược, đối với thế sự cơ hồ, Đều là chẳng quan tâm Gian phòng bên trong vẫn chưa nhìn thấy Có bày ra đan dược bình ngọc Cũng không cần nghĩ Lãng thiên luyện chế đan dược đều bị cầu cầu thôn phệ Bằng không thì cầu cầu thực lực Cũng không có khả năng tinh tiến nhanh như vậy Đã đế chi lục phẩm sao Tiêu viêm cười hỏi Lãng thiên gật gật đầu Hai người nói chuyện ở giữa Trong phòng một đạo kiều mị hình bóng chậm rãi mà ra Nhìn xem tiêu viêm khẽ không người hành lễ Hòa ly như thế nào Tại tiêu phủ còn ở quen sao đạo thân ảnh này chính là hỏa ly bây giờ đan điện đã diệt tiêu viêm cũng sớm đem hỏa ly an trí tại tiêu phủ bên trong nhờ phúc ngài hết thảy mạnh khỏe tạ phủ chủ khoản đãi hỏa ly nói cảm tạ tiêu viêm cũng không có quá nhiều lời nói mỉm cười gật đầu hỏa ly ngừng đầu nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt bên trong có chút gợn sóng chi ý tiêu viêm cũng tự nhiên biết hỏa ly trong lòng đam chiêu chết rồi tiêu viêm đơn giản hai chữ không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra hai chữ này thời điểm hỏa ly trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau thương nhưng nếu không phải đại trưởng lão nàng cũng không có khả năng sống đến đến nay hỏa ly nhẹ giọng trả lời trong mắt vẫn là khó mà che giấu thương tâm chi sắc lãng thiên ngược lại nghe không hiểu hai người nói cái gì hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú về sau ngươi liền lưu tại tiêu phủ đi cùng lãng thiên cùng nhau luyện dược tu hành cũng là chuyện tốt một kiện dù sao đan ma tộc người bây giờ vẫn còn tồn tại thế đã lác đác không có mấy các ngươi cũng coi là huyết mạch chuyển lại tiêu viêm chậm rãi nói hắn hy vọng hòa ly có thể quên mất đại trưởng lão có thể tiêu viêm cũng biết ký ức chính là như thế như ngươi nghĩ tận lực đi quên mất một số người hoặc sự tình kỳ thật ngươi sẽ chỉ đem đoạn ký ức này càng thêm kiên cố phong tồn hy vọng thời gian có thể cải biến hết thảy cầu cầu đàn kiếp ta lại hấp thu lòng ý âm thanh âm vang lên từ bên ngoài tiến đến đối với cầu cầu cười nói bộ sáng ngược lại là có vẻ hơi thẹn thùng tiêu viêm thay thế ngược lại là lông mày nhớn lên bất quá tưởng tượng long ý cùng cầu cầu hai cái mặc dù đều là trời sinh linh vật có thể chủng tộc kinh ngạc vẫn là rất lớn cũng không khả năng cầu cầu nhảy nhót tại long ý bên người nhảy tới nhảy lui nhìn cũng là thật cao hứng tựa hồ cũng đối long ý tràn đầy hào cảm lãng thiên bọn hắn nhiều như vậy lâu rồi tiêu viêm quay đầu hướng lãng thiên nhỏ giọng hỏi lãng thiên nhìn xem long ý thân mật cùng cầu cầu nhỏ giọng nói với tiêu viêm từ khi tiêu thiếu từ đan điện trở về long ý đều ở nơi này cùng cầu cầu chơi đùa lãng thiên nói xong tiêu viêm trên mặt nổi lên tiếu dung xem ra long ý cũng là trưởng thành loại chuyện này tiêu viêm cũng không tốt nói chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa vượt qua chủng tộc luyến cái này cũng không phải không có khả năng tốt các người tiếp tục tu luyện đi ta đi tiêu viêm nói xong chào hỏi liền về tới trụ sở của mình nghỉ dưỡng sức mười năm đối với đấu đế đến nói thời gian mười năm nhoáng một cái tức thì khoảng thời gian này tiêu viêm không có tu luyện trong lòng cũng là khó trách thụ tiêu viêm bây giờ là thật không khống chế nổi bởi vì cho dù là đột phá cửu tinh hắn vẫn đối với mình không đủ hài lòng thế nào tiểu tử dạng này liền không chịu ngồi yên rồi chạm lão nhìn tiêu viêm không chịu nổi tính tình liền mở miệng dò hỏi ừm về sau chiến đấu có thể sẽ càng thêm khó khăn lại nói khoảng thời gian này không có tu luyện cảm giác toàn thân khó chịu tiêu viêm gãy đầu một cái cười khổ nói tiểu tử ngươi ngược lại là tu luyện loại này khô khan sự tình đối với ngươi mà nói ngược lại tựa như là một kiện dị thường chuyện thú vị chạm lão cũng là có chút bất đắc dĩ tiêu viêm cũng là cười hắc hắc không thể phủ nhận tiêu viêm thân hình lóe lên biến mất tại trong phòng tiến vào từ thần hư linh tháp bên trong tầng thứ ba chính là công pháp chạm lão nói tiêu viêm bây giờ đã có thể tiến vào từ thần hư linh tháp tầng thứ tư chạm lão ta có thể tiến vào tầng thứ tư sao tiêu viêm vẫn còn có chút lo nghĩ từ thần hư linh tháp đến nay như thế tiêu viêm biết đến cũng không nhiều đối với tử thần hư linh tháp cũng hết sức tò mò trạm lão không lên tiếng tiêu viêm cũng vào không được tầng tiếp theo có thể là có thể bất quá ngươi được có chuẩn bị tâm lý cái tầng thứ tư này tên là hư vô mộng ảo lại giống như chân thực không có thời gian chiều không gian càng chuẩn xác mà nói tầng thứ tư có thể tạo nên mộng cảnh trạm lão chậm rãi giải thích nói tạo nên mộng cảnh tiêu viêm có chút không hiểu tạo nên mộng cảnh có ý nghĩa gì đúng tạo nên mộng cảnh tạo nên mộng cảnh cũng không phải là hoàn toàn hư cấu mà là dùng mộng cảnh phương thức trợ giúp người tái diễn chạm lão gần đầu nói tiêu viêm mắt lộ ra suy tư nhưng đều vẫn là chưa từng hoàn toàn minh bạch ý là có thể tái diễn một chút ta chưa từng biết hoặc là trải qua đi trái lại đi qua tiêu viêm nghi ngờ nói chạm lão trầm ngâm một chút không hẳn vậy tạo nên mộng cảnh cần kiếp nổ nếu như trống rỗng đi tạo nên tự nhiên là không thể bất quá chỉ cần có cây liền có thể suy tính ra càng mạnh khả năng lấy mộng cảnh phương thức sinh ra từ đó để người học tập chạm lão lại lần nữa nói sau khi nói xong tiêu viêm trong mắt lập tức như rực liệt viêm dương giờ phút này xem như minh bạch chạm lão trước đó nói một câu nói tiến vào tầng thứ tư tiêu viêm cơ hồ liền không cần đấu kỹ khác nói như vậy tin như ngươi hiện tại học được đấu kỹ thì triển đi ra vẻn vẹn nó bản thân thực lực một phần hai còn có một nửa khác là ngươi không cách nào hiểu ra cùng làm được mà tầng thứ tư hư vô mộng cảnh thì là có khả năng giúp ngươi đem đây không có khả năng một phần hai lấy mộng cảnh phương thức giúp ngươi tạo nên từ đó tại trong hiện thực thi triển đi ra lời giải thích này có thể tính minh bạch rồi chạm lão lại lần nữa nói tiêu viêm nghe xong giờ phút này càng là hưng phấn có thể đem một cái đấu kỹ phát triển đến cực hạn vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào tiêu viêm trước đó học qua đấu kỹ có rất nhiều hắn đều dùng thuận buồm xuôi gió nhưng theo thời gian tăng trưởng thực lực tăng lên rất nhiều đấu kỹ không thể không bị đào thải, nếu như hư vô mộng cảnh có thể làm được đấu kỹ phát triển cùng càng thêm đầy đủ khai phát, như vậy, trước đó bị đào thải đấu kỹ, có lẽ sẽ bị một lần nữa nhặt lên, mà lại có thể tăng lên tới một cái độ cao mới, nhưng ý sai kia, thế giai công pháp, cũng có thể tại tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong tăng lên tới chuẩn thánh giai hoặc là thánh giai, mà thánh giai công pháp thì có lẽ có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, đó chính là vực giai. Trạm lão nói tới chỗ này Tiêu Viêm đã đối với tử thần hư linh tháp tầng thứ tư tràn đầy hứng thú không kịp chờ đợi liền hướng về tầng thứ tư bước nhanh mà đi người trước nếm thử một chút đề giải đấu kỹ hư vô mộng ảo đối với linh hồn tiêu hao rất nhiều vừa khi mà đi đừng thương tới linh hồn chạm lão nhắc nhở tiêu viêm gật gật đầu liền cũng không quay đầu lại tiến vào tầng thứ tư vừa tiến vào tầng thứ tư trước mắt bỗng nhiên thay đổi quang hòa lấp lóe lóa mắt tinh thần cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo tiêu viêm lập tức ngồi xếp bằng mà xuống trong lòng do dự một chút tiêu viêm liền lựa chọn đã gần như sắp muốn quên lãng đấu kỹ tại thiên tạo hóa trường như thế tại đấu khí đại lục từng dùng đấu kỹ không biết hư vô mộng ảo bên trong có thể tăng lên tới loại tình trạng nào tiêu viêm rất là hiếu kỳ theo tiêu viêm ý niệm linh hồn cảm giác đột nhiên bị hấp giả trước mắt xuất hiện một mảnh mười phần chân thực thế giới mà tại tiêu viêm trước mặt xuất hiện một đạo hắc ảnh toàn thân đen nhánh ngũ quan có chút mơ hồ như nhìn kỹ lại cái ngũ quan này cùng tiêu viêm giống nhau đến mấy phần bóng đen này cũng là tiêu viêm mở đất ảnh mà bóng đen ngay tại tiêu viêm trước mặt bắt đầu thi triển đại thiên tạo hóa trường một chiêu một thức tiêu viêm con mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen lần thứ nhất cùng tiêu viêm thi triển cơ hồ không khác tiêu viêm xem xét ngay lúc đó đại thiên tạo hóa trường đặt ở hiện tại đến xem thật là không đáng giá nhắc tới chỉ sợ còn không có tiêu viêm chống rỗng vung ra một trường uy lực lớn bóng đen lần thứ nhất thi triển xong có chút dừng lại một chút lại lần nữa bắt đầu thi triển ra lần này tiêu viêm lập tức là mở to hai mắt nhìn bóng đen chỗ thi triển đi ra đại thiên tạo hóa trường dĩ nhiên cùng mình học tập đã xuất hiện khác biệt bàn tay ngưng tụ mà ra mà bàn tay giống như chân thực liền ngay cả trong lòng bàn tay đường vân đều sinh động như thật tiêu viêm nhìn xem một trường này ẩm vang rơi xuống cái này cái biến biên độ tương đương lớn nhưng cũng có thể cảm nhận được đại thiên tạo hóa trường bản thân ý cảnh là một loại kế thừa cùng phát triển nguyên lai like đại thiên tạo hóa trưởng lại còn có thể như thế thi triển tiêu viêm tán thán nói bóng đen lần thứ hai thi triển đi ra đại thiên tạo hóa trưởng đã vượt qua thiên giai tiêu chuẩn tấn thăng đến ý giai tiêu chuẩn lần thứ hai thi triển xong bóng đen lại lần nữa dừng lại một chút lại lần nữa thi triển lần thứ ba tiêu viêm càng xem đôi mắt càng là sáng tỏ như xí dương bóng đen cứ như vậy một lần lại một lần mà mỗi một lượt đều mạnh hơn lần trước càng thêm hoàn chỉnh cứ như vậy tiêu viêm nhìn chằm chằm bóng đen Thi triển không biết bao nhiêu lượt đại thiên tạo hóa trường cho đến bóng đen thân ảnh có chút phiêu hốt giống như hồ đã đến cực hạn không cách nào lại độ thi triển mới ngừng lại được giờ phút này tiêu viêm trên mặt lộ ra không thể tin đứng người lên tay hình thay đổi lòng bàn tay đối với bầu trời giống vừa rồi bóng đen thi triển ra đại thiên tạo hóa trường đồng dạng đại thiên tạo hóa trường thác ấn thương thiên đoạt hình mô phỏng hình nguyên lai like. đây mới là đại thiên tạo hóa trường tiêu viêm trong miệng hưng phấn hô nơi này là mộng cảnh tiêu viêm động tác cũng là ở trong giấc mộng thi triển bất quá mộng cảnh này lại là tại chân thực cùng mộng ở giữa tiêu viêm ở đây học được cùng thi triển y nguyên có thể mang đến ngoại giới trong hiện thực dựa theo tiêu viêm đánh giá nếu như có thể tiếp tục thi triển xuống dưới đại thiên tạo hóa trưởng nói không chừng đều có thể tại hư vô mộng ảo bên trong đà tứ chuẩn thánh giai hoặc là thánh giai đấu kỹ từ thần hư linh tháp tổng cộng có 22 tầng bây giờ mới là tầng thứ tư phía sau hẳn là cũng sẽ không để người thất vọng Trạm lão nhìn xem mừng rỡ Tiêu Viêm, khẽ cười nói, Tiêu Viêm trong lòng cũng là kích động vạn phần. Ngẫm lại đây cũng là khủng bố như vậy, chỉ tới tầng thứ tư cái này uy lực đều nghịch thiên, đằng sau còn có 18 tầng, Tiêu Viêm thậm chí cũng không dám tưởng tượng phía sau 18 tầng đến tột cùng sẽ có loại nào biến thái đồ vật chờ đợi hắn đi mở mang. Tiểu tử ngươi cũng phải khống chế một chút, mặc dù cái này có thể tăng lên đấu kỹ phẩm cấp, nhưng cũng là căn cứ ngươi thực lực bản thân mà đến, nếu như ngươi không thể thừa nhận, như vậy hư vô mộng ảo cũng vô pháp thi triển mà ra trạm lão nói đối với tiêu viêm hắn vậy là đủ dài rồi quả thực một cái tu luyện cuồng ma nếu là không hơi dặn dò một chút chỉ sợ tiêu viêm có thể đem hắn đã từng học tập đấu kỹ đều tăng lên mấy lần tiêu viêm nhẹ gật đầu tăng lên một cái đại thiên tạo hóa trưởng đều cảm thấy mỏi mệt giống thiên ảnh vô xích đã đến thánh giai thực lực đấu kỹ chỉ sợ cũng tạm thời không cách nào tăng lên tiêu viêm cũng không nóng nảy nếu như có thể nói thêm thăng mấy cái đấu kỹ đến chuẩn thánh giai cùng thánh giai kia đối với về sau chiến đấu đều là trợ giúp thật lớn biết từ thần hư linh tháp tầng thứ tư cách dùng về sau tiêu viêm khoảng thời gian này cơ hồ toàn bộ đều đợi tại hư vô bên trong giấc mộng dùng đan dược không ngừng bổ sung linh hồn chi lực sau đó lại độ tăng lên đại thiên tạo hóa trưởng tại hư vô mộng áo bóng đen bên trên một lần một lần tái diễn thi triển cuối cùng thi triển đi ra uy lực trừng chuẩn thánh giai tiêu viêm cũng là thỏa mãn gật đầu còn như vậy tiếp lấy xuống dưới tiêu viêm tin tưởng đại thiên tạo hóa trưởng nhất định có thể đạt tới thánh giai. Còn có ba cái thiên giai đấu kỹ, cũng coi là không tệ, hoàng tuyền chỉ, hoàng tuyền trưởng cùng hoàng tuyền thiên nộ, nhìn xem có thể đem bọn họ tăng lên tới một cái dạng gì độ cao. Tiêu viêm nói xong, lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, bóng đen đem đấu kỹ chậm rãi Thì triển ra, tiêu viêm thì là nhìn chòng chọc vào bóng đen, mỗi một lượt tiêu viêm cũng có thể cảm giác được kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, đều có lĩnh ngộ mới. Bóng đen thật đem những đấu kỹ đào thải một lần nữa để cao đến một tầng thứ mới. Bất trí bất giác, tiêu viêm tại trong tháp thế mà ngây người 10 năm, thời gian 10 năm quá mức ngắn ngủi. 10 năm này, tiêu viêm tại tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ để thăng bốn cái đấu kỹ. bốn cái đấu kỹ đều là tiêu viêm trên đấu khí đại lục dùng thiên giai đấu kỹ. Đại thiên tạo hóa trường đã miễn cưỡng đạt đến thánh giai. Hoàng tuyền chỉ thế giai cao cấp. Hoàng tuyền trưởng chuẩn thánh giai. Hoàng tuyền thiên nộ, sóng âm đấu kỹ, từng là thiên giai cao cấp đấu kỹ, tăng lên tới thánh giai tiêu viêm mấy năm này thành tích nổi bật từ chỉ có hai cái đấu kỹ thiên ảnh vô xích cùng thánh thiên liên tiễn tăng đến sáu cái thực chiến hiệu quả rất không tệ đấu kỹ thánh giai đấu kỹ coi như có bốn cái tăng lên đại thiên tạo hóa trưởng cùng hoàng tuyền thiên nộ còn có thời gian mười năm tiêu viêm đình chỉ tu luyện từ tử thần hư linh tháp bên trong ra một mở cửa phòng tiêu viêm giật mình tiêu phủ hoàn toàn đại biến dạng toàn bộ tiêu phủ đều dán đầy thật to chữ hỷ phúc thiếp treo đầy lớn đèn lồng đỏ đem tiêu phủ chiếu dọi ra một mảnh vui mừng chi sắc. Trong phủ, thậm chí ngay cả cây cối đều bị đổi, nhưng đổi mới hoàn toàn, mảng lớn màu đỏ lá cây, ngay cả trong hồ cái bóng đều là một mảnh màu đỏ chót, tiêu viêm có chút bất đắc dĩ, xem chừng hẳn là chân ni an bài, dạng này đem tiêu phủ trang trí một phen, hoàn toàn chính xác có một loại nồng đậm vui mừng cảm giác. Tiêu viêm đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy chân ni còn tại an bài mọi người không ngừng sửa sang lấy tiêu phủ, tiêu kỳ cũng ở một bên, không ngừng rất vẻ hiếu kỳ trong mắt ngược lại là có chút thất lạc cảm giác. Lúc trước nàng cùng tiêu viêm thành thân so với bây giờ, thật là keo kiệt đến cực điểm. Nữ nhân ganh đua so sánh tâm cho dù không là cố ý, trong tiềm thức chắc chắn sẽ có một chút. Chân ni, kỳ nhi, đều vẫn thuận lợi chứ. Tiêu viêm đến gần, giờ lên đầu tiêu kỳ mà cười nói. Hết thảy thuận lợi, thiệp cưới đều phát ra, riêng thiệp cưới này, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc thân bằng hảo hữu, danh sách đều qua mấy vạn, cự hy thành liền vượt qua hơn phân nửa thế lực tham gia nếu như trên thêm cự hy thành bên ngoài thế lực đều đến cự hy thành chỉ sợ muốn đem toàn bộ cự hy thành đều muốn bày xuống thịnh yến mới đủ trần Nhi chậm rãi nói sau khi nói xong tiêu viêm cũng là cả kinh không nghĩ tới lần này hôn lễ đến chúc mừng người đạt đến như thế khổng lồ số lượng tiêu viêm nghe xong khẽ cho mày sớm biết liền điệu thấp hoàn thành hôn lễ lần này có thể khó làm tiêu viêm cười khổ tới tham gia hôn lễ nhân số đánh giá đem có số hơn trăm vạn loại khổng lồ nhân số này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Không khó xử lý, ta đều đã an bài thích hợp, nhân tộc bên cạnh cha ta sẽ an bài, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc cũng là tự hành an bài, phân công, ba cái thế lực phân xuống tới cũng không phải rất nhiều, cũng đều là trong phạm vi chịu được. Đối với nữ nhân mà nói, hôn lễ càng long trọng, các nàng càng là vui vẻ, phảng phất các nàng ngay tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, tiêu viêm là lang quân các nàng, loại này kiêu ngạo, cả đời một lần. Người cũng chú ý nghỉ ngơi cùng điều dưỡng thân thể, đem sự tình đều giao cho nhạc thiếu long đi làm đi, dù sao, ngươi cũng là tân nương đừng mệt mỏi. Tiêu viêm ôm chân ni thân mật nói, chân ni bị tiêu viêm vừa kéo, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, có chút nhẹ gật đầu. Nói xong, tiêu viêm đem ánh mắt nhìn về phía tiêu kỳ. Kỳ nhi, chờ hôn lễ về sau, ta cũng giúp ngươi tu luyện, gần nhất ngươi ở trong tộc hảo hảo đi dạo một cái đi, hôn lễ này quy mô thực sự quá lớn, ngươi phải chú ý an toàn. Tiêu Viêm cũng là nhạy giọng đối với Tiêu Kỳ giận dò. Tiêu Kỳ cũng là cười gật gật đầu. Nàng biết Tiêu Viêm rất ưu tú, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn độc chiếm một phần tình cảm, có thể làm bạn tại Tiêu Viêm bên người đã đủ. Tiêu Phủ sự tình ngược lại là không đáng để lo. Có chân ni cùng nhạc thiếu long chủ trì, hôn sự không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm ngược lại là không yên lòng tam tộc khác, liên lại nhất nhất thăm viếng một phen nhân tộc, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc giờ phút này đều gióng trống khua chương xử lý các tộc đều trang trí một mảnh vui mừng từ đồ ăn đến rượu đều cần đại lượng chuẩn bị các tộc đều tại gấp rút xác định đều không có vấn đề tiêu viêm mới thoáng yên tâm thanh mộc nhi cùng thanh lân đều không có ra cửa thanh mộc nhi tại huyết ma bộ tộc thanh lân tại yêu tộc riêng phần mình đều chuẩn bị đồ cưới duy chỉ có chân ni lại một mực lại vì tiêu viêm xử lý lấy tiêu phủ bên trong sự tình như thế để tiêu viêm có chút đau lòng chân ni tiêu viêm huyền lập tại cự hy thành phía trên thật lớn thành thị tọa lạc trên phiến đại điện này cho dù là ở trên không đều có thể nghe thấy huyền náo tiếng người nhìn xem đường đi như nước chảy đám người tiêu viêm cũng hơi cảm thán trong đầu ngược lại là có chút tơ vương đấu khí đại lục hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn thời điểm ra đi trung châu đang dần dần đi hướng phồn hoa mà dù sao sau đại chiến tan hoang sơ xác mặc kệ đúng kinh tế bên trên vẫn là cuộc sống của mọi người bên trên đều cần đại lượng thời gian đi đền bù cũng không biết, đấu khí đại lục hiện tại biến thành cái bộ dáng gì, Tiêu Viêm ánh mắt phiêu hốt mê ly, nhìn xem phồn hoa cự hy thành để hắn xúc cảnh sinh tình, nhớ tới đấu khí đại lục Trung Châu, còn nghĩ tới những người kia, những sự tình kia. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm chắc hẳn thực lực đều không thấp, được đại tạo hóa, chỉ sợ trên đấu khí đại lục cũng có biến cho nên, Tiêu Huyền tiên tổ cũng không biết phải chăng là mạnh khỏe, Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người đều bái đà xá cổ đế nhị ca thanh chỉ vi sư đây chính là người không tầm thường đại năng cũng không biết tiêu tiêu cùng tiêu lâm bây giờ phát triển đến trình độ nào tiêu huyền phục sinh về sau chính là truyền tống về đấu khí đại lục dựa theo tiêu viêm suy tính tiêu huyền hẳn là cũng sớm đã đột phá đấu đế hẳn là cũng có thể tới đến đấu đế đại lục nhưng vì sao còn không nghe thấy tin tức tiêu huyền đây không phải là trên đấu khí đại lục xảy ra chuyện gì để hắn không cách nào bứt ra rời đi theo suy tư tiêu viêm trong lòng nghi hoặc càng nhiều càng thêm hy vọng đột phá đấu tiên nhất định muốn trở về đấu khí đại lục nhìn một chút chỉ có nhìn thấy thân nhân của mình bình an tiêu viêm mới có thể đem cái này tâm cho buông ra tiêu viêm ngay tại tiêu viêm vẫn còn nhớ thời điểm chợt nghe một thanh âm chợt tiêu viêm thân hình liền biến mất ở nguyên địa đi tới một chỗ đỉnh viện trong viện ngồi một cái lão giả nhách nước trà thấy lão giả tiêu viêm cũng không có ngoài ý muốn lão giả này chính là đấu đế đại lục thủ hộ thần tiêu vô thiên tiêu viêm cũng là cảm thán đấu đế đại lục thủ hộ thần tiêu vô thiên danh tự dĩ nhiên cùng tiên tổ mình một cái tên ngược lại là có chút trùng hợp tiền bối tìm ta có chuyện gì tiêu viêm đến gần ôm quyền hành lễ tiêu vô thiên phất phất tay ra hiệu tiêu viêm ngồi trước tiêu viêm xem ra đấu đế đại lục lại muốn bắt đầu dung chuyển ta có thể cảm nhận được một đạo khí tức đang từ hư vô hải bên trong cấp tốc hướng đấu đế đại lục tới gần tiêu vô thiên nhấp một miếng trà chậm rãi nói với tiêu viêm tiêu viêm nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người hướng đấu đế đại lục tới gần hư vô hải mong rằng tiền bối giải thích một chút tiêu viêm còn là lần đầu tiên nghe được hư vô hải cái từ ngữ này hoàn toàn không biết nguyên cớ nói như vậy toàn bộ thế giới đưa chúng nó so sánh biển cả mà đấu đế đại lục mảnh giới không này vẻn vẹn chỉ là mảnh trong biển rộng một cái hòn đảo nếu như muốn từ một cái giới không xuyên qua đến một cái giới không khác thì cần phải xuyên qua hư vô hải người có thể minh bạch tiêu vô thiên giải thích nói tiêu viêm nghe vậy gật gật đầu tiền bối cái gì khí tức ở cạnh gần đấu đế đại lục tiêu viêm hỏi sự tình trọng điểm đã tiêu vô thiên đem hắn gọi đến tất nhiên cũng không phải là việc nhỏ cụ thể phương vị là từ hư vô hải phương bắc mà đến cách chúng ta đấu đế đại lục khoảng cách cũng không tính xa đánh giá sờ một chút đại khái 500 năm liền sẽ đến đấu đế đại lục tiêu vô thiên chậm rãi nói trên mặt cũng có vẻ mặt ngưng trọng hư vô hải phương bắc là cái giới không nào tiêu viêm hỏi tiêu vô thiên do dự một chút chậm rãi ngẩng đầu dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm hư vô hải phía chính bắc cách chúng ta cách đó không xa chính là huyết thần giới nhưng hiện tại còn không xác định đạo khí tức có phải hay không từ huyết thần giới mà đến bất quá chỉ cần là kẻ ngoại lai đều không thiện mà bây giờ đấu đế đại lục căn bản chịu không được kẻ ngoại lai xâm nhập sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tiêu vô thiên trịnh trọng nói tiêu viêm nghe vậy cũng rơi vào trầm tư bây giờ thực lực của hắn cũng bất quá cửu tinh khoảng cách đầu tiên đều còn cách một đoạn đối với kẻ ngoại lai thực lực còn không rõ ràng huống chi cũng không biết người đấy là dụng ý gì đều vẫn chưa biết được như thế nào ngăn cản tiền bối có biện pháp nào có thể ngăn cản sao bằng vào ta thực lực bây giờ tại đấu đế đại lục coi như đỉnh tiêm nhưng chỉ sợ cùng ngoại giới so ra giống như sâu kiến bên ngoài dài đến tột cùng là loại cảnh tượng nào ta đều không cách nào tưởng tượng tiêu viêm nói cửu tinh đấu đế thực lực cùng ngoại giới so ra hoàn toàn chính xác có thể nói vẻn vẹn như sâu kiến không chịu nổi một kích cũng không rõ ràng thực lực của đối phương bất quá có thể xuyên qua tại hư vô hải bên trong tự nhiên không phải sẽ không quá kém thực lực chí ít cũng tại đấu đế phía trên tiêu vô thiên lắc đầu ánh mắt lộ ra lo nghĩ vì sao tiêu viêm hỏi tiêu vô thiên thân là đấu đế đại lục thủ hộ thần thực lực tiêu viêm mặc dù không rõ lắm nhưng là cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại thực lực chí ít cũng là đầu tiên bây giờ đấu đế đại lục có thể xuất thủ ngăn cản chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được Hôm nay tới đây khí tức ta không xác định có phải hay không đến từ Huyết Thần Giới, ta lo lắng nhất chính là Huyết Thần Giới cảm ứng được ngươi tồn tại, bất quá theo đạo lý đến nói, cũng không khả năng. Bây giờ đấu đế đại lục cơ hồ, như là phế tích, thực lực bậc thấp, đã hoàn toàn uy hiếp không được nó chung đẳng giới không địa vị, sở dĩ coi như đấu đế đại lục có người đột phá đầu tiên, Huyết Thần Giới cũng chẳng lẽ coi trọng. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, đối với Huyết Thần Giới, Tiêu Viêm cũng là có càng thêm nhận biết huyết thần giới thực lực so đỉnh phong thời kỳ đấu đế đại lục đều còn mạnh hơn như vậy trong đó liền tất nhiên có đấu tiên thậm chí còn có đấu tiên phía trên tồn tại nếu như tiêu viêm nghĩ bảo hộ đấu đế đại lục hoặc là về sau hướng huyết thần giới báo thù chỉ sợ con đường này còn rất dài vô cùng tiền bối ý tứ nếu như người xuất thủ ngăn cản liền sẽ khiến huyết thần giới kiên kỵ bây giờ đấu đế đại lục huyết thần giới tùy tiện đến một chút đấu tiên thực lực đều có thể nhẹ nhõm đem diệt tận xuất thủ ngăn cản cũng không phải không xuất thủ cũng không phải tiêu viêm thầm móng một tiếng tình huống hiện tại còn nhất định phải đối với đạo khí tức tất cung tất kính không người như người đến thật sự là huyết thần giới nếu là chọc giận tai họa thì là toàn bộ đấu đế đại lục như vậy đấu đế đại lục chỉ sợ lại không thời gian xoay sở tình huống bây giờ khẩn cấp 500 năm phi thường ngắn ngủi cho dù ngươi tại trong vòng 500 năm đột phá tới đầu tiên chỉ sợ cũng khó lấy là địch coi như ngươi có thể chiến thắng cũng không dám cắt xuất chiến huyết thần giới không phải hiện tại đầu đế đại lục có thể gây tiêu vô thiên cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ đến cực điểm chiếu tiền bối thuyết pháp chúng ta chỉ có một mực cung kính nghênh đón người này tận lực biểu hiện thấp có lẽ hắn sẽ không làm chuyện khó khăn gì tiêu viêm nói đã hiện tại đánh không lại vậy cũng chỉ có nhẫn quân tử báo thù 10 năm không muộn nếu không tạm thời giấu tài đem tất sẽ đưa tới huyết tẩy bất quá ngược lại là còn có nhất pháp giờ phút này khoảng cách đạo khí tức còn vô cùng xa xôi ta còn không cách nào cảm ứng được có bao nhiêu người, trong đó thực lực, đợi đến chỉ còn 50 năm thời điểm ta liền có thể rõ ràng biết được, nếu như thực lực không mạnh, vậy liền tại hư vô hài trung tướng chặn đường. Tiêu vô thiên chậm rãi nói, nói xong tiêu viêm cũng là minh bạch tiêu vô thiên ý tứ. Đem chặn đường tại đấu đế đại lục bên ngoài, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không lưu một tia dấu vết, tại giới không bên ngoài bị diệt mất, cho dù là huyết thần giới cũng không dám cắt nói là đấu đế đại lục gây nên mà lại tại huyết thần giới nhận biết bên trong đấu đế đại lục căn bản không có thực lực như thế hẳn là sẽ không sáng tuổi tại đấu đế đại lục nhưng ngay cả như vậy phong hiểm vẫn như cũ rất lớn tiêu viêm phân tích nói nếu quả như thật có thể đem ngăn ở hư vô hải bên trong dù vậy những người này khoảng cách đấu đế đại lục gần như thế chỉ sợ cũng khó mà tẩy thoát hiểm nghi đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh cảm ơn các bạn nhiều